chương 1930, Chiếu Thiên Thánh Nhãn. Bí khí pháp bảo, tới trước trước được. Thu thần thiết, giá cả tốt thương lượng. Mới xuất lô đan dược, giá thấp bán. Có người địa phương, thì có mua bán, mà nay đêm thần thành, liền so trước kia náo nhiệt, có lẽ đến du lịch quá nhiều, thậm chí nội thành không bỏ xuống được. Hàng vỉa hè đều đặt tới cửa thành rồi, hối hả trong đám người, nhiều thét to giao hàng, thế nào xem cũng giống như cái phiên chợ. Phiên chợ tốt, triệu bân liền ưa thích họp chợ lão đại thật nhiều lôi điện nơi nào lão đại thật nhiều hỏa diễm nơi nào tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa một trái một phải luồn lên nhảy xuống đặc biệt kích động so sánh với nó lưỡng long uyên liền an phận không ít hoặc là nói nó đối với hàng vỉa hè lên vật không phải cảm thấy hứng thú nó cảm thấy hứng thú chính là thần binh ân chủ nhân cái này có không ít thành thật đợi triệu bân che một kiện đại hắc bào lần lượt đi dạo hàng vỉa hè hắn là một đường đi một đường xem, cũng là một đường đi một đường mua. Tâm ma kiếp không có uổng phí tiếp nhận, không nói đến niết bàn lột xác, ít nhất hắn lúc này đỉnh đầu rất rộng rụ, thần thạch chưa đủ, pháp khí có thể gom góp, dù gì, hắn cái này vẫn cất giấu lưỡng chuẩn đế thần đâu. Người nói, triệu bân là từ đâu lên thần giới? Quỷ mới biết, tiểu tử kia không đi bình thường lộ đấy. Nếu không phải nghịch thiên yêu nghiệt, có thể làm nguyệt thần đồ nhi, Người một khi nổi tiếng rồi, đi nơi nào cũng có thể nghe nói có quan hệ tự thân truyền thuyết. Như Triệu Bân, Đào Bảo bối lúc chính là nghe như vậy nghị luận tới được. Ai? Đi ngang qua một cái quầy hàng lúc, hắn vô thức định rồi thân, trong mắt còn có quang mang lóe lên. Quầy hàng lên bày đặt đồ vật, đa dạng, càng thuộc về một đôi hư ảo đồng tử sáng nhất nhãn. Đó là bản nguyên, tiên nhãn bản nguyên. Chiếu thiên thánh nhãn, Triệu Bân thì thào một câu tốt tầm mắt, quầy hàng chủ ngáp một cái. Cái gì giá cả? 30 vạn. Có thể hay không? Đại khái không trả giá. Không chờ triệu công tử đem nói cho hết lời, quầy hàng chủ liền đem trả giá lộ phong kín. Triệu bân mặc dù tâm tình khó chịu, nhưng vẫn là rút tiền, chiếu thiên thánh nhãn giá trị cái giá này. Nguyên nhân chính là giá trị, quầy hàng chủ mới không để lối thoát, hiểu đều hiểu, đồ tốt không lo bán. Mua nó không lỗ, quầy hàng chủ ung dung nói, một tay cầm tiền một tay lấy hàng. Táng ra bại sản rồi, triệu bân tùy ý kéo một câu, xoay người đi hắn phương. Ra hỏa này, thật có tiền nơi nào, sau lưng, quầy hàng chủ thì thầm một tiếng, thầm suy nghĩ lấy, muốn không nên ở chỗ này người trên người, khắc hạ một đạo lạc ấn, chờ đợi ngày sau giết người cướp của. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là bỏ đi cái này ý niệm trong đầu, bởi vì nhìn không thấu triệu bân. Đã là nhìn không thấu, cái kia không thể hồ lai rồi, vạn nhất là một tôn thần đâu. Hắn cái này ý nghĩ, triệu bân từ không biết, chính đặt cái kia nghiên cứu cái kia chiếu thiên thánh nhãn đâu. Đương nhiên, không phải tại ngoài sáng lên nghiên cứu, thánh nhãn bản nguyên đã để vào hắn vĩnh hằng giới. Cổ xưa nghe đồn, chiếu thiên thánh nhãn xuất từ chiếu thiên tộc, cũng chỉ có cái này nhất mạch người, mới có thể thức tỉnh như vậy thánh nhãn, nói lên chiếu thiên tộc, đây chính là nhất mạch cực kỳ cường đại truyền thừa. Tồn tại thời đại còn sớm tại lục thiên tộc, có thể, cái này nhất tộc từ lâu diệt tuyệt, vật lấy hiếm là quý A. À. Triệu bân trong lòng một câu, cũng tự giác mua không lỗ. Đang khi nói chuyện, hắn đã tới cửa thành. Xem dưới tường thành, tụ tụ đầy nhân ảnh. Xéo con mắt nhìn lên, mới biết là trên tường thành, dán một đạo lệnh truy nã. Lệnh truy nã là do thần khư phát ra, trông coi tiền thưởng, không phải bình thường cao. Ta đây sao đáng giá sao? Triệu bân nhiều liếc mắt nhìn, trong lòng thổn thức không thôi. Không hổ là trí cao thần truyền thừa, không hổ là thần giới cấm khu một cái, liền là đại thủ bút, tiền thưởng đều không cần thần thạch đấy, trực tiếp lên cực đạo thần khí, trừ này còn có một bộ tuyệt thế bi pháp. Cửu đế đô bắt không được triệu bân, ai còn dám tìm kích động. Người phải biết, thần khư cửu đế đêm đó cũng không động toàn lực. Cái này gặm cho ngươi sàm đấy, cửu đánh nhất chẳng lẽ không phải sự thật sao? Trong tiếng nghị luận, triệu bân đã thu con mắt xoay người, một bước bước chân vào thần thành. Đến mức lệnh truy nã sao? Ưa thích người nào người nào Không sợ chết đấy Cứ việc đến là tốt rồi Hắn đã vượt qua rộn ràng bài trừ đám người Dọc theo một cái u tĩnh tiểu đạo Tìm được rồi một chỗ tiểu viên Tinh Nguyệt cổ thần liền ở chỗ này Hắn đến lúc đó Cô nương kia nhì đứng trước dưới tảng cây hỏa phù chú Chỉ là cùng bạch y tiểu thiếu niên cũng ở đây Chỉ bất quá Tại sát phách đình viện nhỏ Trở lại Tinh Nguyệt buông xuống phủ bút Trong lòng không nói ra được thổn thức Đêm đó Nàng xem rõ ràng triệu bân thương không phải bình thường thảm lúc này mới bao lâu lại linh động tu trường sinh quyết giả quả nhiên đều là kháng đánh đích nhân vật mà triệu bân chính là chỗ này loại nhân chung tương đối siêu quần bạt tụy một cái cửu đế vây công a lại vẫn để cho hắn chạy trước kia liên lụy ngươi rồi triệu bân một tiếng gượng cười cứu ngươi thế nhưng đại la tổ tiên tinh nguyệt hỏi câu như lời ngươi nói là hắn là được rồi ta phanh mạch một tiếng ẩm vang đã cắt nước tinh nguyệt lời nói. Sát phách đình viện nhỏ bức tường sụp, có một người hoành bay tới, chính là tinh nguyệt đồ nhi, là bị chỉ la một cái tát phiến tới được, có lẽ dùng sức quá mạnh, khuôn mặt đều cho người đối lệch ra. Cốt! Đừng để ta lại nhìn gặp ngươi! Chỉ la đôi mắt đẹp bốc hỏa, tiện tay vẫn đập tới rồi một phiến thần thạch, chính là cái này tiểu tử, mỗi ngày so đến nàng sân nhỏ một chuyến, tới thì tới rồi, trước khi đi chung quy cho nàng lưu lại 300 thần thạch, ngươi mẹ nó đấy, đi dạo, Kỹ viện sao? Thế nào vẫn đã đánh nhau? Triệu bân tặc tự giác, thuận tay đem tản mát thần thạch thu. Tinh Nguyệt cổ thần thì một mặt lúng túng, chung quy đồ nhi bị đánh. May mà nàng ở chỗ này, chỉ là bao nhiêu cho nàng chừa chút nhi mặt mũi. Không phải vậy, tiểu thiếu niên có thể cũng không phải là chịu đốn đánh đơn giản như vậy rồi. Không có tán gái tế bào A. À. Tinh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem đồ nhi ném vào rồi trong phòng, diện bích suy nghĩ qua A. À bạch hy tiểu thiếu niên cũng là nghe lời cửa phòng trói chặt phòng cháy phòng trộm các phòng sư tôn ngày khác để cho hắn đi thần triều ở vài ngày triệu bân tìm chỗ ngồi cái kia lại nói vô cùng chân thành tha thiết sẽ không tán gái không sao cả thần triều có rất nhiều người giáo thần triều tinh nguyệt không rõ ràng cho lắm lần đầu nghe này danh hiệu cái này quái dị triệu bân rất nhiều bí mật cũng không cùng nàng nói siêu Triệu bân một cái lướt nhẹ qua tay, lấy ra chiếu thiên thánh nhãn. Tinh nguyệt thấy chi, đôi mắt đẹp hiếp lại, tựa như cũng nhận ra. Chiếu thiên tộc đã diệt tuyệt, chiếu thiên thánh nhãn thế nhưng vật hy hán. Nàng nhận ra, sát phách chỉ la, cũng là với kiến thức rộng rãi chủ. Thật muốn bàn về đến, nhà nàng tổ tiên cùng chiếu thiên tộc, rất có nguồn gốc đấy. Dung hợp, nhưng nghe thấy triệu bân một tiếng khẽ quát, đem thánh nhãn bản nguyên để vào rồi trong mắt. Bản Nguyên một khi dung nhập, tựa như hai luồng hỏa, tại Triệu Bân trong mắt thiêu đốt. Tùy theo mà đến, chính là kịch liệt đau nhức, cái kia khóe mắt có hai hàng máu tươi lẫn tràn đầy. Cái này đều việc nhỏ, cơ duyên cùng tạo hóa sao? Từ mở bắt đầu liền thống khoái mà vui vẻ lấy. Phá sản đồ vật a, à, Tinh Nguyệt xem hít sâu một hơi. Lời giống vậy, chỉ là cũng nghĩ nói, đây chính là chiếu thiên thánh nhãn, có lẽ thế gian duy nhất cái này nhất lệ liền như đây giống như bị ngươi dung hợp rồi ngươi cái kia gà mở tiên nhãn, còn có thể tiến dai không thành. Đáp án dĩ nhiên là phủ nhận. Mặc dù dung hợp rồi chiếu thiên thánh nhãn, triệu bân tiên nhãn cũng không cách nào tiến dai. Nhưng, cái này là một cái lột xác, sẽ vì tiên giới tiến dai đánh tốt cơ sở. Cho nên nói, hắn vẫn cần càng nhiều đặc thù đồng tử bản nguyên, cấp bậc càng cao càng tốt. Nghĩ vậy, hắn ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua chỉ la, sơ giao đầu nhi là cái nhân tài, Nhìn cái kia nhãn, nhiều xinh đẹp a. À. Nếu là nhường cái đến dung hợp rồi, cảm giác nên là không sai. Bị liếc mắt nhìn, Chỉ La chỉ cảm thấy gió mát một hồi, xoay người vào nhà. Xét thấy người nào đó nước tiểu tính, ngày sau ít gặp mặt cho thỏa đáng, rất nguy hiểm đấy. Chương 1931, Tế kiếm luyện đạo. 3 ngày. Triệu Bân đủ dùng 3 ngày mới hoàn toàn dung hợp rồi thánh nhãn bản nguyên. Hắn chi tiên nhãn, có thể lột xác thâm thúy con mắt tránh đầy huyền dị chi quang tất cả đều chuyện làm tinh nguyệt cổ thần cũng không nhàn dỗi khoanh chân tại cây giả dưới tĩnh tâm ngộ đạo còn có tiểu thiếu niên để cho cái kia diện bích suy nghĩ qua hắn vẫn là không có đi ra ngoài đấy tiểu viên yên tĩnh tường hòa ngoại giới rồi lại gió dục mây vần bởi vì triệu bân thần khư liền cử đạo lệnh truy nã hơn nữa tiền thưởng một lần so một lần nhiều Bố cáo lên nói vô luận bắt sống vĩnh hằng thể vẫn là cung cấp manh mối đều có thể cầm ban thưởng đấy, đừng nói là thần minh, liền chuẩn đế thần cùng đế thần thấy, đều đặc biệt quen mắt. Kết quả là, có cái kia thì một cái chuyên môn nhằm vào vĩnh hằng thể truy nã liên minh, âm thầm hình thành. Có thể vào liên minh giả, không có chỗ nào mà không phải là đại lão, không có biện pháp, Triệu Bân bổn sự quá lớn, không nhiều tìm mấy người trợ giúp, vẫn là đặt xuống không ngã tiểu tử kia, tựa như thần khư cái kia cửu tôn đế thần, trước kia một cái lưu thủ không sao cả, xứng sờ bị cái kia chạy sao cái lúng túng phải? tranh chói tai kiếm ngân vang thanh âm tại tiểu viên vang vọng tranh minh thanh âm đánh thẳng nguyên thần là triệu bân tại rèn luyện quy thiên cử kiếm đến nay cũng không phá diệt ở trên lạc ấn suy nghĩ một chút cũng là dù sao cũng là chuẩn đế thần thủ bút nơi nào có dễ dàng như vậy phá nói cho cùng hắn vẫn sẽ không dám quá liều lĩnh vạn nhất đem thần binh luyện hư mất được không bù mất a à, mạch một tiếng ngâm nga từ cách đó không xa thụ bên dưới truyền đến. Triệu bân vô thức xéo con mắt, chính thấy tinh nguyệt tiếu mi hơi nhíu. Xem cái kia bên thân, rất nhiều thần hà bay múa, đều pháp tác chi quang. Không hổ là đánh vỡ hóa thân cấm kỵ người. Triệu bân một tiếng lẩm bẩm lời nói, trong lời nói có sợ hãi thán phục chi ý. Như tinh nguyệt cổ thần, liền rất là bất phàm, sở tu chi đạo, cũng liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, vẻn vẹn hắn nhìn ra đấy, thì có kiếm chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo với tạo hóa chi đạo, cũng chính là bởi vì liên quan đến rồi quá nhiều, mới khó mà khống chế, đủ loại nói lẫn nhau bài xích. Cũng may, tinh nguyệt đạo tâm cực ổn, không bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là nói trở lại, cứ thế mãi, ngày sau so thành cấu bệnh. Muốn trừ tận gốc, còn phải tưởng một cái biện pháp, ví dụ như lô dưỡng bách kinh. Siêu, hắn chính nhìn lên, chỉ là từ sát phách leo tường qua được. Thấy triệu bân rèn luyện cửu thần kiếm, trong nội tâm nàng khó nén thổn thức. Thần kiếm trận nơi nào, quy thiên lão quân nửa đời người tâm huyết, nhưng mà làm triệu bân làm áo cưới, cái này cũng chẳng trách người khác, nàng ngày đó khuyên bảo qua quy thiên đấy, mở cánh cửa kia liền tự gánh lấy hậu quả, là cái đồ kia nhất định tìm kích động, đoạt cơ duyên không thành, bị phản triệu bân đã chân áp. Tiên tử, có thể có mong muốn trong lòng chi nhân. Triệu bân đã từ tinh nguyệt cái kia thua con mắt, nhất lên tiếng chính là cười ha hả. Liên quan đến việc riêng tư, chỉ la mặc dù không muốn hồi đáp, nhưng vẫn là lắc đầu. Không có là tốt rồi. Triệu công tử vung tay lên, lấy ngàn mà tính hỏa quyển, treo ở giữa không chung. Hỏa quyển lên đều ảnh hình người, đều hắn thần triều nhân tài, đều đều là lưu manh. Như bất hủ thần thể, hạo thiên, ma tử, đạo gia thần tử, có nhiều hơn rất nhiều. Chỉ la vô thức hoàn xem, trong đó có như vậy mấy cái, nàng vẫn có nghe thấy đấy. Có thể có coi trọng đấy, tùy tiện lựa chọn, chưa đủ ta còn có triệu bân ha ha nói ta ưa thích nữ chỉ la câm như hến ít nói rồi lại lời nói không giật mình người tử không ngừng xem như ta không nói triệu bân một tiếng ho khan thu họa quyển tiếp tục rèn luyện cửu thần kiếm siêu chỉ la đến nhanh đi cũng nhanh trước khi đi vẫn mang rồi ý tứ đồ vật ân không mông chi khí nàng leo tường tới đây vì chính là cái đồ chơi này Người còn rất tự giác đấy Triệu Bân một câu thâm trầm, thầm nghĩ nơi nào ngày trở về tiên giới, đem chỉ la mang đi. Ưa thích nữ không sao cả, hắn thần triều cũng có nữ lưu manh đấy, gom góp sống quá quá. Bên này, tinh nguyệt đã từ chìm đắm vào trong tỉnh lại, có lẽ nói nguyên nhân, trạng thái không tốt. Thấy triệu bân luyện cửu kiếm, nàng cũng như trước kia chỉ la, không nói ra được thổn thức. Quy thiên lão quân quả thật đưa tiền tài đồng tử A. Đánh thật xa chạy tới, cho người đưa tạo hóa. Nghe nói, người phát một khoản tiểu tiền tài, tinh nguyệt sách ra bầu rượu. Một việc nhỏ, triệu công tử sửa sang lại cổ áo, bước cách rơi vào giai cảnh. Có tiện hay không, đem tiền cho ta mượn trả, tinh nguyệt đổ non rượu. Tối nay ánh trăng không tệ, đàm phán nhiều tiền thương cảm tình. Triệu bân nghiêm túc nói. Không nói tiền, nói chuyện yêu đương sao tinh nguyệt đôi mắt nhỏ thần nhi, đặc biệt ta. Xem đi, người nào đó vay tiền thật không vẫn đấy, nàng cũng là rảnh rỗi đấy, hôm đó đem tiền cấp cho gia hỏa này. Đợi ta chốc lát, đưa người cơ duyên, triệu bân cười thần bí. Ân, ta chờ đây, tinh nguyệt cũng chân thực, thật an vị cái kia đợi. Phá, triệu bân thì vừa quát âm vang, lấy hồng mông chi hải che mất quy thiên cửu kiếm. Chuẩn đế thần khắc xuống lạc ấn, bị hắn một đạo tiếp một đạo, đều phá diệt. Lạc ấn nghiền nát, phần còn lại đều tốt làm, đơn giản lần nữa chữ khác vào đồ vật hắn ấn ký. Không sai, tinh nguyệt là quần chúng cũng tặc yêu thích quy thiên cửu kiếm chuẩn đế thần tạo kiếm trận uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định đấy nói đến uy lực họ chịu cái vị kia thật tìm người thử kiếm rồi nơi đây chỉ tinh nguyệt một người tất nhiên cầm nàng khai đao người có bị bệnh không tinh nguyệt cổ thần một tiếng mắng to gương mặt trong nháy mắt đen cái cực độ người nào đó phàm là yếu điểm mặt cũng không trở thành làm ra như vậy chuyện thất đức Chanh đáp lại nàng đấy, thì là quy thiên cửu kiếm đâm nhĩ kiếm nghinh. Căm tức về căm tức nhi, nàng cũng không thể đứng đấy bị người đánh A. O, O, N, G. Nàng tâm niệm vừa động, tế ra hộ thể thần quang, cùng bản mệnh khí thủ hộ khí lực. Cửu kiếm theo sau liền đến, uy lực cường hãn, kiếm uy kiếm ý vô cùng, dù nàng nội tình, cũng bị chảm đạp đạp lui về phía sau, đáng sợ dư ba, thành từng sợi kiếm khí, chiều nàng bổ chém, nếu không phải triệu bân thu kiếm thu kịp lúc, trên người nàng nhiều lắm vài đạo huyết sắc khoảng cách. Sướng hay không, tinh nguyệt đôi mắt đẹp bốc hỏa. Coi như cũng được, triệu bân cười không mặt mũi không có ra Nói qua, hắn đã thu cửu thần binh, đem chìm vào rồi bản nguyên hải. Chờ đợi nhàn rỗi, hắn phải luyện tập một phen thần kiếm trận, dùng đến nhất định tiện tay. Hắn cái này tiện tay rồi, quỳ thiên lão quân vậy thì đặc biệt khó chịu, trước kia một trận huyết chiến, hắn bản mệnh thần khí bị đánh đích tàn phá, bây giờ, cửu kiếm cũng bị luyện hóa, đáng sợ cắn trả, không khác chém hắn mấy đau, ngay tại chỗ không còn ý thức, phải ngủ mấy ngày chậm rãi rồi. Đến ngươi rồi, triệu bân vén lên rồi tay áo, diễn xuất rồi tang thần chung. Tinh nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ bị trùm nhập trong đó. Ngươi làm chi, tinh nguyệt tiếu mi hơi nhíu. Luyện đạo, triệu bân tế ra bản mệnh pháp tắc. Pháp tắc thành từng đạo đường vân, khác ở tang thần trung thể. Theo đường vân lưu chuyển, tam thần trung nội giấy lên rào giạt liệt diễm cái kia không phải chân chính hỏa diễm có thể xưng là nói một loại hình thái mà tinh nguyệt liền lung chiều tại hỏa diễm dưới đạo tắc không trải qua triệu hoán bay múa xứng sờ cái gì đâu triệu công tử nghiễm nhiên mà đứng thúc giục rồi một tiếng ngươi sẽ không thiếu a à. tinh nguyệt cổ thần nói qua khoanh chân mà ngồi luyện đạo là một loại cổ xưa thần thông tương truyền chế từ tam thế nguyệt thần phương pháp này là chuyên tu đạo tắp đấy, lấy đạo hỏa luyện đạo tâm, có thể trong vắt tâm thần. Nàng biết Triệu Bân ý nghĩ, Triệu Bân xác định cũng biết nàng lúc này trạng thái, bởi vì kiêm tu nhiều loại đạo, nàng khó khống chế, thậm chí đủ loại nói tầm đó, có nhiều bài xích, lẫn nhau sông tới cũng lúc có phát sinh, luyện đạo thích hợp nhất chỉ là Triệu Bân lô dưỡng bách kinh, chính là tốt con đường. chương 1932, Làm Mối Dưới ánh trăng thần thành, vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa phồn hoa phía dưới cũng cất giấu rất nhiều không hài hòa khí tức. Đều bởi vì thần khư cửu đạo lệnh truy nã, náo xôn xao. Càng thuộc về mấy ngày nay, thiên ngoại nhiều khách tới, không thiếu đại thần cùng ẩn thế cổ tu, tưởng bắt triệu bân người, vừa nắm một bó to, chắc chắc triệu bân vẫn còn ở thần thành đấy, cũng chỗ nào cũng có. Cửu đạo lệnh truy nã, vĩnh hằng thể còn có thể chạy nữa trở về không thành. Thật tình không biết, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không án xáo lộ ra bài, khó tránh khỏi, thật giấu ở thành trong. Chuyện đó không giả, như vậy nhiều đại lão tề tụ thần thành, át có bọn họ riêng phần mình đạo lý. Bóng người tụ tập nhi chi địa, từ không thể thiếu nghị luận. Mà ẩm ý lời nói ở bên trong, cũng dù sao vẫn không thể thiếu triệu bân danh. Người kia nổi tiếng rồi, tiểu tiểu bán thần, lại dẫn xuất như thế đại động tính. A, à, ân, a, à. yên tĩnh tiểu viên, nhiều nữ tử thống khổ kiều ngâm âm thanh. Tất nhiên tinh nguyệt cổ thần, luyện đạo không đau, đau chính là đạo hỏa đối với nàng nung khô. Cũng trách triệu bân hạ thủ quá ác, nửa điểm không biết thương hương tiếc ngọc, từ mở luyện liền chiều chết trình. Người cố ý à, tinh nguyệt gương mặt vừa đen rồi. Ta có rãnh rỗi như vậy triệu bân xem thường, lại tăng thêm vài phần lực. Hắn cái này nhất tăng không quan trọng, tinh nguyệt càng nhiều ngâm nga, gọi liền kêu rồi, còn gọi ta có tiết tấu, không biết, còn tưởng rằng là cái kia đâu. Cót két tiểu thiếu niên đẩy ra cửa sổ, lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ. Còn có chỉ la, cũng bới ra tại đầu tường, xem lưỡng nhãn viên trượt. Hai người bọn họ có vẻ như suy nghĩ nhiều, người làm chính sự đâu cũng không phải là tại thâm nhập trao đổi. Lại nhìn triệu công tử, lỗ mũi lẫn tràn đầy một vòi máu tươi, đã là đặc biệt sáng rõ. Tinh Nguyệt thấy chi, càng là nổi giận, là nàng đánh giá cao người nào đó, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Cố thủ thần thai, triệu bân lau một cái máu mũi nói là nghiêm trang tinh nguyệt mặc dù căm tức nhưng vẫn là đè xuống bạo tẩu nỗi lòng luyện đạo cùng dung hợp đạo toàn bằng nàng tự thân đến mức triệu bân sao chỉ là một phương ngoại lực chỉ là hắn cái này phụ trợ vẫn là rất cho lực đấy ít nhất gia hỏa này có chiến tri đạo lô dưỡng bách kinh kinh nghiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu bân cần cù vừa nói hỏa nung khô một bên dẫn dắt tinh nguyệt đừng nói biện pháp này đích xác dễ dùng trạng thái không tốt tinh nguyệt cổ thần thật liền tránh ra rồi con đường kia xem cái kia dị tược so với trước kia càng huyền ảo trông coi nói âm du dương như thần khúc cái này cũng được tiểu thiếu niên mở rộng tầm mắt chỉ la cũng đầy mục mới lạ nói vô bờ bến bọn họ tựa như trông thấy khác một mảnh bầu trời đã thành chẳng biết lúc nào triệu bân mới rút lui pháp tắc tiện tay xách ra bầu rượu tinh nguyệt dung hợp nói đã nhập môn kính phần còn lại, đơn giản là vấn đề thời gian. Ngươi, tới đây. Triệu bân đối với tiểu thiếu niên, ngóc một cái tay. Tiểu thiếu niên cũng nghe lời, bới ra lấy cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Đợi đến cây già dưới triệu bân lại sách ra hàng trăm hàng ngàn họa quyển, vẫn là một vài bức bức họa, cũng hay là hắn thần chiều người, chỉ bất quá, đều là nữ. Nữ lưu manh, tinh nguyệt đồ nhi, thỏa thỏa nhân tài. Đã là nhân tài, cũng không phải hướng bản thân khuấy động sao thân là thần triều chi chủ hắn gánh nặng đường xa nơi nào cái này là tiểu thiếu niên trái nhìn nhìn phải không rõ ràng cho lắm ngó ngó có coi trọng đấy sao triệu bân đổ một cái tiểu rượu nhi sư tôn để cho ta cua nàng kia mà tiểu thiếu niên nói qua vẫn trộm trộm nhìn thoáng qua chỉ la ra lại ngứa ngay a à. chỉ la bới ra lấy đầu tường cua cô nắm tay nhỏ tiểu thiếu niên ho khan vẫn vô thức sờ sờ mặt cảm tình loại sự tình này không cưỡng cầu được đến xem những thứ này triệu bân dắt lấy tiểu thiếu niên chỉ vào hỏa quyền một bộ tiếp một bộ giới thiệu dù sao vẫn có thể có cái vừa thấy đã yêu đấy cái này không tốt sao sư tôn sẽ đánh ta đừng nghe nàng mù phấp phới ta bảo kê ngươi hai người một trái một phải đặt cái kia nói nhỏ không xong thân là quần chúng chỉ la ánh mắt nhi lại nghiêng qua đại la thánh tử quả thật đa tài đa nghệ a à nàng mãnh liệt hoài nghi, vị này tổ tiên, là làm bà mối lập nghiệp đấy, rất có tiềm chất. Ba, chính nhìn lên, bỗng nhiên nghe thấy như vậy âm thanh. Nghe thấy chi, ba người tề xéo con mắt, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy tinh nguyệt khí lực lóa sáng, trông coi đỉnh đầu chỗ, còn có một đạo thần cầu vồng, sông tiêu mà lên, nếu không phải cấm chế ngăn trở, xác định có thể cho phiêu miểu hư vô, đâm ra nhất cái đại lỗ thủng Tiến dai rồi, triệu bân lông nghi chọn lão cao, chỉ la cùng tiểu thiếu niên thì ánh mắt dạng dỡ không sai tinh nguyệt cổ thần tiến dài rồi từ thần minh cảnh sát nhập vào chuẩn đế thần cảnh cái này đều quy công tại luyện đạo cùng dung hợp đạo một phen đốn mộ cũng không liền nước chảy thành sông rồi sao thật là đẹp a à? đều là nữ tử chỉ la phát ra như vậy sợ hãi thán phục đích xác thần hà lung chiều tinh nguyệt xinh đẹp tựa như ảo mộng còn có bọn họ nói âm thật như thần khúc nghe nàng tâm thần thong thả Tuyệt vời nhất đấy, vẫn là cái kia dị tượng, mỗi một bộ đều cánh hoa tung bay. Ta ra ngoài tản bộ tản bộ. Triệu Bân lưu lại một lời nói, xoay người không thấy rồi. Tại chỉ la xem ra, tiểu tử này sợ là sợ rồi. Đúng, là sợ rồi, tinh nguyệt cổ thần tiến giai chuẩn đế thần, thêm với một phen lột xác niết bàn, cái kia chiến lực, đích thị là khủng bố đến cực điểm, bắt được Triệu Bân một hồi béo đánh, vẫn rất có khả năng đấy. Người nhóc con, chờ đó cho ta. Tinh Nguyệt Tâm lời nói, chỉ nàng một người nghe thấy. Nữ nhân sao, vẫn là có vài ngày như vậy tâm tình khó chịu, người nào chọc người nào không may. Bên này, Triệu Bân quanh đi quẩn lại, đã vào lớn tiếng náo phố dài. Hắn vẫn như cố che hắc bào, toàn thân che cực kỳ chặt chẽ. Không trách hắn như thế, chỉ vì cái này một đường đi tới, quá nhiều mịt mờ chi khí, một tôn so một tôn cường đại, đây vẫn chỉ là hắn nhìn ra được, quỷ mới biết được trong bóng tối, vẫn cất giấu bao nhiêu cửu đạo lệnh truy nã, thật cái đại thủ bút. Đi ngang qua một chỗ, hắn chiều một phương liếc qua. Chỗ đó, dán đầy rồi bố cáo, rõ ràng nhất thủy lệnh truy nã, đều xuất từ thần khư, truy nã đều là hắn, tiền thưởng không phải bình thường cao, cũng khó trách nhiều như vậy đại lão đến thần thành. Đường đi góc, hắn lại nhìn thấy cái kia cùng tử y hầu sinh giống như đúc hồng trần khách qua đường. Ân, vẫn còn ở bầy quầy bán hàng, bán bảo bối không có gì đặc biệt, chưa có người đến cái này xem, Đúng dịp, Hồng Trần khách qua đường bên cạnh có phòng trống, Triệu Bân rất tự giác, trực tiếp ngồi tại đó, cũng chuyển rồi một cái bàn, cũng dọn lên vài món bảo vật, thuận tiện, còn treo một khối vải trắng, trên đó viết, thu lôi điện, thu hỏa diễm, thu đặc thù đồng tử bản nguyên. Ai? Triệu Bân mới vừa bắt tốt quầy hàng, liền trông thấy nhất người quen. Chính là Vũ Ma, thần khư cửu đế trong duy nhất nữ đế thần. Cô nương kia nhi ngược là hữu tình Tuyên chuyển, nữ giả nam trang, thoải mái nhàn nhã đi trên đường, nói là đào bảo bối, nhưng càng giống là ở tìm đồ vật, trên đường người đi đường, cũng khó khăn đào nàng dòm ngó. Tìm, từ từ tìm. Triệu công tử ước lượng tay mà ngồi, ổn nhất bức, biết rõ vũ ma đang tìm hắn. Hắn có tuyệt chiêu đặc biệt đấy, nhà hắn tú nhi giáo, tìm hắn cũng không như vậy dễ dàng. Ân, vũ ma tiếu mi hơi nhíu, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua sau lưng. Biển người mênh mông, ánh mắt của nàng xác định tại triệu bân trên người. Nhiều nhìn thoáng qua, nàng như gió mà tới, trước nhìn thoáng qua quán nhỏ vị lên bảo vật, lúc này mới nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Bân, như thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, xem có tư có vị. chương 1933, Đế Thần Cấp Hy Tinh Tùy tiện xem, giá cả tốt thương lượng. Triệu Bân lời nói giả nua, diễn hữu mô hữu dạng. Này hỏa, có thể thu, Vũ Ma nói qua, nhẹ phẩy rồi ốm tay áo, lòng bàn tay nhiều hơn nhất đạo hỏa diễm, thỏa thỏa tiên hỏa, ánh vàng rực rỡ đấy, hơn nữa, vẫn cùng với từng trận rồng ngâm âm thanh. Thiên Long Tiên Hỏa Triệu Bân sờ soạn cái cằm. Đạo hữu tốt tầm mắt, Vũ Ma khẽ nói cười một tiếng. Cái gì giá cả Triệu công tử ngồi thẳng rồi một phần, đạo này tiên hỏa rất bất phàm. Không đắt, 30 vạn, Vũ Ma mở quạt xếp, dao động tạc có tiết tấu. Tiện nghi một chút, muốn nhiều tiện nghi. 15 vạn. Ban ngày ban mặt, Tịnh nói mê sảng, Vũ Ma thu tiên hỏa liền muốn đi. Triệu công tử ha ha cười một tiếng, bề bộn sợ lại nói, 20 vạn. Thế nào? Thấp nhất, 25 vạn. Thành giao. Triệu bân có phần dứt khoát, tiện tay lấy túi chữ vật. 25 vạn mua thiên long tiên hỏa, vụng trộm vui mừng a. À. Vũ ma thu thần thạch, vẫn không quên trắng rồi triệu bân liếc mắt một cái. Không chờ triệu bân tiếp gốc dạ, nàng liền đong đưa quạt xếp đi rồi, như một cái rãnh rỗi du khách, trên đường mù tản bộ, khi thì còn sẽ ngừng chân tại quầy hàng trước, chọn chọn lựa lựa, từ đầu tới đuôi, đều cùng không có chuyện người tựa như. Ân, không nhận ra ta, triệu bân trong lòng một câu. Chỉ là, tại cầu ra trong tay mua bảo bối, cảm giác là lạ đấy. Nói đến bảo bối, hắn đã đem thiên long tiên hỏa, ném vào rồi vĩnh hàng giới. Hỗn thiên hỏa tặc kích động, không trải qua triệu hoán, liền hấp tấp gom góp đến. Cũng là cái này trong nháy mắt, có một tia so lông châu vẫn tinh tế gấp trăm ngàn lần ánh sáng, từ thiên long tiên hỏa trong nhẹ nhàng ra tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói, là sáp nhập vào vĩnh hằng giới. Lạc ấn, triệu bân trong lòng một câu, hai mắt cực tẫn híp lại. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một đạo lạc ấn. Nếu không phải hắn dung hợp rồi chiếu thiên thánh nhãn bản nguyên, thậm chí tiên nhãn có lột xác, tầm mắt có đề thăng, nếu không thì, vẫn thật là nhìn không ra, đế thần cấp lạc ấn, mẹ nó tà dị đây. Có ý tứ? Triệu Bân lại ước lượng rồi tay, ánh mắt sáng tối bất định. Hắn sợ là xem thường Vũ Ma rồi, đối phương hơn phân nửa đã nhận ra hắn, đạo này lạc ấn chính là chứng minh tốt nhất. Hỏi như vậy để đến rồi, đã nhận ra, Vũ Ma vì cái gì không ra tay? Đợi viện quân. Không có cái này thiết yếu a. À. Đế thần như chiến lực toàn bộ triển khai, hắn là không chịu nổi công phạt đấy. Hơn nữa, thành trong như vậy bao nhiêu thần, như vậy nhiều cừu ra, một khi đấu võ, hắn nhất định gặp quần ẩu, khó tránh khỏi vừa đối mặt, liền bị chấn áp rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vũ ma xác định có mục đích khác. Như hắn đoán không sai, cô nương kia nhi muốn ăn một mình nhi. Đúng, chính là muốn ăn một mình nhi, có đế thần cấp lạc ấn, vũ ma tìm hắn cũng không khó, hắn nếu dám xuất thành, đối phương so đuổi theo, so sẽ tìm một chỗ không người, cùng hắn chính nhi bát kinh tâm sự lý tưởng, đến mức như thế nào trò chuyện, từ như thế nào máu tanh làm sao tới. Người cũng là hí tinh A. Triệu bân thổn thức, trong lòng đối với vũ ma dựng thẳng rồi cái ngón tay cái. Diễn kịch có thể đã lừa gạt người của hắn, có vẻ như vẫn thật không có mấy người. Bây giờ sao, lại nhiều. Nếu không thì thế nào nói là nguyệt thần đồ nhi, não dừa thật là tốt sử dụng. Vũ ma thật chính là chỗ này giống như ý định đấy, có thể tự thân độc chiếm đấy, vì sao phải cùng hắn người chia cắt, lần trước là cửu đế chủ quan để cho triệu bân lưu lần này nàng sẽ không cho triệu bân nửa điểm cơ hội nhất kiếm chém tới đánh trước tàn lại nói bắt chi cũng không khó binh pháp hữu vân tương kế tự kế hắc bào lung chiều ở dưới triệu công tử nở nụ cười cười tặc vui vẻ đã là vũ ma như vậy yêu thích hắn không được cho người tạo cái kinh hỷ a à. đương nhiên tạo kinh hỷ là cần thực lực hắn tự nhận đánh đơn độc chiến làm không được vũ ma cũng không sao, tìm giúp đỡ quá, chờ đợi tinh nguyệt xuất quan, chờ đợi đại la tổ tiên trở về. Hắn ba đầy đủ, nghe nói người bán đồ vật không thu tiền. Đang lúc nói chuyện, có người tiến tới Hồng Trần khách qua đường quầy hàng trước. Là một cái cái kia tướng mạo xấu xí tao lão đầu nhi, tu vi không cao, chỉ thái hư cảnh, đến rồi liền tại người quầy hàng trên, nhìn đến nhìn đi, xong, cầm lấy một tòa tiểu bảo tháp, nhìn lại xem. Chỉ cần bản nguyên huyết ba giọt là tốt rồi hồng trần khách qua đường mỉm cười thật là một cái quái nhân tao lão đầu nhìn một bên nghiên cứu bảo tháp một bên nói thầm đích xác là cái quái nhân triệu công tử trong lòng một câu theo con mắt vẫn nhìn sang chính là chỗ này liếc mắt một cái thật lâu cũng không trông thấy hắn thu con mắt chỉ vì hồng trần khách qua đường tại khắc mục điêu mà hắn xem chính là cái kia khối mộc điêu vô luận từ chỗ nào xem đều cực kỳ giống đại hạ hồng tước tình huống nào triệu bân lông nghi hơi nhíu, xem hồng trần khách qua đường ánh mắt nhiều hơn một chút thâm ý. cùng tử y hầu sinh giống như, có lẽ trùng hợp, vì cái gì khác chính là hồng tước, đây cũng là trùng hợp. cái đồ vật này ta đã muốn, tao lão đầu nhi ước lượng rồi bảo tháp cho ba giọt bản nguyên huyết vui tươi hớn hở đi rồi. hồng trần khách qua đường thì cầm cái bình ngọc nhỏ, xác định huyết đã thu vào trong đó, an toàn phong tồn. xong việc nhi lại tiếp tục khắc mục điêu. Nhưng không biết đạo hiếu, khác là người phương nào, Triệu Bân cười hỏi. Ta cũng không biết, thường xuyên mộng thấy, không chân khách qua đường một đao một hồi, khác rất chân thành. Thường xuyên mộng thấy, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Triệu Bân con mắt, đã là đặc biệt thâm thúy. Thế gian, sợ là không có trùng hợp như vậy sự tình. Trước mặt vị này, hơn phân nửa thật cùng tử y hầu có quan hệ. Cho ăn, lại có khách tới, sự tại Triệu Bân quầy hàng trước lần này là một thanh niên lần đầu nhìn rất hèn mọn nhìn kỹ đâu chỉ hèn mọn lớn lên vẫn vô pháp vô thiên nhìn cái kia cái mũi nhỏ còn không có móng tay cái đại đâu lại nhìn cái kia miệng như được ong mật ngủ đông rồi miệng phiến tử không phải bình thường dày nhét lưỡng đản đản nên là không thành vấn đề quái dị nhất chính là hắn con mắt một đen một trắng hơn nữa một lớn một nhỏ ta đây lưỡng nhãn có thu hay không thanh niên chỉ chỉ hai mắt nơi nào đoạt âm dương thiên nhãn Triệu bân cao thấp quét ước chừng một phen. Phần có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung, ta đây chính là trời sinh đấy. Trời sinh tốt, trời sinh không cần tiền. Triệu bân một câu thâm trầm, căn bản không nghe ra hỏa này mù phấp phới, nếu là trời sinh nhãn, người nào bỏ được bán A. Như ra hỏa này, vô luận từ chỗ nào xem, đều cùng cái này song thiên nhãn, bát tự không hợp, nguyên nhân chính là bát tự không hợp, mới cùng cái kia bản nguyên tương bài xích, căn bản là không dùng được đừng lời thừa thu phải không thu thanh niên có chút không kiên nhẫn thu đương nhiên thu triệu bân nói qua dựng thẳng rồi ba ngón tay đây chính là thiên nhãn ngươi liền cho ba vạn thanh niên mắt liếc đi đầy đường đến hỏi còn có so với ta cho giá cả cao hơn triệu bân nói vẫn thật không có thanh niên ngượng cười cũng dứt khoát trực tiếp kéo ra thiên nhãn bản nguyên một tay giao tiền một tay giao hàng triệu công tử cũng dứt khoát thu tiền thanh niên cũng không đi, mà là mở rộng ống tay áo. Cái kia trong tay áo có cản khôn, chính là một phiến tinh không, nhiều sao thần tô vẽ. a à, không đúng, không phải tinh thần, mà là rất nhiều bí khí pháp bảo, cái gì cái đồng lô bảo đỉnh, cái gì cái tiên kiếm linh châu, cái gì cần có đều có, đều lóe lên sáng bóng, thoạt nhìn giống như từng khỏa những ngôi sao. Ngó ngó, có thể có chọn chúng đấy, thanh niên nháy mắt ra hiệu nói. Cái này không sai, triệu bân đưa tay, từ nội cầm ra rồi một cái bầu rượu. Bầu rượu bề ngoài không ra gì, cũng không kỳ chân dị bảo, nhưng lên làm cho lạc ấn một khỏa chữ cổ, cũng là thực bảo bối, thỏa thỏa độn giáp thiên tự, hắn nhận cái đồ chơi này chuẩn nhất. Đây chính là tổ truyền đấy. Một vạn. Thành giao. chương 1933, đế thần cấp hí tinh. Tùy tiện xem, giá cả tốt thương lượng. Triệu bân lời nói giả nua, diễn hữu mô hữu dạng. Này hòa, có thể thu. Vũ ma nói qua, nhẹ phẩy rồi ốm tay áo, lòng bàn tay nhiều hơn nhất đạo hỏa diễm, thỏa thỏa tiên hỏa, ánh vàng rực rỡ đấy, hơn nữa, vẫn cùng với từng trận rồng ngâm âm thanh. Thiên Long tiên hỏa triệu bân sờ soạn cái cằm. Đạo hữu tốt tầm mắt, Vũ ma khẽ nói cười một tiếng. Cái gì giá cả triệu công tử ngồi thẳng rồi một phần, đạo này tiên hỏa rất bất phàm. Không đắt, 30 vạn, Vũ ma mở quạt xếp, giao động tạc có tiết tấu. Tiện nghi một chút, muốn nhiều tiện nghi. 15 vạn. Ban ngày ban mặt, tịnh nói mê sảng, vũ ma thu tiên hỏa liền muốn đi. Triệu công tử ha ha cười một tiếng, bề bộn sợ lại nói, 20 vạn. Thế nào? Thấp nhất, 25 vạn. Thành giao. Triệu bân có phần dứt khoát, tiện tay lấy túi chữ vật. 25 vạn mua thiên long tiên hỏa, vụng trộm vui mừng a. À. Vũ ma thu thần thạch, vẫn không quên trắng rồi triệu bân liếc mắt một cái. Không chờ triệu bân tiếp gốc dạ, nàng liền đong đưa quạt xếp đi rồi như một cái rãnh rỗi du khách trên đường mù tản bộ khi thì còn sẽ ngừng chân tại quầy hàng trước chọn chọn lựa lựa từ đầu tới đuôi đều cùng không có chuyện người tựa như ân không nhận ra ta triệu bân trong lòng một câu chỉ là tại cầu ra trong tay mua bảo bối cảm giác là lạ đấy nói đến bảo bối hắn đã đem thiên long tiên hỏa ném vào rồi vĩnh hàng giới hỗn thiên hỏa tặc kích động không trải qua triệu hoán liền hấp tấp gom góp đến cũng là cái này trong nháy mắt, có một tia so lông châu vẫn tinh tế gấp trăm ngàn lần ánh sáng, từ thiên long tiên hỏa trong nhẹ nhàng ra tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói, là sáp nhập vào vĩnh hằng giới. Lạc ấn, triệu bân trong lòng một câu, hai mắt cực tẫn híp lại. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một đạo lạc ấn. Nếu không phải hắn dung hợp rồi chiếu thiên thánh nhãn bản nguyên, thậm chí tiên nhãn có lột xác, tầm mắt có đề thăng, nếu không thì, vẫn thật là nhìn không ra, đế thần cấp lạc ấn mẹ nó tà dị đây có ý tứ triệu bân lại ước lượng rồi tay ánh mắt sáng tối bất định hắn sợ là xem thường vũ ma rồi đối phương hơn phân nửa đã nhận ra hắn đạo này lạc ấn chính là chứng minh tốt nhất hỏi như vậy đề đến rồi đã nhận ra vũ ma vì cái gì không ra tay đợi viện quân không có cái này thiết yếu a à. đế thần như chiến lược toàn bộ triển khai hắn là không chịu nổi công phạt đấy hơn nữa thành trong như vậy bao nhiêu thần, như vậy nhiều cừu ra, một khi đấu võ, hắn nhất định gặp quần ẩu, khó tránh khỏi vừa đối mặt, liền bị chấn áp rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vũ ma xác định có mục đích khác. Như hắn đoán không sai, cô nương kia nhi muốn ăn một mình nhi. Đúng, chính là muốn ăn một mình nhi, có đế thần cấp lạc ấn, vũ ma tìm hắn cũng không khó, hắn nếu dám xuất thành, đối phương so đuổi theo, so sẽ tìm một chỗ không người, cùng hắn chính nhi bát kinh tâm sự lý tưởng, đến mức như thế nào trò chuyện, từ như thế nào máu tanh làm sao tới. Người cũng là hí tinh A. Triệu bân thổn thức, trong lòng đối với vũ ma dựng thẳng rồi cái ngón tay cái. Diễn kịch có thể đã lừa gạt người của hắn, có vẻ như vẫn thật không có mấy người. Bây giờ sao, lại nhiều. Nếu không thì thế nào nói là nguyệt thần đồ nhi, não dừa thật là tốt sử dụng. Vũ ma thật chính là chỗ này giống như ý định đấy, có thể tự thân độc chiếm đấy, vì sao phải cùng hắn người chia cắt, lần trước là cửu đế chủ quan để cho triệu bân lưu lần này nàng sẽ không cho triệu bân nửa điểm cơ hội nhất kiếm chém tới đánh trước tàn lại nói bắt chi cũng không khó binh pháp hữu vân tương kế tự kế hắc bào lung chiều ở dưới triệu công tử nở nụ cười cười tặc vui vẻ đã là vũ ma như vậy yêu thích hắn không được cho người tạo cái kinh hỷ a à? đương nhiên tạo kinh hỷ là cần thực lực hắn tự nhận đánh đơn độc chiến làm không được vũ ma cũng không sao, tìm giúp đỡ quá. Chờ đợi tinh nguyệt xuất quan, chờ đợi đại la tổ tiên trở về. Hắn ba đầy đủ, nghe nói người bán đồ vật không thu tiền. Đang lúc nói chuyện, có người tiến tới Hồng Trần khách qua đường quầy hàng trước. Là một cái cái kia tướng mạo xấu xí tao lão đầu nhi, tu vi không cao, chỉ thái hư cảnh, đến rồi liền tại người quầy hàng trên, nhìn đến nhìn đi, xong, cầm lấy một tòa tiểu bảo tháp, nhìn lại xem. Chỉ cần bản nguyên huyết ba giọt là tốt rồi. Hồng Trần khách qua đường mỉm cười. Thật là một cái quái nhân, tao lão đầu nhìn một bên nghiên cứu bảo tháp, một bên nói thầm. Đích xác là cái quái nhân, triệu công tử trong lòng một câu, theo con mắt vẫn nhìn sang. Chính là chỗ này liếc mắt một cái, thật lâu cũng không trông thấy hắn thu con mắt, chỉ vì Hồng Trần khách qua đường tại khắc mộc điêu. Mà hắn, xem chính là cái kia khối mộc điêu, vô luận từ chỗ nào xem, đều cực kỳ giống đại hạ Hồng Tước. Tình huống nào, triệu bân lông nghi hơi nhíu xem hồng trần khách qua đường ánh mắt nhiều hơn một chút thâm ý cùng tử y hầu sinh giống như có lẽ trùng hợp vì cái gì khác chính là hồng tước đây cũng là trùng hợp cái đồ vật này ta đã muốn tao lão đầu nhi ước lượng rồi bảo tháp cho ba giọt bản nguyên huyết vui tươi hớn hở đi rồi hồng trần khách qua đường thì cầm cái bình ngọc nhỏ xác định huyết đã thu vào trong đó an toàn phong tồn xong việc nhi lại tiếp tục khắc mục tiêu nhưng không biết đạo hiếu khác là người phương nào, Triệu Bân cười hỏi. Ta cũng không biết, thường xuyên mộng thấy, không chân khách qua đường một đao một hồi, khác rất chân thành. Thường xuyên mộng thấy, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Triệu Bân con mắt, đã là đặc biệt thâm thúy. Thế gian, sợ là không có trùng hợp như vậy sự tình. Trước mặt vị này, hơn phân nửa thật cùng tử y hầu có quan hệ. Cho ăn, lại có khách tới, sự tại Triệu Bân quầy hàng trước lần này là một thanh niên, lần đầu nhìn rất hèn mọn, nhìn kỹ, đâu chỉ hèn mọn, lớn lên vẫn vô pháp vô thiên, nhìn cái kia cái mũi nhỏ, còn không có móng tay cái đại đâu lại nhìn cái kia miệng, như được ong mật ngủ đông rồi, miệng phiến tử không phải bình thường dày, nhét lưỡng đản đản nên là không thành vấn đề, quái dị nhất chính là hắn con mắt, một đen một trắng, hơn nữa một lớn một nhỏ. Ta đây lưỡng nhãn, có thu hay không? Thanh niên chỉ chỉ hai mắt. Nơi nào đoạt âm dương thiên nhãn? Triệu bân cao thấp quét ước chừng một phen. Phần có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung, ta đây chính là trời sinh đấy. Trời sinh tốt, trời sinh không cần tiền. Triệu bân một câu thâm trầm, căn bản không nghe ra hỏa này mù phấp phới, nếu là trời sinh nhãn, người nào bỏ được bán A. Như ra hỏa này, vô luận từ chỗ nào xem, đều cùng cái này song thiên nhãn, bát tự không hợp, nguyên nhân chính là bát tự không hợp, mới cùng cái kia bản nguyên tương bài xích, căn bản là không dùng được. Đừng lời thừa, thu phải không thu, thanh niên có chút không kiên nhẫn. Thu, đương nhiên thu, triệu bân nói qua, dựng thẳng rồi ba ngón tay. Đây chính là thiên nhãn, ngươi liền cho ba vạn thanh niên mắt liếc. Đi đầy đường đến hỏi, còn có so với ta cho giá cả cao hơn triệu bân nói. Vẫn thật không có, thanh niên ngượng cười, cũng dứt khoát, trực tiếp kéo ra thiên nhãn bản nguyên. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, triệu công tử cũng dứt khoát. Thu tiền, thanh niên cũng không đi, mà là mở rộng ống tay áo. Cái kia trong tay áo có cản khôn, chính là một phiến tinh không, nhiều sao thần tô vẽ. a à, không đúng, không phải tinh thần, mà là rất nhiều bí khí pháp bảo, cái gì cái đồng lô bảo đỉnh, cái gì cái tiên kiếm linh châu, cái gì cần có đều có, đều lóe lên sáng bóng, thoạt nhìn giống như từng khỏa những ngôi sao. Ngó ngó, có thể có chọn chúng đấy, thanh niên nháy mắt ra hiệu nói. Cái này không sai, triệu bân đưa tay, từ nội cầm ra rồi một cái bầu rượu. Bầu rượu bề ngoài không ra gì, cũng không kỳ chân dị bảo, nhưng lên làm cho lạc ấn một khỏa chữ cổ, cũng là thực bảo bối, thỏa thỏa độn giáp thiên tự, hắn nhận cái đồ chơi này chuẩn nhất. Đây chính là tổ truyền đấy. Một vạn, thành giao, chương 1935, thần lôi. Đêm, triệu bân là vịn bức tường ra tới đấy, chờ đợi nhập phố dài, bụng lấy lão eo khập khiếng. Cũng không biết là bị đánh quá ác, vẫn bị lấy máu quá nhiều, toàn bộ người đều mơ mơ màng màng. Cả nhà ngươi đại gia đấy. Triệu bân thầm mắng, một đường cùng, chắc chắc là ba người kia dở cho quỷ. Cứ nói đi, nhìn xem quen mặt, tuyệt đối là người quen, không phải vậy, vì sao chỉ lấy máu không cướp bóc. Cái này tay cũng quá hung ác rồi. Lăn lộn thiên hỏa sách lưỡi lúc, cũng không quên đại khoái đoá di thôn hỏa diễm. Còn có tiên lôi, lúc này, cũng ở đây một đạo một đạo ăn lôi đình chủ nhân bị đánh, bọn chúng trước đó cũng không biết rõ tình hình, hoặc là nói, là bị nào đó thần bí chi lực, ngăn cách rồi dòm ngó, chờ đợi che giấu tản đi, lão đại tiểu thành bây giờ như vậy hùng dạng nhi rồi. Lão đại, nhìn thoáng một chút, sự tình không lớn. Long Uyên ha ha cười một tiếng. Thảm là thảm rồi chút, nhưng chúng ta giống như không lỗ. Tiên lôi nhảy một chút. Ân, được rồi cái này nhiều hỏa diếm cùng lôi đình, còn có một bao tải đặc thù đồng tử bản nguyên ba hàng ngươi một lời ta một câu, như tựa như nói tấu hài, nói chuyện có qua có lại. Triệu bân không đáp lời, vẫn còn ở riêng tư chào hỏi người 18 bối tổ tông, dám gõ hắn muộn côn, dám phóng hắn bản nguyên huyết, như vậy không nói võ đức, vẫn trông cậy vào lão tử trả tiền. Quầy hàng vẫn còn ở. không chân khách qua đường vẫn là tại. Triệu bân ngồi xuống lúc, hắn vẫn đặt cái kia vùi đầu khắc mộc biêu. Cũng như trước kia, một điều vô luận từ chỗ nào xem đều cực kỳ giống đại hạ hồng tước ngươi có biết tử y hầu triệu bân vẫn là nhịn không được hỏi những lời này không biết không chân khách qua đường mỉm cười ta tin còn là không tin đâu triệu bân một bên nói thầm một bên cầm túi chữ vật xong việc nhi liền một hồi tìm kiếm tìm cái gì đâu tìm linh đan rượu dược bị thả nhiều như vậy huyết hắn cũng không phải bồi bổ sao lung túng chính là hắn tìm khắp nơi toàn thân cũng không nhảy ra nửa khỏa đan dược Ngược lại đã quên, đan dược đều cầm lấy đi đổi đồng tử bản nguyên rồi, còn có thần thạch cùng bí khí pháp bảo, cũng đều đổi cái tinh quang, liền thừa lại một đống thần khí, chuẩn đế thần khí cùng đế thần binh rồi. Tốt lúng tung a, à, Triệu bân bụng lấy cái ót nhi, tráng váng đầu hoa mắt đấy. Đường đường vĩnh hằng thể, sinh mệnh lực tràn đầy, lại cũng có thiếu máu một ngày. Không có đan dược, hắn có nhãn đồng bản nguyên, tiện tay thu lấy một đạo, sáp nhập vào hai mắt cái đồ vật này cũng có thể làm thuốc bổ, dung hợp rồi phía sau, toàn bộ người đều tinh thần tỏa sáng rồi. Ăn, bọn ta cũng ăn. Tiên lôi cùng lăn lộn thiên hỏa cũng đặc biệt chuyên nghiệp, riêng phần mình đều tại hưởng dụng bữa tiệc lớn. Chỉ có Long Nguyên kiếm, ỉu siêu không sót mấy đặt cái kia treo lấy, cũng nghĩ tìm một ít điểm tâm mở mang dạ dày, cực đạo thần binh liền rất tốt sao. Vĩnh hàng giới có không ít, từng cái một sáng loáng ánh sáng ngói bày ra. Cái thanh kia thần đao, về ngươi rồi. Triệu Bân cuối cùng nới lỏng cửa ra vào. Được rồi, Long Uyên trong nháy mắt đến tinh thần, như một đạo ánh sáng, tháo chạy hướng về phía một thanh ánh vàng rực rỡ đao, hàng thật giá thật thần khí, lần thứ nhất thôn thần binh, nơi nào có không đến điểm nghi thức cảm giác, như nó, liền vòng quanh thần đao chuyển thật nhiều lòng vòng nhi, cằn nhằn xì xào một đống lớn. Siêu, Triệu Bân lại dung hợp một đạo đồng tử bản nguyên, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tiên nhãn tại lột xác, chính từng bước một hướng phía thần nhãn tiếp cận so với hắn càng siêu quần bạt vị đấy là tiên lôi dung hợp rồi rất nhiều lôi đình cái kia lôi uy ở bên trong lại khuấy động ra một tia thần quần chứa nói long uyên cùng lăn lộn thiên hỏa liền triệu bân đều một hồi xéo con mắt thần uẩn nơi nào đây chính là một loại dấu hiệu tiến giai thần cảnh dấu hiệu lão đại thiên kiếp không có phí công tiếp nhận lăn lộn thiên hỏa một câu thâm trầm anh hùng sở kiến lược đồng long uyên treo ở không trung bay tới bay lui. Gặp chủ nhân độ kiếp, tiên lôi đều có niết bàn, nơi nào trở về không hấp thu thiên phạt lôi đình, lột xác đến nay ngày, cái kia lôi chi nguyên ở bên trong, đã nhiều hủy diệt thiên uy, có lẽ, nó thật có thể đánh vỡ cấm kỵ, trước chủ nhân một bước, sát nhập thần cảnh. Ra sức trùng kích, triệu bân không lại dung hợp đồng tử, điều động vĩnh hằng bản nguyên, chui luyện tiên lôi. Trưa nay, còn có hồng mông chi hải, cũng mãnh liệt cuồn cuộn, cực tấn rèn luyện. Phải hắn trợ lực, tiên lôi rút đi từng sợi duyên hoa, lại khuấy động ra một tia thần uẩn, đáng sợ lôi chịu y, mang theo cuốn hủy diệt chi lực, náo hồng mông chi hải ba đào vạn trường. a à, triệu bân một tiếng này kêu rên, đặc biệt lờ mờ. Tiên lôi muốn lột xác thần lôi, tiên phong chịu trùng kích đấy, là thân là chủ nhân hắn. Cũng không sao, đều một việc nhỏ, đơn giản nhiều chịu mấy đau, nhiều đau một hồi mà thôi. Làm đi lên, Long Uyên liền thần khí cũng không nuốt, đặt cái kia luồn lên nhảy xuống còn có lăn lộn thiên hỏa, cũng là liệt diễm hừng lực, bên ngoài cho tiên lôi hò hét trợ uy. Giống, hồng mông chi hải ở bên trong, có rồng ngâm âm thanh triệt. Cái kia, là tiên lôi phát ra từ linh hồn gào rú. Nó tuy là lôi điện, nhưng có siêu cao linh tính, cũng có chính mình cường đại ý chí. Đi theo chủ nhiều người như vậy năm, nó cũng là một đường nhúm máu, cũng truyền thừa chủ nhân chiến ý. Hôm nay, nó muốn đánh phá cấm kỵ xiềng xích. Hôm nay, nó cũng muốn vượt qua đạo kia rãnh trời. Chiến, nó hóa thân đã thành một đầu kim sắc lôi long, một lần lại một lần đấy, điên cuồng sông tới tối tăm trong đạo kia nhìn không thấy bình chướng, đụng oanh âm thanh không dứt cũng đụng triệu bân kêu rên không chỉ. Sạc sạc, mạch một đạo thanh thúy âm thanh, lấn át ẩm vang âm thanh. Nó niết bàn rồi, thật liền phá vỡ cấm kỵ, thuế biến thành thần lôi. Cái này trong nháy mắt, triệu bân một ngụm máu tươi phun khí phách chắc lậu cũng là cái này trong nháy mắt, một cỗ vô cùng thần uẩn, chờ hủy diệt lôi uy quét sạch rồi vĩnh hằng giới, nếu không phải Triệu Bân sớm có cấm chế, cưỡng ép che giấu, thần thành sẽ rất náo nhiệt đấy. Dù vậy, vẫn có một tia thần uẩn từ Triệu Bân khí lực lẫn tràn đầy. Tiên Lôi trùng kích thần cảnh, hắn không khác bị đao chém, nhưng tiên lôi phá vỡ mà vào thần cảnh, với hắn mà nói, chính là một phen tạo hóa nữa, hắn cái này làm chủ nhân, dính chính là bản mệnh lôi ánh sáng. Gia hỏa này hảo sinh kỳ quái. Đi ngang qua phố người, nhiều xéo con mắt xem ra. Có thể, không người có thể khám phá triệu bân chân dung, chỉ biết người này khí lực thần uẩn thông thả. Quái dị thì trách ở chỗ này, bán thần cảnh ở đâu ra bản mệnh thần uẩn, đây là muốn phong thần sao. Nhìn triệu bân, thì cùng không có chuyện người tựa như, ước lượng tay mà ngồi, vững như bàn thạch. Hắn tại nội thị vĩnh hàng giới, cũng ở đây nội thị tiên lôi, a à không đúng, lúc này nên là xương thần lôi thần lôi tốt, bước cách có thể so sánh trước kia trói mắt nhiều hơn. Nhìn cái kia lôi chi quang mang, mỗi một đạo, đều lộng lẫy trói mắt. Làm đến gọn gàng, Long Uyên cùng lăn lộn thiên hỏa một trái một phải, kích động bay múa đầy trời. Thần lôi thì treo cao hư vô, tắm rửa ức vạn thiểm điện, diễn hóa dị tượng. Nói lên nó dị tượng, sao cái phách liệt cao minh, lôi uy trong tàng thiên uy, lôi minh trong nhiều khô diệt, nghe triệu bân đều tâm thần hoảng hốt, thậm chí nói chi âm, không trải qua triệu hoán vang vọng ra ân không sai cách đó không xa trong tử lâu mơ hồ có tiếng cười chỉ bất quá chưa có người nghe thấy định nhãn nhìn lên mới biết trước tiên là trước phát ra mãng hán áo tơ trắng thanh niên cùng tử y lão đạo nguyệt thần khiến bọn họ đến thần thành quả nhiên là chứng kiến kỳ tích đấy triệu bân là một cái nghịch thiên yêu nghiệt hắn chi lôi điện cũng siêu quần bạt tùy tiểu tử kia sẽ không mang thù a à. Tử y lão đạo nhéo nhéo dâu ri Không có gì là một cái tát không giải quyết được đấy. Phát ra mãng hán kéo rồi kéo lỗ tai. Đúng, không có cái gì là nguyệt thần một cái tát không giải quyết được đấy. Áo tơ trắng thanh niên ung dung nói. Lời này nhất xuất, phát ra mãng hán ngay tại chỗ sợ rồi. Họ chịu không đáng sợ, có thể cái đồ kia hậu trường cứng rắn A. chương 1936, mở hố. Ngày sau, đều thành thật một chút nhi, Ta tính khí không phải tốt. Tối nay thần lôi, bước cách tràn đầy, tiến giai đời sau chuyện thứ nhất, chính là hù dọa hai cái tốt cơ hữu. Long Uyên là bực nào tồn tại, Triệu Bân bản mệnh khí. Lăn lộn thiên hỏa lại là bực nào nước tiểu tính, hỏa khí tạc tràn đầy. Như thế hai cái hảo hán, há có thể bởi vì nào đó lôi dâm uy mà khuất phục. Kết quả là, lưỡng hàng bị tập thể đánh một trận, thần lôi a. À. Đánh không lại a. À. Lão đại, ta nghĩ cùng ngươi luyện một chút thần lôi sợ là nghiêu bước nặng đầu rồi cũng dám tìm chủ nhân hẹn khung rồi yêu cầu như thế triệu bân tất nhiên thỏa mãn chính là hạ thủ độc ác điểm thiếu chút nữa cho người đánh về nguyên hình người mẹ nó chờ đó cho ta ở đâu có áp bách chỗ nào thì có phản kháng bị đánh long uyên cùng lăn lộn thiên hỏa cũng làm kình phong 10 phần một cái thành thành thật thật thôn hỏa diễm một cái cần cù gặm thần khí gắng đạt tới nhất phi trùng thiên niết bàn nhập thần cảnh hai người kém có điểm ý tứ cái này là Triệu Bân đối với Long Uyên cùng Lăn Lộn Thiên Hỏa bình luận. Lại nói Long Uyên, từ lúc phàm giới lúc, liền phải hắn máu tươi tư dưỡng, nhiều năm như một ngày, nguyên nhân chính là như thế, Long Uyên gặp hắn áp chế mới tối cường, muốn phá vỡ mà vào thần cảnh, khó như lên trời, lại nói Lăn Lộn Thiên Hỏa, tuy nhiên gặp áp chế hơi yếu Long Uyên kiếm, nhưng chủng loại có khác với lôi điện, hấp không được thiên tri uy, muốn lột xác thần hỏa, khó khăn cũng rộng lớn tại tiên lôi. Khó xử nhất chính là hắn nhìn nhìn thấy thần môn rồi lại khó mà vượt qua như vậy nghĩ đến hắn lại cầm đồng tử bản nguyên yên lặng dung hợp hắn chi tiên nhãn cũng có lột xác thần nhãn khả năng nhưng tỷ lệ rất nhỏ ít nhất tại hắn phong thần phía trước cái này hai mắt rất khó đạt tới thần cảnh cấp bậc hắn lần ngồi xuống này chính là ba năm ngày trong ba năm ngày không còn nửa cái mua khách vào xem ngược lại bên cạnh quầy hàng hồng trần khách qua đường sinh ý náo nhiệt Ai bảo hắn bán đồ vật không thu tiền đâu cầm bản nguyên huyết liền có thể đổi bảo bối đến hắn cái này tham đấy vừa nắm một bó to cảm giác này quả thực tươi đẹp bế con mắt dưỡng thần triệu bân thần sắc có phần thích ý một nắm túi đồng tử bản nguyên đều bị hắn dung hợp rồi dung hợp rồi tốt hắn chi tiên nhãn đã cực kỳ khủng bố rồi không nói cái khác liền nói đồng lực liền không phải bình thường rồi rào siêu lớn tiếng náo thét to âm thanh có một luồng thanh phong lướt nhẹ qua đến cuốn theo một vòng nữ tử hương triệu bân vô thức mở con mắt lọt vào trong tầm mắt liền thấy tinh nguyệt cổ thần nữ giả nam trang cái chủng loại kia này nương môn nhi cũng là mang theo bao tải đến đấy chỉ bất quá nàng không phải bán đồ vật đấy mà là thu đồ vật đấy triệu bân quầy hàng lên bình bình lọ lọ a à. nồi bát cái muôi chậu a à. không có nàng không muốn đấy đều bị đút vào bao tải đây không phải trộm cái này mẹ nó là minh đoạt tốt xấu cho ta chừa chút nhi triệu bân ha ha cười một tiếng nghèo nàn a à, toàn toàn đồ cưới tinh nguyệt nghiêm túc nói triệu bân dứt khoát không sủa bậy rồi lại nói người liền cầm phiếu nợ rồi ơ ờ, đánh cướp đâu đang lúc nói chuyện có một người gom góp đến là một cái đông đưa phiến thanh niên chính là đại la tổ tiên biến một bộ mặt mày hiển nhiên một cái mỹ nam tử những năm này chết ở đâu rồi tinh nguyệt liếc qua chơi kỹ nữ bị bắt đại la tổ tiên cũng là chọc cười chủ tinh nguyệt chẳng muốn phản ứng bàn tay như ngọc trắng như vậy vung lên đem triệu công tử quầy hàng lên bảo bối quét cái tinh quang ước chừng đánh giá coi một cái giá cả mười vạn là có đấy vừa vặn dùng tới gán nợ tiền bối đụng tạo hóa nữa a à. triệu bân cười truyền âm có thể nhìn ra đại la tổ tiên tu vi đã vững vàng bầy ở chuẩn đế thần cảnh án hắn suy nghĩ ắt có cao nhân tương trợ tiểu hoa tử người cũng không kém đại la tổ tiên cười một tiếng càng chú ý triệu bân con mắt, mới mấy ngày không thấy, lại lột xác đến nơi này giống như tình trạng, còn có cái kia khí huyết, mơ hồ trong đó có thần quần, muốn phong thần. Có một khoản đại sinh ý. Triệu bân không lại vô nghĩa, phân biệt truyền âm hai người. Làm sao đại sinh ý, chỉ tất nhiên vũ ma, muốn ăn một mình như sao. Nghe thấy chi, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên đều lông mi trao lên, ba đánh một quá. Có làm hay không? Nhất định. Tinh nguyệt cổ thần cười một tiếng, đại la tổ tiên cũng tặc đến tinh thần đế thần rất đáng tiền trói lại tìm thần khư muốn lưỡng tiền nhi hoa đối phương có thể không cho kế hoạch định rồi tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên đều lảo đảo đi rồi triệu bân cũng thu quầy hàng trên đường tản bộ một vòng quay đầu ra khỏi thành hắn là mồi câu là chuyên câu cá lớn đấy mà vũ ma chính là kia đầu cá lớn nói đến vũ ma cũng không tại thành trong mà là tại phía sa tinh không ở chỗ sâu trong chính cầm lấy một phía thần kính, quét xem càn khôn, cũng không biết đang tìm cái gì, thời gian lâu dài, sắc mặt còn không thế nào đẹp mắt. Ân, cảm nhận đến lạc ấn xuất thần thành, nàng đôi mắt đẹp lóe lên rồi sáng bóng. Lạc ấn xuất thành, chính là triệu bân xuất thành, nàng đã chờ đã lâu rồi. Bên này, triệu bân một đường chiều bắc đi, càng chạy càng hoang vắng. Đánh cướp sao, vẫn là tìm ít người địa phương. Tinh Nguyệt cùng đại la tổ tiên từ cũng ở đây, chỉ bất quá giấu ở hư vô. Nàng thật sẽ đến tinh nguyệt cổ thần một tiếng khẽ nói. Chuyện này nàng thường làm, đại la tổ tiên ung dung cười một tiếng. Liền nhiêu đây rồi. Triệu bân hoàn liếc mắt nhìn, chui vào rồi một phiến dãy núi. Hắn cũng có cảm nhận, vũ ma khoảng cách này dĩ nhiên không xa. Đến rồi. Đại la tổ tiên truyền âm một tiếng, lại cho khí lực bỏ thêm một tầng che giấu. Tinh nguyệt thì xéo con mắt, nhìn phía phương xa, có thể mơ hồ trông thấy một đạo thần hà. Là vũ ma không thể nghi ngờ, thân pháp trước sau như một biến hóa kỳ lạ, tựa như u linh bình thường. Triệu bân ra vẻ không biết, mang theo bầu rượu, đứng ở đỉnh núi xem những ngôi sao. Tối nay, có vẻ như không có những ngôi sao, đúng lúc một cái đêm nay nguyệt hắc phong cao. Đêm tối tốt, hoang sơn giã lĩnh tốt, đánh cướp bắt cóc tống tiền tuyệt hảo chi địa. Chanh, không thấy vũ ma hiện thân, tiên kiến một đạo tuyệt diệt kiếm quang. Nàng kế hoạch tốt đây nhất kiếm chém tới đây, trước tiên đem triệu bân đánh cho tàn phế, phần còn lại liền tốt nói. Ta chạy, triệu bân đi đứng chập choạng trượt, như một đạo kinh hồng sông lên trời mà lên. Thấy chi, vũ ma tiếu mi trao lên, tiểu tử này phản ứng rất nhanh a à. Người nào, triệu bân một tiếng hét to, năm ngón tay đại thủ trên trời cái dưới trưởng uy to lớn hào hùng. Vũ ma không lại che giấu, một bước đi ra, Tiện tay một đạo kiếm khí, bổ diệt triệu bân đại thủ. Là người triệu bân hí tinh phụ thể, thấy vũ ma, nhanh chân bỏ chạy. Vội vàng về nhà cưới vợ sao vũ ma u cười, vượt thiên đuổi theo. Không hổ là đế thần, tốc độ chính là nhanh, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền ngăn cản triệu bân đường đi. Tới đây a ngươi, triệu bân một tiếng hét to, thi triển di thiên hoán địa. Vũ ma vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ bị đổi vị trí chưa kịp nàng đứng vững, liền thấy một đạo lôi đình trên trời bổ tới. Xuất thủ là đại la tổ tiên, nửa chút không có lưu thủ đấy. Còn có người vũ ma tiếu mi hơi nhíu, liền muốn phi đột. Định, tinh nguyệt cổ thần đánh phối hợp, thì triển giam cầm chi pháp. Cái này trói buộc không sao cả, vũ ma đốn chỉ trệ. Vừa gặp lôi đình lắng xuống, cho nàng bổ một cái ngay ngắn. Đế thần thì như thế nào, đã chúng xét đánh, cũng là một bước không có đứng vững, chủ yếu trước đó vô phòng bị, bị đánh đích trở tay không kịp, quỷ mới biết được trong bóng tối, vẫn cất giấu hai cái chuẩn đế thần. Chân áp, triệu bân thấy khe hở cắm châm, tế ra hồng mông chi hải, trên trời cuồn cuộn hạ xuống. Vũ ma mới đứng vững, liền bị hồng mông bao phủ, thần vũ dị tượng diệt vong không thiếu. chương 1937, mở đoàn, ba đánh một. Mở, vũ ma nhất kiếm phá hồng mông, từ trong đi ra. Đồng nhất trong nháy mắt, có hư ảo thần vũ, lăng không nghiêng vậy, lung muộn hôn ám thiên. Mà nàng, liền đắm chìm trong thần trong mưa, mông lung tự có một loại tựa như ảo mộng ý cảnh. Triệu bân, ta thật xem thường ngươi rồi. Vũ ma nhẹ môi hé mở, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn núp đầy sát ý. Căm tức ngoài, nàng còn có chút có lẽ phiền muộn sắc, nàng cho rằng, hết thảy đều ở khống chế, có thể cuối cùng là, nàng mới là bị tính kế chính là cái kia, bây giờ cái này nhất xuất, chính là chứng minh tốt nhất, nàng rất nghi hoặc, cuối cùng chỗ nào lộ ra kẽ hở, là nàng diễn không tốt. Tiền bối chưa từng xem trọng qua ta. Triệu bân chân đạp hồng mông chi hải, đầu treo hạo vũ tinh không, một câu như sấm chấn. Còn có tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên, cũng là khí tràng toàn bộ triển khai, bản mệnh dị tưởng diễn đầy thiên khung. Một cái tiểu bán thần, hai cái chuẩn đế thần, liền muốn cầm ta. Vũ ma u cười, lúc nói chuyện, vẫn tùy ý liếc qua tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên thật vừa đúng lúc, cái này lưỡng nàng đều gặp, đặc biệt là người sau, không phải từ lâu táng diệt sao. Đừng nhìn, triệu bân vung tay lên, lại một lần quét sạch hồng mông chi hải. Như vậy công phạt, thương được rồi ta vũ ma lấy pháp tắc thành kiếm, lần thứ hai bổ ra hồng mông. Xem chiêu, hồng mông chi hải mặc dù phá, có thể trong đó, rồi lại có một đạo lôi đình chảm ra. Chính là triệu bân thần lôi, tựa như một đạo lộng lẫy thần quang, xẹt qua thương vũ thần cấp lôi đình, vũ ma thấy chi, có vẻ kinh ngạc, nàng mới đi mở mấy ngày, triệu bân tiên cấp lôi, lại nhập thần cảnh, trong lúc này, tiểu tử kia là được rồi cái gì tạo hóa sao? Oanh! Tốc độ ánh sáng, thần lôi đã giết tới, uy lực tồi khô lạp hủ. Vũ ma không động, nhưng thần vũ, rồi lại thành một phiến thác nước, bảo hộ bên thân. Trưa nay, còn có đế thần cấp pháp tắc, như từng đạo thần hà, tung hoành cửu thiên. Mở đường! Đại la tổ tiên vừa quát âm vang, lấy một vòng ánh đao, đã phá vỡ vũ ma thác nước. Tinh Nguyệt thì vung kiếm, phát họa một đạo tinh hà, cưỡng ép phá tan vũ ma chi pháp tắc. Có hắn hai người đánh phụ trợ, thần lôi ngược gió nhi giết tới rồi vũ ma phụ cận, liều mạng bổ chém. a à, vũ ma một câu ngâm nga, lại bị chảm nửa bước lui về phía sau. Xem cái kia đầu vai, còn nhiều hơn một đạo huyết sắc khoảng cách. Cái này cũng không có cái gì, quái dị là cái kia miệng vết thương, lại có một đạo thần bí chi lực, quanh quẩn không tiêu tan, khiến cho vết máu khó mà khép lại, hơn nữa, vẫn đang điên cuồng hóa diệt nàng chi bản nguyên tinh khí. Tốt ngươi lôi điện, vũ ma đôi mắt đẹp híp lại, trong lời nói, càng nhiều vẻ kinh ngạc. Nàng đánh giá thấp triệu bân, cũng xem thường triệu bân lôi, lại ẩn núp thiên uy. Lôi uy nàng không sợ, thiên uy liền khắc nói, đạo này lôi, so nàng trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. O, O, N, G. Triệu bân đăng thiên mà lên, diễn xuất rồi táng thế thần quan, trên trời nện xuống dưới. Vũ ma xem cũng không xem, tiện tay một trường, đánh băng rồi táng thế quan, đáng sợ trưởng uy, hoàn thành một phiến thần quang, hướng lên trời quét sạch, đụng thiên khung ẩm vang, cũng đụng triệu bân lộn nhào. Cấm, tinh nguyệt một tay bấm niệm pháp quyết, tính bằng đơn vị hàng nghìn pháp tắc xích sắt, xen lẫn bay múa. Đại la tổ tiên chẳng phân biệt được trước sau, một đạo hủy diệt kiếm quang, vắt ngang minh mông thiên lại cũng lô dưỡng bách kinh, thú vị. Vũ ma khóe miệng hơi vỉnh, không khỏi đối với tinh nguyệt, vài phần kính trọng rồi một phần. Nhưng, cũng vẻn vẹn là vài phần kính trọng, bởi vì tại nàng mà nói, vô cái gì khác nhau. Oanh, thấy nàng khí lực quang mang lóe sáng, có một chén bảo liên đang ngang trời mà ra. Chính là nàng bản mệnh thần khí, cổ xưa nói âm hưởng triệt, còn có mưa bụi lượn lờ. Đèn này tặc bá đạo, không chỉ nhìn xem đẹp mắt, lực sát thương cũng là hủy diệt đấy, vẻn vẹn nhất kích, liền hủy tinh nguyệt pháp tắc, liền đới đại la tổ tiên kiếm quang, cũng cùng nhau đánh nát. An ta nhất côn, triệu bân tay cầm ác thần chiến mâu, dung hợp rồi lực chi pháp tắc, lăng không nện xuống dưới. Một côn này, đánh chính là không phải vũ ma, mà là cái kia bản mệnh khí, sáng quá rồi, hoảng hắn mắt. Đương, chiến mâu nện ở bảo liên đang lên âm thanh, âm vang hùng hồn, có ánh lửa nổ tung. Tùy theo mà đến một tiếng ngâm nga, tại triệu công tử nghe tới. Đặc biệt dễ nghe, tất nhiên vũ mà bị thương, bản mệnh thần khí đã trúng trọng kích, không khác chém nàng một đao. Xem cái kia bảo liên đăng, thần quang tán hơn phân nửa, trước kia bước cách tràn đầy, lần này ỉu xìu không sót mấy. Đi ngươi, triệu công tử khí huyết bốc lên, cũng là sức eo hợp nhất, lại cho cái kia bổ rồi nhất côn. Thật sao, đường đường một tôn đế thần binh, xứng sở hắn nhất bổng vung mạnh bay đến lên chín từng mây. Triệu bân, ngươi đáng chết. Vũ ma tức giận rồi, thần vũ cuồng bạo không chịu nổi, thiên địa cũng đi theo lay động. Nhất dọa người đấy, là cái kia dị tượng, che thiên che mặt đất, diễn sinh ra một phiến đại thế giới, trong đó vô ánh sáng lung chiều, tô vẽ lấy tinh thần, diễn hóa lấy nhật nguyệt, hủy diệt chi ý hoành phô càn khôn. Làm ta sợ, triệu bân nửa điểm không sợ, mở vĩnh hằng tiên vực, nghênh đón thiên đụng phải đi lên. Đó là một cái đại tràng diện, hai phe đại thế giới, đụng chính là long trời lở đất cảnh giới tuyệt đối áp chế, triệu bân tất nhiên chưa đủ nhìn, bị chấn miệng lớn ho ra máu. Trái lại vũ ma, cũng không tốt đến đi đâu, khí lực thần quang, tán loạn rồi một phiến. Còn chưa xong, triệu bân vừa quát rung động lắc lư tiên khung, liền mở tam thần chung cùng vĩnh sinh vương tỏa. Cái này lưỡng đại gia hỏa, như núi nguy nga, trực tiếp phá khai rồi vũ ma thế giới. Diệt, vũ ma bước liên tục tung tăng, đạp thiên mà lên, lật tay chính là một đạo hủy diệt kiếm khí. Lần này, đổi triệu bân bị chém rồi, từ trên xuống dưới, suýt nữa bị chém thành hai khúc rồi. Chân áp, đại la tổ tiên vung tay vung lên, gọi đến rồi một phiến thần hải, nghịch thiên quét sạch. Vũ ma một bước không có đứng vững, ngay tại chỗ bị dìm ngập, vừa rồi châm lại thần quang, lần nữa khô bại. Phá, nhưng nghe thấy nàng một tiếng lãnh quát, lấy vạn kiếm phá thần hải, cường thế sát nhập. Trước mặt, liền thấy tinh nguyệt công tới, một trường đánh chính là nàng thân hình lão đảo. Chảm. Triệu Bân vượt thiên mà đến, một đạo hư vọng kiếm quang hủy thiên diệt địa. Cùng kiếm quang chẳng phân biệt được trước sau đấy, là quy dương hai đạo thần long khí. Phốc. Vũ Ma lại đẫm máu, hộ thể thần quang bị phá, thần khu nhiều hơn tam đạo vết kiếm. Liền như đây, nàng cái kia thần vũ vẫn như cũ rào rào thẳng xuống dưới, càng nhiều cuồng bạo chi lực quét sạch. Bọn ngươi, chọc giận tới ta. Vũ ma sợ là bị đánh phát hỏa rồi, trong nháy mắt biến hình thái xem cái kia tóc dài, thuế biến thành tử sắc, xem cái kia mi tâm, cũng khắc ra cổ xưa thần văn, quỷ dị là nàng chi đạo âm, dường như được không diệt ma chú, vô hạn vang vọng trong thiên địa. a à, triệu bân khí lực run lên, suýt nứa bị vũ mà nói âm nuốt hết tâm thần. Tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên mặc dù ổn được, thực sự khó áp tâm cảnh làm loạn. Oanh, thiên địa hóa thành hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Mà ba người hắn, đã bị khốn trong bóng đêm, thấy không rõ càn khôn. Dị không gian triệu công tử lắc lư một bước, mới cưỡng ép đứng vững. Là ám hắc biên giới, đại la tổ tiên nói rằng, sắc mặt không phải đẹp mắt. Nàng hẳn là giới thiên truyền thừa, tinh nguyệt cổ thần lời này, có rất nhiều kinh dị. Giới thiên truyền thừa triệu công tử lịch duyệt, hiển nhiên chưa đủ, mới nghe lần đầu. Chính là nhất mạch cổ xưa trùng tộc, từ lúc vĩnh hằng thủy tổ thời đại, liền đã diệt tuyệt thế gian rồi. Này tộc dị thường quỷ dị, nhà ngươi thủy tổ vẫn còn ở cái kia trong tay ăn qua thua thiệt lớn mà cái này ám hắc biên giới chính là cái này nhất mạch truyền thừa lại thiên phú thần thông này giới nhất mở chính là vĩnh viễn hắc ám cùng dai chưa có người có thể phá vỡ như thế tà dị sao triệu bân liếc mắt một cái hoàn xem làm sao chứng kiến chính là nhất mảnh hắc ám chủ quan tinh nguyệt cổ thần hít sâu một hơi là nàng ẩn núp quá sâu đại la tổ tiên ung dung nói Chương 1938, khai quật. Tuyệt vọng sao? Vũ Ma sâu kín lời nói, vang đầy hắc ám. Thận theo nàng dứt lời, toàn bộ hắc ám cũng như đọa hầm băng. Người đâu? Triệu Bân vẫn còn ở trái nhìn nhìn phải, có thể nghe thấy Vũ Ma u cười, rồi lại tìm không ra người. Tinh Nguyệt cùng đại la tổ tiên cũng là ngang nhau lúng túng, giống như là hai cái mắt trợn. Thật sự của bọn hắn chủ quan, không nghĩ tới Vũ Ma là giới thiên truyền thừa, sớm biết nàng là cái này lai lịch kẻ đần mới ra đến tản bộ, cái này một vòng thao tác không sao cả, đem mình cái hố được. Phá. Triều công tử vừa quát âm vang, nhất mâu Triều Phiêu Miểu hư vô đâm tới. Không có sâu dùng, chớ nói bước ra vũ ma, liền nửa điểm sóng hoa cũng không nổi lên. Hắn không tin tà, vung tay vung lên, tế ra vạn đạo kiếm quang, đầy trời phách trảm. Có thể, không thế nào dễ dùng, kiếm quang chém vào hắc ám, liền biến mất không thấy. Hoặc là nói là bị hắc ám đồng hóa rồi, liền kiếm uy cùng kiếm ý, cũng không ngoại lệ. Công phạt không có hiệu quả. Cái này dọa người rồi. Quả thật siêu quần bạt tụy A. Triệu bân một tiếng này thổn thức, rất nhiều lúng túng ý tứ. Bọn họ là đến đánh cướp bắt cóc tống tiền đấy, cũng là rơi trong hầm rồi. Không hổ là đế thần, cũng không hổ là thần khư ra tới đại lão, vũ ma chính là tà dị, nếu không phải này nương môn nhi có ăn mảnh nhi mau bệnh, đêm đó thần ngoài thành hắn bị cửu đế vây công lúc, cũng đã bị bắt cần gì cái khác bát tôn đế thần ra tay vũ ma một cái là đủ rồi theo như cái này thì cái khác bát tôn đế thần cũng không biết vũ ma chính là giới thiên truyền thừa cho nên mới nói vũ ma là một cái hí tinh người trong nhà cũng bị lừa gạt xoay quanh tuyệt vọng sao vẫn là cái này ba chữ vũ ma còn nói một lần trông coi càng nhiều ma lực đang ở ám hắc biên giới nàng hoàng tựa như chúa tể giải rác ba chữ liền nghe triệu bân tam tâm thần người ta hoảng hốt cái này như đến một đoạn đại bi chú, khó tránh khỏi còn có thể đem hắn ba niệm khóc. O, O, N, G. Biên giới mạch run lên, trong bóng tối nhiều hơn một cỗ biến hóa kỳ lạ lực lượng. Triệu bân ba người khí huyết, tiên lực, thần lực, thậm chí tuổi thọ, đều tại cực tốc trôi qua, bị hắc ám nuốt hết, cũng bị hắc ám đồng hóa, mặc cho bọn hắn thế nào thi pháp, cũng ngăn không được. Cũng bị hao tổn tử sao tinh nguyệt lẩm bẩm lời nói, thần sắc ngưng trọng không chịu nổi thế nào phá cái này biên giới? Triệu bân xéo con mắt, nhìn nhìn hai vị tiền bối. Lực lượng tuyệt đối, đại la tổ tiên hít sâu một hơi. Đạo lý chính là như vậy cái đạo lý, nhưng mà ba, lúc này có vẻ như cũng không có này đến uẩn Cảnh giới tranh lệch, đã định trước bọn họ phá không vỡ hắc ám, giới thiên nhất mạch chính là chỗ này giống như tà dị. Có nhất pháp tử, ta và người có lẽ có thể thử một lần. Tinh Nguyệt truyền âm nói. Ngược lại đã quên, ta có tuyệt chiêu đặc biệt đấy đại la tổ tiên con ngươi lóa sáng xong việc nhi hai người liền đồng thời nhìn phía triệu bân vĩnh hằng thể là một cái tốt chủng loại a à, cho dù là lắp ráp đấy nguyên nhân chính là là lắp ráp đấy người nào đó mới tiên thiên kèm theo bên ngoài ý gì triệu bân không rõ ràng cho lắm không có ý gì tĩnh thủ thần thai là tốt rồi tinh nguyệt cổ thần nói qua bàn tay như ngọc trắng dán tại rồi triệu bân phía sau lưng đại la tổ tiên cũng đưa tay năm ngón tay đặt ở triệu bân lồng ngực. Đồng nhất trong nháy mắt, hai người đều niệm tụng rồi một đoạn cổ xưa pháp quyết. Triệu bân là nghe không hiểu đấy, bởi vì này lưỡng nói không phải người lời. Nghe không hiểu không sao cả, biết rõ đau là tốt rồi. Chưa kịp hắn phản ứng, tinh nguyệt liền xác định một cỗ thần lực, rót vào rồi trong cơ thể hắn. Thần lực đến đột ngột, hơn nữa hung hãn dị thường, đụng triệu bân kêu rên không chỉ. Đồng dạng sự tình, đại la tổ tiên cũng ở đây làm, cuồn cuộn thần lực, liên tục không ngừng. Kỳ dị một màn tùy theo hiện ra, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên hai cỗ khác biệt thần lực, lại tại triệu bân thể nội hoàn mỹ dung hợp, dung thành rồi một cỗ càng cường hãn càng lực lượng bá đạo, xác định triệu bân tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Đụng lốp bốp, cái này, triệu bân không chỉ là đau. Bởi vì nhịn không được lực lượng xông tới, hắn đã có bạo thể hiện ra. Xem cái kia bên ngoài thân, vết nước chính nhất đạo tiếp một đạo sụp đổ, sán sán kim huyết lẫn tràn đầy. Liền nhiều đây, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên vẫn như cũ không có dừng tay ý tứ, chẳng những không không có dừng tay, cũng đều riêng phần mình thiêu đốt bản nguyên huyết cùng tuổi thọ, lấy đổi lấy càng nhiều nữa thần lực. a à, triệu bân tiếng rên rỉ càng lộ ra lờ mờ, như gặp xét đánh, đầu ông ông một phiến. Tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên thần lực, quá cường hãn, liền ý thức của hắn đều đụng mơ hồ, thậm chí trong mơ mơ màng màng, hắn hoảng tựa như trông thấy một đạo tang thương mà cổ xưa bóng lưng. Bóng lưng này, hắn đã từng thấy qua, bên ngoài vũ trụ minh giới gặp qua. Không sai, chính là dung hợp vĩnh hằng cốt khu lúc, có này bóng lưng kinh hồng vừa hiện. Đó là vĩnh hằng nhất mạch tiền bối, chính là không biết, là vị nào tiền bối. Có thể trông thấy, tinh nguyệt cổ thần truyền âm hỏi. Trông thấy, triệu bân đang mơ hồ trong trả lời một câu. Rất tốt, đại la tổ tiên ánh mắt dạng rỡ càng nhiều thần lực xót vào tinh nguyệt cũng như thế lấy thiêu đốt bản nguyên cùng tuổi thọ biên cuồng đổi thần lực bọn họ cũng không phải là chọc cười mà là tại giúp triệu bân khai quật thể nội ẩn núp lực lượng từ lúc thấy triệu bân lúc hai người liền biết gia hỏa này cốt khu có hủy diệt chi lực còn sót lại mà bọn họ muốn chính là cái này cố hủy diệt chi lực đủ có thể nhất kích xé mở cái này ám hắc biên giới giúp người khai quật lực lượng là một cái kỹ thuật hoạt không phải tất cả người ở đây có thể làm đến. Cũng may, hai người bọn họ là một cái tốt tổ hợp, đều thông hiểu một loại cổ xưa bí pháp. Bọn họ liên hợp, liền là một thanh kỳ quái chìa khóa, có thể mở ra bảo tàng chìa khóa. Thật vừa đúng lúc, triệu bân thể nội thì có cái bảo tàng, đó là vĩnh hằng tiền bối quà tặng. Cố thủ thần thai, lại là này câu nói, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên nói âm vang hùng hồn. Không cần bọn họ nói, triệu công tử cũng ở đây mặc niềm tính tâm chú, hai vị tiền bối dụng ý, hắn đã đã hiểu, thấy được vĩnh hằng tiền bối bóng lưng lúc liền đã đã hiểu, kể từ ngoài vũ trụ trở về, hắn liền nếm thử khai quật qua, làm sao đạo hạnh không tốt, đến nay không cách nào mở ra. Hôm nay, lại vừa vặn hợp thời sấn cảnh, hoặc là mở bảo tàng, hoặc là chết tại đây. Ân, khống chế hắc ám vũ ma, nhíu một tia lông nghi. Nàng không biết tinh nguyệt cổ thần cùng đại la tổ tiên đang làm cái gì, nhưng hai người bây giờ cử động, rồi lại cho nàng tạo ra được một cỗ nguy hiểm khí tức, mà cái này nguy hiểm khí tức, liền xuất từ triệu bân, tiểu từ kia thể nội, hoảng hình như có một cỗ ẩn núp lực lượng, đang tại hồi phục. Đến rồi, tinh nguyệt đôi mắt đẹp lóa sáng, đại la tổ tiên cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ hợp lực tạo thành chìa khóa, thật liền mở ra cái kia bảo tàng. Cảm thụ sâu nhất đấy, vẫn là triệu bân. Cốt khu lực lượng, đã được làm thức tỉnh. Cái kia, là một cỗ cường đại dị thường thần lực, như một phiến biển cát, to lớn mà hào hùng, tại cái kia trước mặt, hắn liền nghĩ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé không gặp được, đây vẫn chỉ là cốt khu còn sót lại lực lượng, khó có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh vĩnh hằng tiền bối, nên có nhiều đáng sợ. Hủy, vũ ma ngồi không yên, một trường từ trong bóng tối đè xuống. Tinh Nguyệt cùng đại la tổ tiên sớm có chuẩn bị, đều tế ra thần binh. Oanh, mạch một tiếng lôi minh, tại triệu bân thể nội vang vọng. Cũng là cùng với cái này âm thanh lôi minh, cốt khu chi lực triệt để bộc phát. Nhưng thấy triệu bân đỉnh đầu, có một đạo hoàng quang mang màu vàng, sông lên trời mà lên. Quang mang quá nóng bỏng cũng quá trói mắt, lung lay vũ ma nhãn, cũng cho hắc ám giao phó rồi quang minh. chương 1939, liền muốn buộc cái phiếu. Phốc, vũ ma phun máu, như một khỏa thiên thạch rơi xuống thiên khung. Ám hắc biên giới bị phá, nàng toàn bộ người cũng không tốt rồi. Chủ quan, Nàng cũng chủ quan, chân thực không nghĩ tới tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên liên thủ, có thể khai quật ra Triệu Bân cốt khu còn sót lại lực lượng, cho dù là còn sót lại đấy, như vậy lực sát thương cũng là hủy thiên diệt địa đấy, có thể phá nàng biên giới, có thể thấy được cái kia lực lượng mạnh bao nhiêu. Phanh, Triệu Bân một bước lên trời, lật tay một trường cái lạc, triệt để đánh tan ám hắc biên giới. Hắn như một vòng nóng bỏng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, chiếu rọi rồi hôn ám thiên cốt khu lực lượng vẫn còn ở, theo như biển cát, tịch thiên cuốn địa nghiền càn khôn dung chuyển. Còn có đạo kia cổ xưa bóng lưng, lúc này cũng ở đây quang huy lung chiều phía dưới, tựa như như ngầm hiện. So sánh với hắn, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên trạng thái, liền đặc biệt hỏng bét. Vì giúp hắn khai quật cốt khu lực lượng, bọn họ không biết tế ra bao nhiêu năm hoa, cũng không biết đốt bao nhiêu bản nguyên huyết, lúc đến lúc này khác, đã thần lực khô kiệt, khí tức huệ oải không chịu nổi. Chỉ là, đại giới mặc dù vô cùng thê thảm kết cục là tốt ít nhất biên giới phá từ cục giải rồi a à, triệu bân một tiếng ngâm nga khí lực oanh run lên cốt khu lực lượng đến nhanh đi cũng nhanh đối với cái này tinh nguyệt cổ thần cùng đại la tổ tiên đều không ngoài ý chung quy bí pháp có khuyết điểm có thể đem cái kia lực lượng tỉnh lại rồi lại khó lâu dài duy trì tưởng triệt để hồi phục vẫn cần nhiều hơn khai quật phanh vũ ma cuối cùng rơi xuống đất nện sụp một tòa núi lớn đá vụn văng tung tóe ở bên trong nàng như một đạo thần quang trùng thiên mà lên nhưng nàng không phải đi tìm triệu bân đánh nhau mà là bỏ chạy không sai là bỏ chạy thương quá thảm quả thực không thích hợp tái chiến tiền bối vội vàng trở về lập gia đình sao triệu bân tay cầm ác thần chiến mâu ở phía sau đuổi sát không buông bị tiểu bán thần trêu chọc vũ mà đôi mắt đẹp bốc hỏa tức giận về tức giận nàng mở chạy tốc độ rồi lại nửa phần không giảm người nào đó mở treo vẫn là thần cấp treo không đi chờ bị diệt sao thiên phạt lôi đình vạn quân triệu bân dơ lên cao rồi chiến mâu dẫn động ước vạn lôi đình đầy trời bổ chém vũ ma cũng là kháng đánh đầu treo bảo liên đăng một đường đều tại ngạnh kháng xét đánh nơi nào chạy tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên một trái một phải cũng là một đường đuổi theo một đường đánh thần khư đế thần vẫn là rất đáng tiền, bọn họ dù sao cũng phải lấy điểm tiền lãi. Oanh, phanh, minh mông thiên địa, bởi vì hắn bốn người, biến hỗn loạn không chịu nổi. May mà đây là hoang vắng chi địa, không phải vậy, định chọc tứ phương vây xem. Đại la thiên thủ, triệu bân vừa quát âm vang, năm ngón tay đại ấn che thiên lấp địa, trưởng uy to lớn hào hùng. Vũ ma tắc cắn chặt hàm răng, thúc giục bản mệnh thần khí, nghênh đón thiên đụng nát rồi đại thủ. Cấm, tinh nguyệt cổ thần giết tới, diễn một vòng ánh trăng, đem khốn vào trong đó. Đời sau đến đại la tổ tiên, tắc tế ra rồi pháp tắc xích sắt, khóa rồi cái kia thần khu. Vũ ma một câu khẽ quát, lấy thần lực thành kiếm, phá ánh trăng, cũng xé rách rồi pháp tắc xích sắt. Đi ngươi, triệu bân khí huyết bốc lên, lại đem bảo liên đăng vung mạnh bay đến lên chín tầng mây. Tiếng răng rắc vang vọng, một tôn đế thần binh sửng suốt bị hắn đập ra rồi đại vết nứt. Phốc, bản mệnh khí gặp trọng thương, thân là chủ nhân vũ ma, lại ho một cái lão huyết. Không chờ nàng thở một ngụm nhi, triệu bân liền đã lang không hạ xuống, nửa điểm không có thương hương tiếc ngọc đấy, phách thiên tuyệt địa nhất mâu, nện sụp hư không, cũng suýt nữa cho người đánh tán giá rồi. Liền nhiêu đây, vũ ma vẫn như cũ kiên đính. Thấy nàng vân tay áo vung lên, diễn xuất rồi một cái hư ảo phượng hoàng, dục hỏa dương cánh. Tinh nguyệt cổ thần cùng đại la tổ tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng phải cái ngay ngắn, bị phách thần khu nhúm máu. Diệt! Triệu công tử tâm niệm vừa động, tế ra quy thiên cửu kiếm, nhất kích bổ diệt phượng hoàng. Đáng sợ kiếm uy, thành từng đạo kiếm khí, chảm vũ ma khí lực huyết quang bắn ra bốn phía. Triệu bân, là thật muốn không chết không thôi vũ ma nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt âm lãnh. Tiền bối đừng hiểu lầm, bọn ta liền muốn buộc cái phiếu. Triệu bân cũng chân thực, tịnh nói đại thực thoại. Nói thực thoại không quan trọng, Vũ Ma trong nháy mắt bị làm phát bực rồi. Nàng chính là đế thần, thần khư đế thần, khi nào như vậy ném qua mặt? Xem chiêu, triệu bân cũng mặc kệ cái này cái kia, nâng lên chiến mâu liền đánh. Cùng nhau giết tới đấy, còn có tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên. Đây là bọn người bức ta. Vũ Ma hừ lạnh, mãnh liệt huy động rồi bàn tay như ngọc trắng. Thấy cái kia trong tay áo, có tam đạo thần quang bay ra. A à, không đúng không phải thần quang mà là một đao nhất kiếm nhất đồng lô cấp bậc cũng không thấp đều là hàng thật giá thật chuẩn đế thần khí mang theo cuốn cuồng bạo cùng hủy diệt chi lực chiều ba người đánh tới mẹ nó triệu bân phát nổ nói tục cưỡng ép phanh lại một bước phi thân đời sau chạy tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên cũng không chậm đều chạy sau con thỏ còn nhanh không trách ba người như thế chỉ vì cái kia tam tôn chuẩn đế thần khí muốn tự bảo đế thần chính là đế thần chính là đại quyết đoán vì phá địch, chuẩn đế thần binh cũng không muốn rồi. Oanh! Nói nổ liền nổ, tam tôn chuẩn đế thần khí, tại đồng nhất trong nháy mắt tự bảo. Tùy theo mà đến, chính là tam đạo hủy diệt vầng sáng, quét sạch chu thiên. Không gian băng rồi, càn khôn cũng phá vỡ rồi, toàn bộ thiên địa đều một phiến lay động. Phốc! Triệu công tử cái này cửa ra vào lão huyết, phun khí phách chắc lậu, bị tạc diệt nửa bên nhục thân. Tinh Nguyệt cùng Đại La Tổ Tiên cũng không tốt đến đi đâu, nhúm máu thần khu, huyết cốt văng tung tóe. Có lẽ bị tạc quá ác, ba người một trước một sau, một cái ngã vào rồi thương hải, một cái nhập vào rồi dãy núi, triệu công tử nhất siêu quần bạt tụy, lúc này, vẫn trên trời nổi lên đâu. Giới môn, mở, vũ ma tắc một bước đứng lại, chắp tay trước ngực, động đại thần thông. Thận theo nàng dứt lời, cái kia sau lưng có tám tòa trống trời cự môn đột một từ mặt đất mọc lên. Đây không phải công phạt, mà là triệu hoán triệu hoán ai đó triệu hoán viện quân nhanh hủy cự môn đại la tổ tiên đăng thiên mà đến tế ra một vòng thần quang tinh nguyệt cũng kéo lấy huyết xối thần khu diễn một đạo tinh hà hai người công phạt không tầm thường trong khoảnh khắc liền hủy hai tòa cự môn chảm triệu bân điều động thần long khí nghênh không bổ chém tiếng nổ vang lên lại có hai tòa cự môn bị chém vỡ bát môn hủy thứ tư còn có bốn tòa môn sừng sững mà đứng O O N G tứ môn kịch liệt run lên đều có đế thần chi khí mãnh liệt cuồn cuộn sau đó liền thấy bốn đạo mơ hồ bóng người tự trong môn đi ra định nhãn nhất nhìn đúng là cái kia thương kiếp khô đạo hồng thiên cùng trí tuyệt thấy chi triệu bân ba người sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn còn đánh giá thấp vũ ma thật mẹ nó đa tài đa nghệ a thương tổn được như vậy tình trạng lại vẫn có dư lực triệu hoán đế thần hàng lâm may mà bọn họ ra tay rất nhanh hủy bốn tòa cự môn, nếu không thì chính là bát tôn đế thần. Cái này là, nhãn gặp thiên địa một phiến phế tích, tứ tôn đế thần đều lông mi trao lên. Bọn họ bản tại thần thành tìm triệu bân, đần độn u mê liền được triệu hoán rồi. Nói đến triệu bân, đối diện vị kia là vĩnh hằng thể A. Sao chạy tới đây rồi, cái kia bên cạnh thân hai người, hẳn là tinh nguyệt cổ thần cùng đại la tổ tiên, cầu kia đoạn, trong truyền thuyết ba đánh một. Đế thần não dừa thật là tốt sử dụng, trong nháy mắt liền nhìn ra rồi thế nào chuyện nhi. Nếu không phải bị đánh thức giận rồi, nếu không phải thương quá nặng, vũ ma biết lái giới môn. Tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được lại không tốn công sức. Thương kiếp u cười. Hắn nở nụ cười, khô đạo, hồng thiên cùng trí tuyệt cũng cười, cuối cùng tìm được triệu bân rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1940, tiểu hoa tử, nghĩ tới ta không có. Oanh, ầm ầm hôn ám mà tàn phá thiên địa nhịn không được đế thần uy áp kịch liệt lay động tứ tôn đế thần hàng lâm vũ ma có phần đến tự tin tự nhiên có chút không thế nào cam tâm như thương kiếp bọn họ suy nghĩ nếu không phải bị đánh tức giận rồi nàng cũng sẽ không tìm giúp đỡ đấy tìm cơ hội sẽ ăn mảnh nhi thật tốt hết lần này tới lần khác biến cố hiện ra liên tiếp vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm bắt bí triệu bân cuối cùng là lại là một khối xương cứng gặm bất động không nói vẫn rơi xuống một thân thương không sao, chiến lợi phẩm chia cắt liền qua phân, nhất định tìm cái chàng tử trở về. Đặc biệt là cái kia họ Triệu, chờ bị bắt hạ, định xé nát miệng của hắn. Lúng túng không, Triệu Bân một tiếng ho khan. Lúng túng, Tinh Nguyệt cùng đại la tổ tiên đều hít sâu một hơi. Hảo hảo ba đánh một, phải biến thành năm đánh ba rồi, mà bọn họ chính là kia cái ba, một cái tiểu bán thần, hai cái chuẩn đế thần, đều bị nổ toàn thân là thương, đặc biệt là hai người bọn họ trước kia vì giúp triệu bân khai quật lực lược, lược, rất nhiều hao tổn, liền năm thành chiến lực đều sử dụng không ra. Trái lại mới phủ xuống tứ tôn đế thần, từng cái đều tại đỉnh phong trạng thái. Như vậy tình trạng, bị đánh đều là nhẹ đấy, có thể hay không chạy đi vẫn khó nói đâu. Tự thân thúc thủ chịu chói, vẫn là chúng ta động cường. Khô đạo sâu kín cười một tiếng, bản mệnh thần khí đã sông lên trời mà lên. Còn có thương kiếp, trí tuyệt cùng hồng thiên, khí huyết cũng cuồn cuộn, từng cái đều ánh mắt rạng rỡ trước kia tại thần ngoài thành, bọn họ lưu lại tay, để cho triệu bân lưu, tối nay cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai sai, như triệu bân bực này yêu nghiệt, đánh cho tàn phế lại chỉnh đốn, mới là vương đạo. Có loại đơn đấu, triệu bân nói qua, vẫn vô thức hoàn nhìn thoáng qua chu thiên, tưởng ngó ngó từ chỗ nào mở chạy, mới có thể nhất phi trùng thiên. Nam nhân mà, từ tâm cái một hai lần không có cái gì. Đương nhiên, như cốt khu lực lượng hắn có thể tùy ý khống chế, làm nhất trận chiến cũng không phải là không được có thể a à, tiền bối quà tặng lực lượng hiện giai đoạn không phải dễ dùng ta đến tranh thủ thời gian hai người các ngươi tận lực bỏ chạy đại la tổ tiên truyền âm nói bằng ngươi lúc này trạng thái chịu được ở đế thần một trường tinh nguyệt lau khóe miệng máu tươi ta kháng đánh hai ngươi trước trượt triệu bân vuốt vuốt tay áo đi bọn ngươi đi được rồi vẫn là khô đạo khinh miệt cười một tiếng lời nói chưa dứt hắn liền lăng không tiêu thất rồi lại hiện thân đã là triệu bân phụ cận nhưng không chờ triệu bân có chỗ cử động liền thấy cái kia thân trước nhiều hơn một đạo hùng tráng bóng người lời thừa một câu không có một cái tát vung mạnh rồi ra ngoài phách liệt trưởng uy cường hãn vô cùng khô đạo cũng là đầu cứng rắn đón đầu đụng phải cái ngay ngắn bị một trưởng vung mạnh lộn ra ngoài đột nhiên xuất hiện một màn triệu bân ba người phản ứng không kịp đối diện mấy vị cũng vội vàng không kịp chuẩn bị lại nhìn người ra tay, có thể không phải là trước kia bán triệu bân lôi điện phát ra mãng hán sao. Hám thiên man thần vô luận thương kiếp cùng hồng thiên, vẫn là vũ ma cùng trí tuyệt, đều vô thức lui một bước, man tộc đại thần, khí cái bát hoang, bọn họ há có không biết chi lý. Kiến thức ngược sâu, man thần thanh như lôi chấn, khí bá đạo to lớn hào hùng. Người chính là man thần nơi nào, triệu công tử tiến lên một bước, cao thấp quét ước chừng một phen. Ân, lần này lại nhìn, có thể liếc mắt một cái nhận ra, bởi vì hắn tại thiên kiếp ở bên trong, gặp qua vị này, đến mức hôm đó tại thần thành, sở dĩ không nhận ra là bởi vì man thần dịch dung rồi. Nói tới, hắn cùng với man thần vẫn rất có nguồn gốc, nguyệt thần đại phàm trần truyền hắn luyện thể chi pháp, chính là man tộc trúc cơ pháp môn. Nhưng, cái này tôn đại thần không phải từ lâu táng diệt sao? Vẫn là nói, nghe đồn là giả đấy. Thực cùng giả, có vẻ như không trọng yếu, Quan trọng là Man Thần đến rồi. Nhìn Vũ Ma đám biểu lộ, liền biết Man Thần rất khủng bố. "Tiểu oa tử, nghĩ tới ta không có." Man Thần đổ một ngụm rượu. Nói lên rượu của hắn hồ, thật rất lớn, đặt ở cái kia, so Triệu Bân còn cao một nửa. "Nhớ ngươi muốn chết." Triệu Bân khi nói xong lời này, sắc mặt còn có một chút hắc. Đêm đó cho hắn lấy máu đấy, định cũng có Man Thần phần. Hắn mãnh liệt hoài nghi gõ hắn muộn côn đấy, cũng là gia hỏa này. Tiểu bối, ngươi ấn đường biến thành màu đen A. À. Vãn bối có nhất lời, không biết có nên nói hay không. Nói, ta có thể hay không nguyền rủa ngươi, đoạn từ tuyệt tôn. Hắc, một lớn một nhỏ tặc có ý tứ, nói qua nói qua liền đổi đi lên. Như vậy không coi ai ra gì xàm việc nhà, chỉnh đối diện mấy vị rất lung túng. Ngược lại tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên, ánh mắt nhi kỳ quái, man thần lại còn tại thế đáng chết. Trước kia bị vung mạnh lật khô đảo, cuối cùng đứng vững vàng, một tiếng gào thét rung động lắc lư thiên địa. Nộ cường tráng sợ người gan, hắn sợ là bị đánh cho hồ đồ, sát ý ngập trời, tàn sát bừa bãi cuồn cuộn. Đừng mù gào to, lão tử tính khí không tốt, man thần liếc qua. Đây chính là ta thần khư cùng vĩnh hằng nhất mạch ân oán, ngươi là thật muốn nhúng tay thương kiếp lạnh lùng nói. Đánh chính là thần khư, man thần tiện tay sách ra hỏa. Năm đánh tứ, người có mấy phần phần thắng. Hồng Thiên một tiếng cười lạnh. Nói mò, năm đánh năm. Đừng làm rộn, sáu đánh năm. Hồng Thiên tiếng nói vừa dứt liền nghe phiêu miểu lời nói. Hư vô ở bên trong, lại đi ra hai cái, một cái áo tơ trắng thanh niên, một cái tử y lão đạo. Triệu bân thấy chi, lại nhíu lấy tiểu lông nghi, cái này lưỡng hắn cũng nhớ kỹ, trước kia tại thần thành, bán qua hắn hỏa diễm cùng đặc thù đồng tử bản nguyên, cũng như man thần, lấy bí pháp che đậy chân dung, bây giờ lộ ra rồi chân tướng, thật là có người quen, nói cho đúng, cùng nó hóa thân là người quen. Nhân quả đạo tôn, thần long đạo tôn, đối diện mấy vị kia, lại tập thể lui một bước. Lại là lưỡng tôn đại thần, như sấm bên tai cái chủng loại kia. Ổn rồi, khí huyết huệ hoài tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên, đều tinh thần tỉnh táo. Man thần một cái, có lẽ nhịn không được tràng diện, nhưng nếu cộng thêm hai vị này, cái kia chính là cái kia chuyện xưa. Ý tứ này a." À. Triệu Bân lại nói thầm, cuối cùng mở mang đầu óc rồi. "Hãy nói đi, êm đẹp vì sao có người cho hắn đưa lôi đình, hỏa diễm cùng đồng tử bản nguyên, trông coi đều kèm theo phiếu nợ, thì ra người trong nhà." "Người trong nhà không mà nói a, à. thật tốt ý tứ gõ hắn muộn côn, thật tốt ý tứ cho hắn lấy máu, người bà ngoại đấy." "Tối nay ánh trăng không tệ, nhân quả đạo tôn một câu thâm trầm. Ân, rất thích hợp đánh cướp." Thần Long đạo tôn bổ rồi nửa câu sau đi thương kiếp tưởng cũng không tưởng xoay người liền chạy vũ ma trí tuyệt cùng hồng thiên cũng đi đứng chập choạng trượt lúc này liền nổi giận khô đạo đều sợ không thể lại sợ hám thiên man thần nơi nào nhân quả đạo tôn nơi nào thần long đạo tôn nơi nào đều là cái đỉnh cái đại thần đánh một cái đều tốn sức càng không nói đến là ba cái không đi không đi chờ ăn tịch sao đừng chạy a à. man thần một bước kéo dài qua hư thiên lục địa oanh một tiếng vang ngăn cản năm người đường đi. Nhân quả đạo tôn cùng thần long đạo tôn tắc một trái một phải, ngăn ở rồi sau lưng, đều thần quang tứ xạ. Thật chờ thần khư sợ người đám thương kiếp gầm lên giận dữ. Vậy ngươi chạy cái gì man thần một cái tát hô đi qua? Thương kiếp cũng là một cái hán tử, lúc này thúc giục bản mệnh khí, cách thiên cứng rắn đụng. Phía sau một màn liền vô pháp vô thiên rồi, đường đường đế thần binh, lại bị man thần một trường đánh bể. Ừng ực, Triệu Bân xem nuốt nước miếng, tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên cũng là sách lưỡi không thôi. Đại thần chính là đại thần, chiến lược chính là hung hãn, đánh đế thần binh như đánh con ruồi. chương 1941, sau đánh năm. Ta phốc, bản mệnh khí bị đánh nát, thương kiếp một cái lão huyết phun khí phách trắc lậu. Trước mắt đầy hoảng sợ, là hắn lúc này tâm cảnh. Là hắn đánh giá thấp man thần, cũng đánh giá cao bản thân. Đều là đế thần, bọn họ hiển nhiên không phải một cái cấp độ đấy. Một cái tát liền đánh bể hắn chi thần khí, cái này như đánh vào trên người hắn, không được tán giá a. Đồng dạng khiếp sợ đấy, còn có vũ ma đám. Tuy biết Man thần rất mạnh, nhưng cái này cũng không tránh khỏi dũng mãnh phi thường quá nói chuyện không đâu rồi. Đây chính là đế thần binh a, nói đập vỡ liền đánh bể. Ta hôm nay thân thể có việc gì, ngày khác tái chiến. Thương kiếp sợ rồi không còn đại chiến tâm tư, quay đầu liền chạy. Không hổ là đế thần, mở lên chạy đến, tốc độ tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định đấy. Tiểu tử nhi, nơi nào chạy? Man thần tiếng quát như lôi đình, mang theo ra hỏa ở phía sau đuổi sát không buông. Thương thiên lại sụp đổ, không gian cũng nổ nát vụn, nhịn không được hắn uy áp. Giống, sau lưng có rồng ngâm, tiếng như hồng lôi, vang vọng cửu thiên. Thần Long đạo tôn cũng xuất thủ, một đạo pháp tắc như thương long, bổ khô đạo hoành lật hư không tám trăm trượng, cái kia cốt cách vỡ vụn chi âm, rõ ràng có thể nghe, một cái lão huyết phun so thương kiếp vẫn khi phách. Chạy! Khô đạo cũng sợ rồi, đường đường đế thần, đào chính là vừa lăn vừa bò. Nơi nào chạy thần long đạo tôn tự mặc kệ, mang theo cuốn thần hải nghiền ép mà đến. Nơi nào chạy nhân quả đạo tôn cũng tế ra sát sinh đại thuật, một đen một trắng lưỡng sợi khí, đó là bởi vì cùng quả pháp tắc, chảm trí tuyệt thần khu nhúm máu, cũng chém hồng thiên khí lực băng liệt. Chọc ta thần khư, năm nào định làm cho người chết không có chỗ chôn Hồng thiên cùng trí tuyệt phẫn nộ gào thét, rung động lắc lư thiên khung. Nhưng, lưỡng đế thần nói vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói, rồi lại làm nhất sợ sự tình, một trái một phải, đào đầu cũng không mang về đấy, đế thần cũng chia mạnh yếu, như nhân quả đạo tôn, hiển nhiên là cái này lĩnh vực cao nữa là tồn tại, mà bọn họ ngược đã thành tam lưu mặt hàng, một hiệp liền thất bại. Vũ Ma đại gia người đấy, cái này là tứ tôn đế thần tâm lời nói đều tại chào hỏi bản thân đồng đội. Ngẫm lại cũng là bọn họ bản tại thần thành tiêu sái, đần độn U Mê đã bị gọi qua được, chỗ tốt một cái không có gặp may, vẫn đánh lên rồi ba tuyệt đại loại người hung ác, bữa này đánh chịu quả thực đau a. À. Đáng chết, nói đến Vũ Ma cũng ở đây trốn chạy, nửa chút đại chiến tâm tư cũng không có. Một đêm này nàng thật là từ đầu khứu đến đuôi, một cái biến cố một kinh nghỉ tiền bối, đừng chạy rồi quá. Triệu bân cầm theo ác thần chiến mâu, chơi bạc mạng đuổi theo. Còn có tinh nguyệt cùng đại la tổ tiên, cũng sát khí mãnh liệt. Oanh, phanh, yên lặng không bao lâu thiên địa, lại nhấc lên một phiến tiếng nổ vang. Tại đây không có quần chúng, không chút nào không ngại đại chiến vô cùng thê thảm. Mà bực này vô cùng thê thảm, chỉ tất nhiên vũ ma đám, hắn thần khư cửu đế đến rồi năm tôn, rồi lại nan huynh nan đệ, đều tại bị đuổi giết, tự đi xa xem, chính là một phiến hủy thiên diệt địa chi cảnh, sấm sét vang dội ở bên trong, càn khôn phá vỡ, bay múa mỗi một đạo thần quang, đều nhuộm huyết sắc. Cứu ta! Thương kiếp gào rú, nhiều hơn kêu rên ý tứ. Hắn chiến chỉ là man thần, xa không phải một cái cấp bậc. Chỉ là hơn 10 hiệp, liền bị đánh không có người hình. Hắn tiếng kêu cứu, không ai đáp lại, vô luận vũ ma cùng hồng thiên, vẫn là trí tuyệt cùng khô đạo, đều là nê bồ tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, lúc này, nơi nào có dư lực đi cứu hắn hủy man thần một trường bao trùm cửu thiên áp càn khôn đổ sụp thương kiếp tâm thần rung động lắc lư không muốn sống hiến tế bản nguyên huyết đổi lấy hào hùng thần lực mở ra rồi mấy trăm đạo thủ hộ chi quang trừ này còn có bản mệnh pháp tắc thành từng đạo lạc ấn chữ khác vào đồ vật tại thần cốt lạc ấn tại thực bản mệnh chân thân dùng cái này đến gia trì thần khu cường độ có thể không thế nào dễ dùng tại man thần phách thiên tuyệt địa trưởng uy dưới hết thảy đều là hư vọng thủ hộ chi quang yếu ớt như giấy trắng bản mệnh pháp tắc cũng thành rồi trang trí phốc đế thần cấp huyết quang sau so thái dương càng lộng lẫy vạn đạo thần mang nở rộ thương kiếp quỳ tàn phá thần khu bị man thần một trưởng trực tiếp đánh bể chủ thừa cứu ta a à. thương kiếp gào rú thật đã thành kêu rên tại kêu gọi vô vọng ma tôn đừng nói cái kia đỉnh đầu thật có thần quang trùng thiên hóa thành một đạo hư ảo bóng người, đúng là vô vọng ma tôn, a à, không đúng, chuẩn xác hơn nói, là vô vọng ma tôn ở lại thương kiếp trong cơ thể thủ hộ, cho dù là nhất đạo hư ảnh, cũng thần uy thao thiên, có bế nghệ bát hoang uy thế. Chiến không được người bổn tôn, còn đánh không diệt ngươi nhất đạo hư ảnh. Man thần một tiếng cười lạnh, vẫn là phách liệt một trường, cưỡng ép nổ nát. Ân, lúc này, tại phía xa thần khư vô vọng ma tôn, mạch mở con mắt. Cái kia con mắt thâm thúy, tựa như có thể cách vô tận hư vô, chứng kiến cái mảnh này thiên. Tốt ngươi man thần, vô vọng ma tôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay nhặt rồi một đạo thần quang, hướng lên trời chém tới. Đáp lại hắn đấy, thì là một đạo trói mắt kiếm quang, vắt ngang cửu tiêu, bổ giết hắn thần quang. Thanh liên thần kiếm, vô vọng ma tôn lông nghi hơi nhíu, cũng vô thức đứng lên, ánh mắt sáng tối bất định. Hắn nhìn phía hắn phương, vạch ra càn khôn, trông thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp đế tiên nói cái này hai chữ lúc hắn hai mắt nở rộ rồi lộng lẫy quang mang tuyệt sẽ không nhìn lầm tuyệt đối là tiên đình nữ quân lại còn sống tới đây a ngươi hám thiên man thần cách không lấy tay một thanh liền đem bỏ chạy thương kiếp bắt được rồi song việc nhi chính là một cái bao tải to thương kiếp nguyên thần bị nhét đi vào tốt xấu là một tôn đế thần đáng giá đây quay đầu tìm thần khư muốn lưỡng tiền nhi hoa siêu đã trấn áp thương kiếp man thần lại thẳng đến rồi nhân quả đạo tôn chiến trường. Mặc dù là nhảy lên nhị, Hồng Thiên cùng trí tuyệt cũng bị đánh không ngốc đầu lên được. Nhà rột gặp trời mưa cả đêm, bởi vì hắn tham chiến, hai cái đế thần chạy nhanh hơn. Phong, phương Tây thương vũ, có một đạo lãnh quát rung động lắc lư càn khôn. Khô đạo cũng quỳ, bị thần long đạo tôn hủy thần khu. Sát, ra hỏa này ngược lại cái hung ác nhân vật, tưởng cũng không tưởng, liền tự bạo rồi bản mệnh khí đế thần binh tự bảo dù là thần long đạo tôn đều bị chấn nhất tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi trong nháy mắt khô đạo trốn vào rồi hư vô đào như một đạo thần quang nếu để cho ngươi chạy lão phu vẫn lăn lộn không lăn lộn thần long đạo tôn một tiếng cười lạnh cầm theo thần kiếm đuổi vào rồi hư vô tùy theo chính là chấn thiên ẩm vang lại là nhất phiến không gian sụp đổ a à, sau đó không lâu hết thảm một tiếng đặc biệt thê lương khô đạo bị chấn áp rồi, cũng bị đút vào bao tải to. Phốc, cùng với hắn tiếng kêu rên, lại một đạo huyết hoa ở trên hư không ngạo nghễ nở rộ. Lần này là trí tuyệt, tuy là kháng đánh, thực sự khó ngăn chặn nhân quả đạo tôn công phạt, thần khu hủy, thần cốt nhuộm thần huyết, nổ đầy thiên khung, băng đầy hôn ám thiên, chỉ còn hư ảo nguyên thần. Cấm, nhân quả đạo tôn một câu băng lãnh cô quạch, vẫn là cái kia bởi vì cùng quả pháp tắc. Pháp tắc thành xích sắt, nhẹ nhõm đem khóa rồi bao tải phần món ăn ngay tại chỗ an bài. Sạc sạc, tiện tay chính là Hồng Thiên, đầu lâu bị man thần oanh thành rồi thịt nát thối giữa cốt. Có lẽ hắn trưởng uy quá cường hãn, Hồng Thiên thần khu cũng đi theo nổ diệt thành cho. Liền nhiều đây, Hồng Thiên vẫn như cũ đào tâm không thay đổi, tựa như thần quang trốn vào rồi thương nhiều. Đừng chạy rồi, người chạy được rồi. Man thần đăng thiên mà lên, cách thiên chính là một cái tát. Hồng thiên cũng là bi thôi đấy, suýt nữa bị đánh diệt nguyên thần. Vẫn là nhân quả đạo tôn hàm xúc, tiện tay cho cái kia sách đi qua. Lại quỳ một tôn đế thần, bị chân áp lúc, não dưa ông ông một phiến. chương 1942, tìm. Triệu bân, là thật muốn không chết không thôi. Vừa mới nói, bọn ta liền muốn buộc cái phiếu. Hôn ám thiên, không chỉ có như lôi đình ẩm vang, còn có vang đầy cửu thiên lời nói. Vũ ma bỏ chạy phía trước, triệu bân ba người đuổi giết ở phía sau, một đường đánh chính là long trời lở đất. cấm nàng đi ngang qua một phiến thương hải lúc triệu công tử vừa quát âm vang toàn thân kim mang đại thịnh không cần hắn nói tinh nguyệt cùng tay chân chập choạng trượt diễn xuất rồi lấy ngàn mà tính pháp tắc đại la tổ tiên thì là một tay bấm niệm pháp quyết mở ra rồi một tôn hư ảo bảo tháp lăng không chân áp a à, vũ ma một câu ngâm nga bị hư ảo bảo tháp áp một bước lảo đảo chưa kịp đứng vững tinh nguyệt pháp tác liền tới rồi khóa rồi cái kia khí lực. O, O, N, G. Oanh âm thanh lên, có một tòa trống trời cự môn, tự triệu bân sau lưng mọc lên mà ra. Thận theo cự môn mở cửa, lộng lấy vĩnh hằng quang huy, mang theo cuốn hủy diệt chi lực, hoành phô minh mông thiên, như mưa ma như vậy cấp bậc đế thần, tiểu đà tiểu nháo không dùng được, còn phải ra đại chiêu. Mở. Vũ ma một tiếng khẽ quát, cưỡng ép tránh thoát tinh nguyệt cổ thần pháp tắc xích sắt. Đồng nhất trong nháy mắt, nàng tế ra tuổi thọ cực tấn thúc giục bản mệnh khí thủ hộ bên thân phanh vĩnh hằng quang huy giết tới nhất kích doanh xuyên thủng hảo vũ vũ ma đẫm máu liền người mang bản mệnh khí cùng nhau hoành lật đại cơ hội tốt triệu bân ba người làm sao bỏ qua riêng phần mình thi triển giam cầm chi pháp thiên địa trong nháy mắt bị phong cấm mới đứng vững vũ ma cùng như đọa nhập rồi nê trạch trong này nương môn nhi cũng là một tôn loại người hung ác triệu hồi bản mệnh thần khí lại tới nữa một trận tự bảo. Ta, triệu công tử một cái không có thế nào phanh lại xa, đón đầu liền đụng phải đi lên. Tinh Nguyệt cùng Đại La Tổ tiên cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tạc rồi cái ngay ngắn. Phốc, sạc sạc, Tinh Nguyệt thần khu nhú máu, Đại La Tổ tiên tắc lật đến rồi lên chín từng mây. Thảm nhất chính là triệu công tử, nửa bên tiên khu đều nổ thành rồi thịt nát thối giữa cốt. Ba người đều thê thảm vô cùng. Vũ Ma cũng không tốt đến đi đâu. Cái kia là bổn mạng của nàng khí như vậy tự bảo nàng là không khác đã chúng hủy diệt công phạt lung chiều khí lực thần vũ khoảng cách diệt phong khô bại khí lực cùng suýt nữa băng thành một phiến huyết vụ ầm vang đế thần binh tự bảo uy lực hạng gì hủy diệt nhíu càn khôn lay động cái này một cái lay động không quan trọng không gian sai chỗ tạo cái đại biến động oanh phanh tinh Nguyệt rơi xuống rồi nện một phiến thương hải ba đào vạn trường đại la tổ tiên cùng rơi xuống rồi nện sụp một tòa núi lớn nhạc nhìn triệu bân cùng vũ ma cũng là không thấy bóng dáng bởi vì không gian thay đổi hai người không biết bị cuốn đi đâu rồi hôn ám u tịch thiên địa chỉ còn một mảnh hỗn độn phế thích sau đó không lâu hám thiên man thần nhân quả đạo tôn cùng thần long đạo tôn hàng lâm đều là lông mi trao lên tinh nguyệt cổ thần vẫn còn ở đại la tổ tiên cùng hài tử triệu bân cùng vũ ma đâu bỏ trốn đế thần binh tự bảo Thần Long đạo Tôn Hoàn nhìn thoáng qua Chu Thiên, sợ là trò càn khôn thay đổi, Nhân Quả đạo Tôn cùng một câu trầm ngâm. Nổ chết rồi man thần nhíu lông mày, cùng đặt cái kia trái nhìn nhìn phải. Chết ngược không đến mức. Bị cuốn hướng về phía hắn phương. Trông coi xem ta một phen thôi diễn. Nhân Quả đạo Tôn nói qua, bóp động thủ chỉ, bằng triệu bân khí huyết một đường truy nguyên. Cái này nhất đuổi theo, liền không còn kết quả, hắn thôi diễn phải không tầm thường, cũng là không có tìm được người cái này liền lúng túng nguyệt thần sợ là muốn nổi đoá lời này vừa nói ra nhân quả đạo tôn cùng thần long đạo tôn cùng xoa nhẹ mi tâm nguyệt thần để cho bọn họ tới đưa bảo bối cũng là để cho bọn họ tới che chở triệu bân điều này cũng tốt bảo bối là cho đưa đến không có người lấy nguyệt thần tính nết không được cho bọn hắn một hồi tốt đánh tìm nhân quả đạo tôn lưu lại một lời nói xoay người mất tung ảnh man thần gãi gãi đầu cùng nhìn chuẩn một phương đạp thiên mà đi. Thần Long Đạo Tôn lúc rời đi, vẫn mang đi rồi tinh nguyệt cùng Đại La Tổ Tiên. Cái này lưỡng tiểu chuẩn đế thần, thương có chút trọng, đã được nổ ngất. Oanh, phanh, triệu bân cùng vũ mà lại hiện thân, là cùng với âm thanh đấy. Hai tòa núi cao cũng không biết chọc người nào, ngay tại chỗ bị nện sập. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, triệu bân thông suốt định thân, trước tiên hoàn xem tứ phương. Lọt vào trong tầm mắt, chính là nhất mảnh hắc ám, cùng tận rồi sức nhìn, cùng nhìn không thấy quang minh. Hắc động Triệu Bân trong lòng một câu. Không sai, là hắc động, trước sau như một băng lãnh cô quạnh. Mà giờ khắc này, hắn liền đang ở trong hắc động một phiến lục địa. A, à, cách đó không xa, có một vòng thống khổ tiếng rên nhẹ vang vọng. Đúng là vũ ma, chính vị một tảng đá lớn miệng lớn ho ra máu. Lần này ngươi chạy nữa. Triệu Bân mang theo ác thần chiến mâu muốn một bước lên trời. Đứng được cao, mới có thể đánh chính là xa, một cái tát sự tình. Hắn cái này ý nghĩ là không sai có thể hiện thực, nhưng có điểm vô nghĩa. Hắn lại không còn ngự không khả năng, chớ nói ngự không, liền nửa phần tiên lực đều sử dụng không ra, còn có tử phủ tiểu thế giới, vĩnh hằng giới, bản nguyên, đạo tắc. Đều gặp không may cường đại giam cầm, thậm chí là, hắn cái này hàng thật giá thật một tôn bán thần, xứng sờ bị áp chế tới rồi người bình thường, cái gì cái tu vi, cái gì cái huyết mạch cái gì cái cảm mộ đô thống thống không dùng được rồi tình huống nào triệu bân vô thức xéo con mắt hoàn xem tứ phương nơi đây là thật quỷ dị cực tẫn áp chế sao không ai cho đáp án bốn phía giống như chết cô quạnh cũng chính là bởi vì quá cô quạnh âm phong mới từng đợt thổi vũ ma hiển nhiên còn không biết nơi nào cùng nơi nào tưởng đang thiên bỏ chạy kia mà rồi lại một bước đạp không lại một đầu ngã tại đó vốn là mơ hồ cùng đại địa tiếp xúc thân mật một phen phía sau càng mơ hồ. Tình huống nào? Cái này, cũng là vũ ma muốn hỏi đấy. Nàng là đế thần, cùng gặp áp chế sao? Bắt được lại nói. Triệu công tử không nghĩ quá nhiều, lung la lung lay chiều cái này đuổi đi theo. Vũ ma thấy chi, cùng không kịp dòm ngó càn khôn, đào lảo đảo. Tiền bối, ngươi chạy cái gì? Ngươi không đuổi theo, ta có thể chạy. Hắc ám hình ảnh, biến tạc có ý tứ một tôn đế thần một tôn tiểu bán thần một trước một sau một cái lung la lung lay một cái thất tha thất thểu như thi chạy đặt cái kia bão tố nổi lên tốc độ đuổi theo cùng đào lúc vẫn không quên sàm việc nhà đế thần lúc này tâm cảnh sao một cái phiền muộn cao minh triệu bân khắc nàng a à, tự đánh lên một bước một cái hố a à. lúc đến lúc này khắc bản mệnh khí hủy vẫn rơi xuống một thân thương bị ép thành phàm nhân sử dụng không ra nửa phần liền ngự không chi lực cũng không còn rồi đã bao nhiêu năm, lần đầu như vậy gầy yếu, dù là một luồng âm phong nhi, đều chém nàng đứng không vững, toàn thân vẫn lạnh lẽo. Oanh! Triệu công tử một tiếng hét to, nhanh đi vài bước, đạp một khỏa cử thạch lăng không dựng lên. Vũ ma tránh không kịp, bị một thanh ấn tại đó, nên là người nào đó khí lực quá nặng trọng, nện nàng là tráng váng đầu hoa mắt, vốn là thương vô cùng thê thảm, như vậy nghiêm chỉnh lại ho khan miệng tiểu huyết. Cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là hai người lúc này dáng vẻ. Như vậy lúc lên lúc xuống, sao nói là đang nói chuyện nhân sinh lý tưởng. May mà tại đây không có người ngoài, không phải vậy, chắc chắn hỏi Triệu Bân một câu, có mềm hay không. Có mềm hay không không biết, có cứng hay không cũng không biết, nhưng Vũ Ma lần này là thực bị bắt được rồi. Thành thật một chút. Triệu Bân thật không biết Thương Hương Tiếc Ngọc, một tay cho người ấn lấy, một tay cầm rồi dây thừng. Đường đường một tôn đế thần phong hoa tuyệt đại, sừng suốt bị hắn đến rồi một cái chói gô. chương 1943, Hoang Vu Di Tích Cái này cái quỷ gì địa phương? Băng lãnh cô quạnh không gian hắc động, triệu bân đứng ở trên đá lớn, trái nhìn nhìn phải. Nơi đây thật là quỷ dị, nửa chút âm thanh không có, cũng là một phen cực tận áp chế. Thật lâu, cũng không trông thấy hắn thu con mắt, xem hơn phân nửa đêm, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Vũ ma là ở đấy, cái kia không, đặt thụ trên treo đâu chính cùng với từng sợi âm phong nhi qua lại lay động trong miệng vẫn đút lấy một đoàn tử khăn lau hình ảnh không muốn quá mỹ diệu a à, miệng bị chặn lên rồi dù có thiên ngôn vạn ngữ nàng cũng chỉ thừa lại một hồi a à. a à, quá mất mặt nàng sống rồi mấy nghìn năm vẫn chưa bao giờ như vậy chật vật qua thường tại bờ sông đi nơi nào có không ướt dày, cái này hố đào là thật có chút lớn tiền bối nên là có chuyện muốn nói. Người nào đó biết rõ còn cố hỏi, rút ra tiểu khăn lau. Triệu bân, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, vũ ma hí ngâm không phải bình thường chói tai. Lại mù gào to, đem người cường bạo rồi. Triệu bân không để ý lấy nàng, nhất cuống họng mắng khi phách chắc lậu. Đừng nói, lời này đích xác dễ dùng, nộ phát cuồng vũ ma, thật liền yên tĩnh rồi. Yên tĩnh về yên tĩnh, nhưng nàng cái kia con mắt, là đốt đầy ngọn lửa đấy, tuyệt mỹ gương mặt, cũng không biết là nghẹn vẫn là nộ đấy, đỏ bừng một phiến nếu là ánh mắt nhi có thể sát nhân người nào đó định đã chết rồi trăm ngàn trở về hơn nữa còn không có trọng hình dáng đấy lấy tầm mắt của ngươi hơn phân nửa biết rõ đây là đâu triệu bân vỗ vỗ đầu vai bụi bạc. không biết cái này hai chữ là vũ ma từ trong kẽ răng toác ra đến đấy nộ muốn giết người khi thật không biết biết cũng không muốn nói với ngươi như vậy không thành thật bức vãn bối dùng sức mạnh a à. triệu bân tiện tay ném đi chiến mâu xong việc nhi liền bắt đầu cởi quần áo. Thấy chi, vũ ma trong nháy mắt hoảng sợ. Hoang vu di tích. Trong lúc bối rối, nàng thổ lộ rồi bốn chữ. Cái này chính là hoang vu di tích. Triệu bân lông mi trao lên, từng tại một bộ sách cổ trong gặp qua đôi câu vài lời. Tương truyền. Hoang vu chính là thần minh phát nguyên địa từng xuất hiện không chỉ một tôn cao nữa là đại thần, làm sao thời cổ chiến loạn, hoang vu biến thành chiến trường, thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, không biết táng rồi bao nhiêu trí tôn, sau khi được vô tận túy nguyệt diễn biến cùng lắng động, thành một phiến sinh mệnh cấm khu. Cái này chỉ là một cái truyền thuyết, chưa có người gặp qua. Không nghĩ được, hoàng vu di tích lại lưu lạc đến hắc động. Thật vừa đúng lúc, để cho bọn họ đánh lên rồi. Không hổ là thần minh phát nguyên địa cũng không hổ là thần minh cấm khu, thật cái tà dị phi thường, hắn cái này tiểu bán thần gặp áp chế thì thôi, liền đế thần cấp vũ ma, lại cũng đọa nhập phàm nhân, khó có thể tưởng tượng hoang vô có nhiều đáng sợ có biết thế nào ra ngoài triệu bân lại hỏi không biết vũ ma dứt khoát nghiêng đầu qua này thiên nhi thật nhiệt a à. triệu bân nói qua lại bắt đầu cởi quần áo rồi thật không biết vũ ma lời này lại mang theo một vòng khóc nức nở cho nên nói vĩnh hằng nhất mạch ra nhân tài có thể đem một tôn đế thần làm ra muốn khóc đạo này được người bình thường không so được triệu bân xem thường vũ ma thế nhưng cái hí tinh cũng không thể nàng mà nói giống hai người chính nói lúc bỗng nhiên nghe thấy nhất tiếng gầm nhẹ triệu bân nghe lại nhặt lên chiến mâu một bước bước lên cự thạch tìm tiếng hô nguyên chỗ tựa như có một cái u linh ẩn núp tại trong bóng tối định nhãn nhìn lên mới biết là một cái tóc tai bù xù bóng người thấy không rõ cái kia chân dung chỉ biết cái đầu kia toàn thân huyết xối trông coi gầy chưa cả xương toàn thân đều lộ ra âm trầm chi khí tà linh Triệu Bân trong lòng một câu, nửa điểm không ngoài ý. Hoàng vu di tích từng vì chiến trường, tán qua nhiều như vậy trí tôn, thêm với tuế nguyệt quá xa xưa, sinh sôi một hai con tà túy, cũng không kỳ quái. Cũng gặp áp chế. Triệu Bân sờ lên cái cằm, có thể nhìn ra tà linh trạng thái. Gặp áp chế là tốt rồi, không phải vậy, hắn sẽ chết rất khó coi. Siêu, âm phong nhi tàn sát bừa bãi, tóc tai bù xù tà linh qua được. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền giết tới rồi phụ cận cốt triệu bân sách mâu mà đứng tiếng quát âm vang nhưng hắn cái này nhất sống không dùng được tà linh đưa như không nghe thấy trước mặt liền nhào tới khuôn mặt hung dữ tợn dương nanh múa vuốt một đôi đầy tơ máu con mắt hiện ra chính là xanh mơn mởn ánh sáng muốn ăn đòn triệu bân một bước càng ra cửa thạch bỏ qua nó sau lưng vũ ma nhắc nhở một tiếng có thể nàng vẫn là chậm nửa nhịp triệu bân đã nhất mâu đâm ra tùy theo mà đến, chính là kêu thê lương thảm thiết, tà linh như bức hò hét mà đến, cũng là vừa đối mặt liền bị thu thập rồi, lồng ngực bị xuyên thủng, bị quấy rồi cái nát vụn. Nó chết không sao cả, mùi máu tanh lan tràn. Mùi máu tanh lan tràn cũng không sao cả, trong bóng tối lại nhiều gầm nhẹ, bốn phương tám hướng đều có. Đưa mắt nhìn bốn phía, có thể thấy từng con một huyết xối bóng người, tự lòng đất leo ra, đều là tà linh, tựa như từng con một lệ quỷ, liếm láp màu đỏ tươi đầu lưỡi, trong mắt hiện đầy âm trầm chi quang. Vô nghĩa rồi, triệu bân hít sâu một hơi, lại mang theo chiến mâu lui về rồi cự thạch. Tam lưỡng chỉ tà linh không đáng sợ, đáng sợ chính là tà túy tụ tập nhi, liền như lúc này, con mắt có thể xem chi địa, ô ương ương tất cả đều là bóng người, số lượng nhiều làm cho người ta ra đầu run lên. Giống, gào thét âm thanh lên, tà linh như chiều như biển lao qua. Triệu bân như lâm đại địch, không ngừng vung vẩy chiến mâu, nhấc lên từng khối đá vụt, lấy cái cổ siêu vẹo thụ làm trung tâm, đống ra một tòa phạm vi 78 trượng thành tường, dùng cái này làm phòng ngự. Siêu, thành tường vừa rồi đáp lên, liền có tà linh giết tới, là một cái không đầu tà túy, chừng 2-3 mét cao, trong tay vẫn mang theo một thanh dỉ sắt búa, chiều triệu bân đầu lâu bổ tới. Cốt, triệu bân một bước né qua, nhất màu đem vùng mạnh lộn ra ngoài, xinh xinh đập vỡ. Lại thấy huyết quang, đánh tới tà linh, đều biến dị thường kích động, một cái tiếp một cái sát lên thành tường. Ô, ô, n, g. Triệu công tử như một tôn thủ thành đại tướng, phụ động chiến mâu đại khai đại hợp. Công lên thành bức tường tà linh, bị giết ngã trái ngã phải, kêu rên liên tục. Nhưng, song quyền khó địch tứ thủ, hắn là dũng mãnh phi thường, thực sự không chịu nổi quần ẩu. Chủ yếu là tà linh quá nhiều, hơn nữa không biết sợ hãi, đó là che giả măng mọc đến. Thời gian lâu dài, thành tường bị đẩy ngã, hắn cũng liên tiếp bại lui, khí lực nhuộm đầy máu tươi. Thả ta xuống. Vũ ma một hồi giấy ruộng, cũng không muốn bị đám này tà linh, gặm liền xương cốt đều không thừa. Lần này, triệu bân muốn cũng không muốn, liền giải rồi cái kia dây thừng, hai người dù sao vẫn so một người lực lượng đại. Chanh. Vũ ma lảo đảo một bước mới đứng vững thân hình, tiện tay từ trên đất nhặt được một thanh thiết kiếm. Nói thực ra, nàng cái này đệ nhất kiếm, là thật muốn chiều triệu bân chém tới. Gia hỏa này quá khinh người. Chỉ là, ngẫm lại vẫn là xóa bỏ. Đang ở hoang vu di tích, bị tà linh vây giết, triệu bân một người gánh không được công phạt, nàng cũng đồng dạng. Muốn sống sót, được cùng triệu bân liên hợp mới được. Nguyên nhân chính là có như vậy giác ngộ, nàng mới tạm thời đè xuống làm chết triệu bân tâm tư. Đồng dạng giác ngộ, triệu công tử cũng có, bây giờ, hai người bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, nhất trí đối ngoại mới là vương đạo, chờ đợi đánh lui tà linh, chớ nói đi thụ trên trò chuyện, đi trên giường trò chuyện đều được. Cốt, nàng tham chiến rồi, không có gì cái hoa lệ chiêu thức, chỉ hồ bổ loạn trảm. Có nàng trợ lực, triệu bân áp lực chợt giảm, miến cưỡng ổn định rồi trận cước. Cái kia, là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh, người nào sẽ nghĩ tới. Trước đó không lâu vẫn chơi bạc mạng đánh nhau hai người, lúc này lại đưa lưng về phía cóng, kề vai chiến đấu, nhiễm nhiên hai cái đẫm máu giết địch chiến hữu. chương 1944, một cái một đầu. Giống, quỷ dị hoang vu di tích, tiếng gào thét chấn thiên. Đó là ô ương ương tà linh, như thành từng mảnh thủy triều trong bóng đêm tàn sát bừa bãi. Bọn chúng không có tâm trí, cũng không biết sợ hãi, liền muốn từng cái khôi lỗi, chỉ biết là xung phong liều chết, một bộ không đem hai cái này vật còn sống làm chết, liền không bỏ tư thế. Phốc, phốc, triệu bân cùng vũ ma ra sức chém giết, sát tà linh thây ngang khắp đồng, cũng chiến khí lực cảnh hoàng tàn khắp nơi. Không có tu vi, không động đậy được thần lực cùng tiên lực. Không có tu vi, cũng không được bí pháp cùng thần thông. Hai người đều thương vô cùng thê thảm, không chỉ một lần bị tà linh nuốt hết, cũng không chỉ một lần sát ra, tựa như lưỡng người điên, chiến tới rồi điên cuồng, nghiễm nhiên đã quên mất, bọn họ là một đôi cửu gia. Không thể chết được tại đây. Triệu bân lòng có chấp niệm, như một cái đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng dũng mãnh phi thường. Đồng dạng tâm cảnh, vũ ma cũng có, thật vất vả tu đến đế thần, nàng còn chưa chết giác ngộ. "Giống." Có cường đại tà linh giết tới, sinh ba đầu sáu tay, hùng tráng vô cùng. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, cứng rắn đỉnh lấy một hơi, nhất mâu đem vung mạnh nhảy ra đi. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn một cái hoa lệ xoay người, ném ra chiến mâu, đem một tôn công phạt vũ ma tà linh, đinh đã bị chết ở tại trên đá lớn. Một kích này, đến vừa đúng. Không phải vậy, vũ ma đã ngược trong vũng máu. Đừng tưởng rằng đã cứu ta mệnh, ta liền sẽ mang ơn. Vũ ma chảm một cái tà linh, vùng kiếm nâng lên một cái tà cắm trên mặt đất quỷ đầu đao, đưa đến triệu bân cái kia, chiến mâu vẫn đặt trên tảng đá cắm đâu triệu bân cần có nhất bả sấn thủ binh khí. Xong ngươi những lời này, quay đầu cho ngươi cho ăn mấy cân đặc sản. Triệu bân tiếp nhận quỷ đầu đao, cũng là một tiếng mắng to. Chờ đợi ra ngoài, định đem ngươi nghiền xương thành cho. Chờ đợi ra ngoài, còn phải cho ngươi treo thụ trên. Một đầu triệu bân, hai đầu triệu bân, vũ ma không tiếp lời rồi, có thể nàng hí ngâm, cũng là một tiếng so một tiếng chói tai, bây giờ tình cảnh lúng túng, không thích hợp tìm triệu bân tính sổ, nhưng lửa giận trong lòng, có thiết yếu phát tiết một phen, tà linh liền rất hợp thích sao. Xem như triệu bân tới giết, chém tặc thuận tay. Một cái vũ ma, hai cái vũ ma, triệu công tử cũng có ý tứ, gào thét càng vang dội, thêm với tay cầm quỷ đầu đao, một mạch liều chết một đường chém, có phần có một loại lão tử vô địch thiên hạ trông coi càn quét hoàn vũ vương bát chi khí. Hai người bọn họ đại triển thần uy, có thể thảm rồi người tà linh, vốn là quần ẩu thức vây giết, đập vào đập vào, liền quân lính tan dã rồi, có như vậy mấy cái tà linh, trong mắt còn nhiều hơn một chút phiền muộn sắc. Cái này lưỡng, là ăn thuốc súng sao, vẫn đánh một cái gà con huyết. Như có người quen tại này, thấy một màn này, định không thể thiếu một phen thổn thức, nào đó hai cái cửu ra, xốc lại phối hợp đến, vẫn là ta có ăn ý đấy, nhìn nhiều như vậy vài lần, gom góp một đôi nhi, cũng là rất xứng đôi đáp đấy. Chẳng biết lúc nào, gào rú cùng kêu rên mới tản đi. Xung phong liều chết tà linh, tựa như đều lương tâm phát hiện, trước kia thành mảnh như mọc thành phiến tự lòng đất leo ra, lần này, thì là một cái tiếp một cái lui nhập hắc ám, cũng không biết là có người hiệu lệch, vẫn có nào đó thời hạn, nói lui liền lui, nửa phần không yếu kém. Vô luận cái nào loại khả năng, tại triệu bân cùng vũ ma mà nói, đều là thiên đại tin tức tốt, bởi vì đều thương quá thảm rồi, đều đã chiến đến nỏ mạnh hết đà, tiếp tục đánh xuống, cũng phải táng tại đây. Phúc thông, vũ ma một bước lảo đảo, lung la lung lay ngã trên mặt đất. Triệu bân cứng rắn đỉnh một hơi, cũng cùng với tà linh rút đi, mà tản cái sạch sẽ, ngửa mặt lên trời nằm xuống, cũng không biết là cố ý đấy, vẫn là trùng hợp, trực tiếp nằm mưa người ma trên đùi rồi. Không thể không nói, cái này gối đầu, vẫn là rất tơ lụa đấy. Ngươi! Vũ ma gian nàn đưa tay, muốn đem đẩy ra. Làm sao, khí lực đã hao hết, sừng suốt không có thôi động. Triệu công tử không có kính nhi động, mơ mơ màng màng ngất đi. Vũ ma một hơi nhi không có thế nào thở gấp thuận, cũng đọa nhập rồi mộng đẹp, thuận tiện còn làm một giấc mộng, mộng thấy một đầu heo, đang tại cải trắng mà tìm vui đây, rau xanh cùng rồi một gốc cây lại một khỏa. Bởi vì hắn hai người hôn mê, toàn bộ hoang vu di tích, đều lâm vào giống như chết yên lặng trong bóng tối yên ổn, ngoại giới rồi lại phi thường náo nhiệt. Thần khư lệnh truy nã vẫn còn ở, tổ đội bắt xiết vĩnh hằng thể người, cũng càng ngày càng nhiều, không thiếu đại thần cùng ẩn thế cổ tu. Náo nhiệt nhất đấy, vẫn là tinh không. Bốn phương tám hướng đều có ẩm vang, đều đại chiến động tính. Không ít người đi vây xem, chứng kiến phải sợ hãi thế đại chiến, tham chiến thần minh, vừa nắm một bó to. Cũng là một ngày này, Phật quốc có tiếng chuông vang vọng, cũng có tường hòa Phật âm, truyền khắp tứ hải bát hoang. Tình huống gì? Vui mừng người xem náo nhiệt, không suy nghĩ tu đạo người, đều xa xa nhìn ra xa. Mông lung ở bên trong, bọn họ hoảng tựa như trông thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, sát nhập vào Phật gia thánh địa, xốc từng tòa bảo tự, đạp bằng từng tòa chùa miểu, đã tạo thành một phen diệt thế chi cảnh. Người nào a? À? Dám đại náo Phật quốc? Như lời này, rất nhiều người đều tại hỏi, sợ tâm thần run rẩy phật môn thánh địa a à, trông coi là trí cao thần truyền thừa nội tình không chút nào yếu thần khư thế nhân đều e sợ cho tránh không kịp lại còn có người dám đánh đến tận cửa đây là bao nhiêu quyết đoán có thể bọn họ tầm mắt có hạn thấy không rõ là ai phật quốc ngược lại biết rõ chính vì biết mới lục căn không thanh tịnh làm sao có thể a à, năm đó tăng thần chung đều vang lên nguyệt thần vì cái gì còn tại thế oanh phanh đồng dạng náo động thần khư cái kia cũng có. Vô vọng ma tôn thân ra, cùng nhất nói mơ hồ không chịu nổi bóng hình xinh đẹp, chiến vào phiêu miểu hư vô. Cũng có người vây xem, nhưng như cũng thấy không rõ, chỉ thấy một phiến tuế nguyệt chi quang, giải đầy tinh khung. Đế tiên, tam lưu tuyển thủ thấy không rõ hình ảnh, tầm mắt cao thâm chi nhân, đi mà xem thấu triệt. Tuyệt đối là đế tiên, tiên đình tuyệt đại nữ quân, có thể nàng, không phải từ lâu táng tại tiên giới rồi. Tốt choáng váng cái nào? trong lúc ngủ mơ triệu bân có như thế một tiếng lẩm bẩm lời nói dù sao vẫn cảm giác bị người treo thụ trên rồi chờ đợi mở con mắt chờ đợi nhìn lên mẹ nó vẫn là bị treo thụ trên rồi trông coi là trói gô trưa nay chính là toàn thân đau đặc biệt là tiểu đệ đệ dù sao vẫn cảm giác đã trúng trọn vẹn đại chiêu ơ ờ, tỉnh vũ ma liền lập dưới tàng cây trong tay vẫn mang theo một thanh kiếm một mặt cười mỉm nằm mơ là một cái kỹ thuật sống người nào trước tỉnh lại, thì là kỹ thuật sống trong kỹ thuật sống. Đúng dịp, nàng tỉnh được sớm, cũng không được cho Triệu Bân An bài rõ ràng sao. Tóm lại một câu, cuối cùng hãnh diện rồi, tự thấy Triệu Bân, đầu một hồi như vậy thoải mái. Tiền bối, có chuyện hào hào nói, Triệu Bân ha ha cười một tiếng, cực tấn dẫy ruộng. Ta muốn từ trên người của ngươi tháo cái linh kiện, chẳng biết có được không. Vũ ma đối với thiết kiếm hà ra từng hơi, xong, dùng ống tay áo lau lại lau, dì sắt xích sắt, sừng sốt bị nàng lau sáng loáng ánh sáng ngói bày ra. Đừng làm rộn, ta tốt xấu cứu mạng của ngươi. Ta thương như vậy thảm, có vẻ như cũng là bái ngươi ban tặng. Nói chuyện được giảng lương tâm, là ngươi đánh trước ta. Triệu bân mắng, ta đây không quản, dù sao bản thân hôm nay tâm tình rất khó chịu. Vũ ma cười nói, mẹ ta kể quả nhiên không giả, không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Triệu bân than thở, đùng, vũ ma cuối cùng nhịn không được, một cái miệng rộng từ rút đi lên. Nàng là hạ thủ không nhẹ không nặng đấy, người triệu bân anh Tuấn khuôn mặt, trực tiếp cho đánh lệch ra. chương 1945, sát nha. Tiền bối, đừng như vậy. Đùng, người phong nương đám nhi. Đùng, có loại đánh chết ta. Đùng, trong bóng tối, thanh thúy tiếng bạt tai, một đạo so một đạo vang dội Triệu bân bị đánh rồi, bị một hồi chỉnh đốn, đều đã quên tự thân họ gì cái này đêm hắn làm một cái rất dài rất dài ác mộng cũng mộng thấy rồi một đầu heo cùng cải trắng lúc không để ý rơi trong hầm rồi vừa rồi bỏ ra liền bị người gõ muộn côn thoải mái dùng cái chữ này để hình dung vũ ma lúc này thần thái thích hợp nhất không được nàng coi như lưu rồi vài phần lực không có hạ tử thủ không phải vậy người nào đó sớm treo nàng không phải là không muốn diệt triệu bân nhưng hôm nay như vậy quang cảnh muốn muốn còn sống đi ra hắc ám Cần Vĩnh Hằng thể còn sống, này hàng mặc dù không phải muốn mặt, nhưng đùa nghịch lên đại đao đến, vẫn là rất dũng mãnh phi thường đấy. Cho người sống lâu mấy ngày. Vũ Ma oán hận một tiếng, tùy thân bước lên một tòa cự thạch, lẳng lặng hoàn xem tứ phương. Vết xe đổ, cũng không thể trong bóng đêm mù hồ chạy, một khi bị tà linh vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến tà linh, nàng cùng tận sức nhìn xem hơn phân nửa đêm, cũng chưa thấy nửa cái tà túy. Án nàng suy nghĩ, tà linh đích thị là tuân theo nào đó quy tắc, chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể chạy đến làm loạn, hơn nữa, có thời gian hạn chế. Như vậy nghĩ đến, nàng tự hắc ám thu con mắt, cầm theo thiết kiếm, nâng lên từng khỏa tảng đá, cũng lấy cái cổ siêu vẹo thụ làm trung tâm, dựng thành tường, tốt dùng cái này chú đóng ở. Làm xong những thứ này, nàng mới khoanh chân thụ bên dưới, tính tâm chữa thương, chỉ khi thì ngước mắt, liếc qua triệu bân, thấy ra hỏa này chán thanh mặt sưng phù, trông coi máu mũi giản ruộng, tâm tình không nói ra được thoải mái. a à, triệu bân tỉnh lại thì, nhất tiếng kêu đau đớn lờ mờ. Một hồi lâu, mới thấy hắn ngẩng đầu, cũng là mơ mơ màng màng. Mơ hồ phía sau hắn mới một phen kịch liệt giấy ruộng, bị treo ở trên cây, khoảng đầu hắn choáng váng hoa mắt. Từ chỗ nào lên thần giới, vũ ma nhạt nói, lúc nói chuyện, mắt cũng không có liếc. Vô đạo đưa ta đến đấy, cơ chí như triệu bân, nhất định chụp mũ liền chụp cho tiền nhiệm tiên giới chế tài giả, dù sao Vũ Ma cũng không biết, còn không tùy tiện hắn phun cái nào. Đừng nói, Vũ Ma thật sự tin. Ngày xưa, triệu bân hủy vô vọng hải, băng rồi thần sơn, hạng gì tội lớn, vô đạo cũng không chế tài, nếu nói là hai người bọn họ không nguồn gốc, quỷ đều không tin, như thế quan hệ, mở cửa sau rất có thể. Ngươi, đi qua ngoài vũ trụ Vũ Ma lại nói. Không thể phủ nhận, chết có chút xa. Triệu bân ngừng giấy ruộng, toàn bộ người đều trung thực, hắn tại đợi, đám tà linh ra tới tản bộ, đến lúc đó, vũ ma chắc chắn thả hắn. Ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này, hắn được lưu trong đầu, ít nhất, được lưu vài phần khí lực, miễn cho lại bị treo thụ trên, trước đó, an phận chút thì tốt hơn, hắn cũng không muốn lại bị đánh. Ngoại vũ trụ thế nào, vũ ma cuối cùng mở con mắt, hung hăng rũi lưng một cái. Rất tốt, đùng, thế giới kia, càn khôn rất bất phàm chỗ đó nhân tài, đều rất có sức sống. Minh giới ngoại trừ có chút đen, cái khác không có gì. Đã trúng một cái tát, triệu bân mở sàm việc nhà hình thức. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, vũ ma là một cái trung thực nghe khách, không tự giác dứa lại vẫn đối ngoại vũ trụ nhiều hơn một loại kỳ quái dục vọng, thế giới rất lớn, nàng cũng nghĩ đi đi dạo. Giống, mạch một tiếng gào thét gào thét, vang dội hoang vu di tích. Vũ ma trong nháy mắt thu thần, một bước bước lên thành tường, Tiếu mi hơi nhíu nhìn xem hắc ám. Tà Linh đã xuất, cũng như trước đó lần thứ nhất, bốn phương tám hướng đều có, vẫn là ô ương một mảng lớn. Nhanh, thả ta xuống. Triệu công tử lại giấy ruộng, có phần đến tinh thần. Vũ ma không nói, lướt nhẹ qua tay giải rồi kỳ dây thừng. Sát nha. Dây thừng một khi bị giải khai, Triệu bân tựa như một thuất cởi dây cương ngựa hoang, đạp Vũ ma liền giết ra ngoài. Gào to không phải trọng điểm, trọng điểm là đạp quỷ mới biết được hắn một cước dùng bao nhiêu lực, thậm chí vũ ma nội tình, đều suýt nữa một đầu ngã cái kia. Ngươi, vũ ma hồn hển không kịp đứng vững, liền đuổi theo, mỹ mâu đốt đầy ngọn lửa. Hai người bọn họ hỏa khí không phải nhỏ, thực sự không chịu nổi tà linh số lượng to lớn đại, chân trước vừa nhảy ra thành tường, chảm chỉ là ba năm chỉ tà linh, liền bị đánh trở về. Phốc, phốc, vô cùng thê thảm đại chiến, lại một lần kéo ra máu tanh màn tre tà linh che già mang mọc, hai người bọn họ tắc một bên một cái, chiến đã thành người điên. Phạm vi chỉ là bảy tám trượng thành tường, là bọn hắn tắm máu chém giết trận địa. Oanh, phanh, ngoại giới mênh mông tinh không, cũng là ẩm vang âm thanh chấn thiên. Phật quốc gặp không may đại ương, không biết băng rồi bao nhiêu bảo tự chùa miểu. Tự đứng ngoài nhìn, Phật gia thánh địa chính là một phiến sấm sét vang dội thế giới, thấy không rõ hư thực, chỉ biết thành từng mảnh nhuốm máu Phật quang, cùng với hủy diệt chi cảnh, chán đầy phiêu miểu hư vô. Bên này chiến hừng hực khí thế, thần khư cái kia, cũng đánh chính là khí thế ngất trời. Tiên đình nữ quân đối với vô vọng ma tôn, có một không hai đại chiến, chọc vô số quần chúng. Trong bóng tối gạo rú, chẳng biết lúc nào quy về yên lặng. Tà linh lui, tựa như thủy chiều xuống, ẩn không hề tung tích. Thành thật một chút, vẫn là cái kia khỏa cái cổ siêu vẹo thụ, lại có một người bị treo đi lên. Lần này, theo gió lay động đã không phải triệu công tử, mà là vũ ma. Đều bị áp chế đã thành phàm nhân, có vẻ như vĩnh hằng thể càng kháng đánh, bị tà linh đám một phen vây giết, thương thương tích đầy mình, liền như đây, hắn còn có khí lực mắng to, đặt cái kia ngao ngao thẳng gọi. Triệu bân, vũ ma hí ngâm, vẫn là như vậy chói tai. Nàng lưu lại không thiếu lực đấy, nhưng vẫn là bị triệu bân ấn tại đó. Đồng dạng một gốc cây cái cổ siêu vẹo thụ, nàng đã là lần thứ hai bị treo nơi này muốn nói cái này lưỡng cũng là có ý tứ không suy nghĩ thế nào ra ngoài rồi lại cùng một thân cây gạch lên cho ngươi đánh ta triệu công tử cuối cùng phóng đại rồi đem tự thân chân tàng nhiều năm tất thối đem ra thật sao vũ ma miệng lại bị chặn lên rồi nước mắt rào rào không biết là khí vẫn là choang đấy thoải mái triệu bân bụng lấy lão eo bước lên tàn phá thành tường tà linh hai lần sát ra làm loạn hắn đã tính ra khoảng cách thời hạn như thời gian không sai, hai ngày sau lúc này, tà túy biết lại hiển lộ hóa. Hắn cho là hắn tính toán rất chuẩn, có thể tà linh cũng là không án xáo lộ đến. Giống, chỉ là một ngày, hắc ám liền vang đầy gào thét, đông nghịt tà vật phô thiên cái địa. Khó giải quyết không phải cái này, mà là lần này đánh tới tà linh, so trước kia mạnh mẽ rồi không thiếu, đứng ở trên tường thành nhìn tới xem, có thể thấy mấy tôn quái vật khổng lồ, hình thể nguy nga cao to. Cái này có chút khi dễ người triệu bân nhíu mày tiện tay hoàn buông xuống vũ ma vũ ma sợ là bị hun nặng đầu rồi rơi xuống đất trong nháy mắt cũng không có đứng vững đấy xong liền vịn cái cổ siêu vẹo thụ ói lên ói xuống biết là bị đút tắt thối không biết còn tưởng rằng là mang thai tiểu bảo bảo làm cái gì triệu bân trong nháy mắt nhập hí đã cầm theo chiến mâu bước lên thành tường vũ ma mặc dù nộ ruột gan đứt từng khúc nhưng vẫn là cầm binh khí một trận chiến này nàng đánh chính là dị thường buồn nôn, tranh thủ hoàn thổ hai phần. Tà Linh lại lộ phiền muộn sắc, gặp qua say xe đấy, chưa thấy qua choáng váng quỷ đấy, mà bọn hắn, chính là kia chút quỷ, đều là nhúm máu thành Linh, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như địa ngục bò ra tới. Triệu bân, việc này không xong. Vũ ma trong lòng thầm mắng, đều hóa thành ép không được lửa giận. Bị làm phát bực nữ nhân, chiến lực là dị thường cường hãn đấy, tà linh cảm xúc sâu nhất, đừng nhìn này nương môn nhị yếu đuối, hôm đây nhìn cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, đều là của nàng kiệt tác. Đến rồi cái không dễ chọc đấy. Triệu bân nhất màu đập vỡ một cái tà linh, thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa xa. Cái kia phương, có một tôn ba đầu cự mãng chính chiêu cái này nhào đầu về phía trước, cùng với khác tà túy khác biệt chính là, cự mãng toàn thân hiện ánh sáng âm u, trông coi miệng phun liệt diếm cùng lôi đình, âm sát chi khí mãnh liệt cuồn cuộn. Trường 1946, Lão Ca, có chuyện hảo hảo nói không gặp áp chế. Triệu bân một bên chống cự tà linh đánh giết, một bên giòm ngó ba đầu cự mãng. Như vậy nhiều tà túy, chính là kia hàng nhất chói mắt, không chỉ là kỳ hình thể, còn có kỳ uy thế, hiển nhiên không phải bình thường hung vật, nhất cuống họng hô lên, mảng lớn tà linh bị chấn diệt. Vũ Ma cũng nhìn thấy, tiếu mi nhân sau triệu bân càng sâu. Gặp áp chế cùng không gặp áp chế, xa không phải một cấp bậc. Như nàng cùng triệu bân, đã trúng càn khôn trói buộc, không động đậy được thần lực cùng tiên lực, không được bí pháp cùng thần thông, liên thể nội tiểu thế giới, bao quát huyết thống bản nguyên, thậm chí khí huyết cùng đạo tắc đều bị phong gắt gao, không khác phàm nhân. Trái lại ba đầu cự máng, rồi lại sát khí tàn sát bừa bãi, một cái hỏa diễm phun tới đây, có thể đem hắn hai người đốt thành cho, như chịu một cái đạo lôi điện, sẽ chết càng dứt khoát. Đi. Triệu Bân muốn cũng không muốn, xoay người liền chạy. Hoang Vô Di Tích không chân chính a, à, hoặc là đối xử như nhau hoặc là đều thương lượng cửa sau, chỉnh như thế một tôn quái vật ra tới, không phải cho bọn hắn một ngạt, là muốn đưa bọn họ lên đường A. Siêu, vũ ma cũng nửa điểm không ham chiến, trước tiên rút đi. Vẫn là kề vai chiến đấu, một cái đường máu bị sinh sinh sát mở. Giống, hai người tốc độ là không chậm, thế nhưng ba đầu cửa máng, có vẻ như nhanh hơn, chỉ là ba năm trong nháy mắt, liền đuổi tới cái này phiến thiên địa, miệng lớn dính máu mở ra, liệt diếm cùng lôi đình đều xuất hiện chạy. Vũ ma chân đạp cửa thạch, cưỡng ép bay vọt, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi liệt diễm. Triệu bân tắc nắm chặt chiến mâu, hoành trước người, cực tẫn đón đỡ cự mãng phun lôi đình. Bang! Kim trúc pha chạm âm vang chi âm, đặc biệt thanh thúy. Đế thần cấp chiến mâu, tất nhiên cứng rắn, chuyện gì không có. Ngược lại triệu công tử, bị chấn hai tay băng liệt, máu tươi điên cuồng phun. May mà hắn là vĩnh hằng thể, nhục thân tự có cường độ, như nếu không, định bị chấn thành huyết phụ. Thực quá sức a à. Triệu bân mũi chân chìa xuống đất, kéo lấy huyết xối thân hình, phi thân sau chạy. Ba đầu cửa mãng gào thét, to lớn đuôi rắn, ngang trời quét đi qua. Phanh, cùng với một tiếng ẩm vang, một tòa ngâm đen tiểu sơn, bị đụng ầm ầm sụp đổ. Tuy là văng tung tóe ở bên trong, triệu bân cùng vũ ma cũng như một cái nhuốm máu đống cát, hoành lộn ra ngoài. Không phải là bọn hắn không đủ mạnh, mà là cái này cự mãng có bắc. Vẹn vẹn một cái không gặp áp chế, hơn bọn hắn mà nói, liền không khác hàng duy đả kích. Phốc, lần này, vũ ma không có như vậy may mắn, thiếu chút nữa bị đánh tan khung rồi. Không chờ nàng rơi xuống đất, cự mãng liền đánh tới, lại trương miệng lớn dính máu. Như vậy chết, quả thực khó chịu nổi. Vũ ma thì thào một câu, gương mặt trắng bệch không có chút máu. Này nhất kích, phàm nhân chi tư nàng, tránh không khỏi đấy không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị thôn liền xương cốt đều không thừa. Trong chốc lát phút chốc, một loại trước đó chưa từng có mỏi mệt cảm giác, tập kích đầy nàng toàn thân, càng có một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương, lung chiều nàng tâm cảnh, như đọa cửu u, như thấy tử thần chiêu nàng phất tay. Siêu, sinh tử hấp hối sắp chết, có một sợi thừng thừng, hướng nàng kéo tới, trói eo của nàng. Tại bị cử mãng thôn vệ trước trong nháy mắt, nàng bị dắt ra ngoài, cũng bị ném hướng về phía phương xa cứu nàng đấy, tất nhiên triệu bân, chính xác nhi cũng không tệ lắm. cái này nhất cứu không quan trọng, chọc giận cự mãng, hắn bị theo dõi. bay ngược ở bên trong, vũ ma là mắt thấy đầu kia quái vật đánh về phía triệu bân đấy. ta túy tựa như nghe hiệu lệnh, như chiều như biển đều tuôn hướng này phiến thiên địa. lão ca, có chuyện hảo hảo nói. trong bóng tối, chỉ còn người nào đó hô to gọi nhỏ âm thanh. mơ hồ trong đó, còn có thể thấy hắn thê thảm bóng lưng trốn thất tha thất thiểu vũ ma rơi xuống đất cũng là nhìn qua cái kia phương thần sắc ngơ ngẩn trông coi có một loại kỳ quái suy nghĩ không hiểu sông lên đầu nàng bất lực nhất thời điểm cứu nàng đấy hẳn là cái kia nàng hận nghiến răng ngứa tiểu lưu manh giống cự mãng gào rú tựa như oanh lôi giống như vang vọng hắc ám tà linh đám gào thét tắc cực kỳ giống lệ quỷ kêu rên phốc triệu bân một đường lung la lung lay máu tươi một cái tiếc một cái phun Quá mẹ nó lung túng, hắn đường đường bán thần, lại bị một cái tiểu trùng dài đuổi giết. Còn có tà linh đám kia tiểu lâu lâu, cũng như đánh máu gà, từng cái ngao ngao thẳng gọi. Chanh, ngoại giới có kiếm ngân vang, truyền tự Phật môn thánh địa, rồi lại vang vọng hoàn vũ. Đó là một thanh thần kiếm, đáng sợ kiếm uy, vắt ngang tứ hải bát hoang. Chu, chu thần kiếm, thế nhân thấy chi, tập thể ngửa ra con mắt, có thể thấy sông tiêu kiếm cầu vồng. Tuyệt sẽ không nhận sai, đây tuyệt đối là Nguyệt Thần Chu thần kiếm. Ngày xưa, Nguyệt Thần táng tại tiên giới, kỳ bản mệnh thần khí cũng không biết tung tích. Không nghĩ được, Chu thần kiếm lại tại Phật quốc. Cũng chính là nói, năm đó trận chiến ấy cũng có Phật tham dự. Lúc này mới cái nào đến đấy, càng làm cho thế nhân khiếp sợ đấy, vẫn còn ở phía sau. Phật quốc có niệm lực chi hải mãnh liệt, mà tín ngưỡng lực trong hải dương, tắc có một cái thần sông hoành phô có một đạo mặc đồ hóa trang mộng ảo bóng hình xinh đẹp, tay cầm chu thần kiếm, vượt biển mà ra. cái kia, cái kia là thế nhân xem tập thể kinh sướng sờ, một đôi đôi mắt đều là tròn căng đấy. trước kia không thấy rõ, lần này thấy rõ, cái kia mẹ nó chính là cửu thế thần thoại a. đúng, là cửu thế thần thoại, tuyên cổ đến nay nữ trí tôn trong thuộc về nàng tối cường nhất kinh diễm. khó trách giám đại náo phật quốc thì ra nguyệt thần nàng không phải táng diệt sao sao còn sống nàng là tu luân hồi đấy nơi nào có dễ dàng chết như vậy có thể hôm đó lão phu rõ ràng đã nghe được tang thần tiếng chuông phật quốc ngoại tinh không kinh dị âm thanh đầy thiên khung thế nhân đều khó có thể tin khiếp sợ ngoài bọn họ hơn nữa là kính sợ không nghĩ tới thần thoại tái hiện thế gian tinh không náo nhiệt hắc động bình tịch rồi tà linh tà túy một ngày du lịch cự mãng cũng đi ngủ thu hồi cảm giác rồi đều đi rồi tốt đi rồi triệu công tử liền không cần chết không sai cái đầu kia còn sống hình như một bãi huyết sắc bùn nháo nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hắn là mạng lớn a nhiều hơn nữa như vậy mấy cái trong nháy mắt định đi âm phủ đưa tin lão đại vĩnh hàng giới ở bên trong lòng uyên thần lôi cùng hỗn thiên khẩn cấp luồn lên nhảy xuống nhưng chỉ là ra không được bọn chúng kêu gọi triệu bân nghe thấy nhưng hắn quá mệt mỏi cũng thương quá thảm thiết, đáp lời khí lực cũng không còn rồi. Hắc ám băng lãnh cô quạnh, không người quấy rầy hắn, đáp đi nhờ xe liền vào mộng cảnh. Cái này một giấc ngủ, chính là hơn nửa đêm, không thấy hắn tỉnh lại, đã thấy kỳ khí lực tại cải tạo. Không chân chính hoang vu di tích, cuối cùng lương tâm phát hiện, lại cũng vì hắn không mở ra cửa sau. Làm sao cửa sau, chính là thiếu đi một tia áp chế. Đúng là cái này một tia áp chế, trường sinh quyết tự bản thân vận chuyển quả thật địa phương quỷ quái, Long Uyên chửi ầm lên. Càn khôn đang tại thay đổi, thần lô trầm ngâm một tiếng. Ân, áp chế lại từ từ yếu đi, hỗn thiên hỏa run rẩy. A, à, ba người nói chuyện phiếm lúc, triệu bân cuối cùng tỉnh ngủ. Hắn tựa như cũng nghĩ ngủ cái hấp lại cảm giác, nằm ở băng lãnh trên đại địa, một hồi lâu cũng không trông thấy đứng dậy. Lão đại Long Uyên cái kia ba lại hô một tiếng. Không chết được, triệu bân lúc này mới lay động bò lên hắn lần đầu tiên, xem không phải khí lực, mà là hắc ám ở chỗ sâu trong. Cái kia khác thường dạng này ba động, tựa như như ngầm hiện, chọc hắn bản nguyên mãnh liệt. Linh kiện sao? Triệu bân trong lòng một câu, cầm lấy chiến mâu làm quải côn, khập khiếng đi qua. Hẳn là vĩnh hằng nhất mạch linh kiện, nếu không thì, hắn bản nguyên không có sao động. chương 1947, Hoang Vu trong cơ duyên. Trong bóng tối, Triệu Bân mang theo ác thần chiến mâu, lén lén lút lút đi về phía trước. Áp chế có buông lỏng, con mắt của hắn lực cùng cảm nhận, đều có cực tấn tăng lên. Dù vậy, hắn cũng nhìn không thấu hoang vu di tích, chỉ biết cái mảnh này cổ xưa lục địa, mênh mông vô cương, trông coi cản khôn bá đạo vô cùng, liền đế thần cũng có thể áp chế, có thể thấy được có nhiều khủng bố. Tới gần, như lời này, hắn một đường đều tại lẩm bẩm lời nói, men theo cảm nhận lấy lẻ kiện. Mỗi tới gần cái kia một bước, hắn bản nguyên, liền sẽ bởi đó run rẩy một chút. Lội qua đầm lầy, xuyên qua một phiến đất khô cằn, hắn tại một ngọn núi tiền định rồi thân. Sơn là vỡ ra đấy, không thấy nửa khỏa hoa cỏ cây cối, hơn nữa toàn thân đều ngăm đen. Tại đây rồi, hắn tại chân núi tìm một chỗ, cầm lấy chiến mâu chọc chọc. Nơi đây có linh kiện, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận, liền ở phía dưới. Này làm sao tốt ý tứ? Long Uyên đem chủ nhân lời muốn nói nói, hắc ám thế giới lại vẫn có cơ duyên triệu bân không lời thừa đã vén lên tay áo mở đào lấy chiến mâu đục bang bang vang hắn cảm nhận một chút không sai lòng đất thật có bảo bối chính là một đoạn xương tay hàng thật giá thật vĩnh hằng cốt mặc dù dính đầy bùn đất rồi lại lóe ra dạng dỡ kim quang không sai triệu bân lau bùn đất ước lượng vào trong ngực lại đặt cái kia chơi bạc mạng đục phía dưới còn có nhưng không phải linh kiện có thể cái kia khí thức lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Chờ đợi đào ra nhìn lên, mới biết là một khối đầu lâu, cũng có kim sắc sáng bóng lóe sáng. Cái này là, hoang cổ thánh thể. Triệu bân buông xuống chiến mâu, cầm lấy đầu lâu, cao thấp trái phải quét suy tính. Không sai, là hoang cổ thánh thể xương cốt, hơn nữa, không thuộc về cái vũ trụ này. Hạo thiên, dòm ngó thật lâu, triệu bân mới hạ cái này kết luận. Ngoại vũ trụ, có thể không đơn giản chỉ diệp thần ra vũ trụ. Hạo Thiên cũng là ngoại vũ trụ đến đấy, mà cái này khối đầu lâu vũ trụ bản nguyên, cùng Hạo Thiên đấy, giống hệt đấy, cũng chính là nói, Hạo Thiên ra vũ trụ, cũng có hoang cổ thánh thể. Có y tứ, Triệu công tử ngồi tại đó, vẫn còn lật qua lật lại nghiên cứu. Đệ tam vũ trụ hoang cổ thánh thể, lại lại tới cái vũ trụ này. Đó là một trận thế nào đại chiến? Triệu bân hít sâu một hơi, thận theo con mắt vẫn là nhìn thoáng qua tứ phương. Hoàng vu, thần minh phát nguyên địa đã từng là một tòa cổ chiến trường. Bằng hắn lúc này làm cho hiểu rõ bí mật, chỉ ít có ba mới có tham chiến rồi, một cái vĩnh hằng tiền bối, một cái bản vũ trụ trí tôn, còn có. Chính là ngoại vũ trụ đến hoang cổ thánh thể. Hắn không suy nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí thu thánh cốt. Chờ đợi trở về tiên giới, hắn được tìm hạo thiên hảo hảo hỏi một chút. Hắn đi rồi, tại chui vào hắc ám trước phút chốc, đem cái kia đoạn vĩnh hằng cốt, sáp nhập vào thể nội, đây là linh kiện, cũng là chất dinh dưỡng, một khi dung nhập, liền tạo ra được hào hùng khí huyết. Có thể, áp chế vẫn như cố tại, mặc dù có buông lỏng, cũng không được tiên lực. So sánh với cái này, hắn càng hiếu kỳ vĩnh hằng cốt lên còn sót lại một luồng cổ xưa ấn ký. Ấn ký cất dấu phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, chính là đại chiến hình ảnh, hắn trông thấy đầy trời thần ma, số lượng cực kỳ khổng lồ, chiến chính là long trời lở đất, tận thế quang huy lung chiều càn khôn. Thần ma đại chiến sao? Triệu bân trong lòng một câu, dù là định lực của hắn, đều xem sắc mặt tái nhợt. Cổ xưa niên đại, quá nhiều cao nữa là đại lão, cũng không biết vì sao mà hẹn khung. Hình ảnh đến nhanh đi cũng nhanh, xương tay lên ấn ký, cũng tản cái sạch sẽ. Cái này hoang vu di tích, hơn phân nửa còn có vĩnh hằng cốt. Triệu bân trầm ngâm, đã đem cảm giác chi lực tăng lên tới cao nhất phía trước, mơ hồ có thể thấy một rừng cây, rồi lại tối như mực đấy. Đến gần nhìn lên, thụ là trụi lùi đấy, không thấy lá xanh, trong đó có như vậy mấy cây, trên trạc cây còn treo vụn vặt lẻ tẻ hài cốt, đi ở trong đó, tựa như đỏa thân u minh chi địa, từng đợt tàn sát bừa bãi tiểu âm phong nhi, thổi hắn là toàn thân xuyên tim. Hắn từng không chỉ một lần ngừng chân, định con mắt xem dưới chân. Lòng đất, có tà túy khí tức, có thể mơ hồ cảm thấy. Nên là nào đó thời hạn chưa tới, tà linh đều tại ngủ say trong. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn không nhiều trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất ghé qua. Vượt qua rừng rậm, chính là một cái đã khô khô dòng sông. Dòng sông tuy nhiên đã khô khô, nhưng có một tòa cầu đá mắc khung. Đầu cầu có người ngồi xếp bằng, tóc tai bù xù, thấy không rõ chân dung. Tiền bối triệu bân thăm dò tính hô kêu một tiếng. Người nọ không trả lời, như pho tượng không chút sức mẻ, chỉ tóc dài theo gió phiêu dắt triệu bân nhìn thoáng qua bốn phía nhấc chân bước lên cầu đá chậm rãi tới gần giác người nào cuối cùng động cứng ngắc uốn éo đầu vừa gặp âm phong kéo tới vung lên rồi mái tóc dài của hắn triệu bân lúc này mới thấy cái kia chân dung chỗ nào người nào cái nào rõ ràng là nhất cụ khô lâu khung ăn mặc quần áo khô lâu khung hắn nhìn lúc khô lâu người vẫn là đối với hắn cười cười người cười không có gì khô lâu như vậy cười một tiếng, cái kia chính là 360 độ không góc chết hãi người. Vĩnh hằng thể, khô lâu người u cười, kèm theo âm trầm quỷ dị. Triệu bân cảm thụ có phần rõ ràng, ra hỏa này không nói lời nào cũng may, không cười vẫn là tốt, cái này mới mở miệng, liền quét âm phong nhi, đều nhiều hơn rồi băng lãnh hẳn ý, lại để cho hắn xuyên tim rồi. Tới đây, khô lâu người nói qua, vẫn là đưa ra một ngón tay, đối với triệu bân ngoắc một cái hắn mà nói phảng phất giống như quỷ tri âm có một loại mê hoặc tâm thần con người đáng sợ ma lực triệu bân nghe con người trong nháy mắt không ánh sáng thần thái cũng biến chất phác còn có hai tay cũng vô lực cúi dưới đi mặc cho ai nhìn đều giống như một tôn mẫn diệt tâm trí khôi lỗi hoặc là nói hắn bị cái kia khô lâu người lời nói mê hoặc tâm thần không còn thanh minh ý chí khô lâu người gọi hắn hắn vẫn là đã đi qua rồi lão đại long uyên cấp bách hỗn thiên hỏa cùng thần lui cũng gấp trên nhảy dưới tránh khô lâu này người hiển nhiên không phải cái gì tốt chim chóc sợ là muốn đoạt bỏ bọn chúng kêu gọi triệu bân cũng không đáp lại tới một bước bước hướng đi khô lâu người tốt mỹ diệu khí huyết khô lâu người âm tiếu đứng dậy lấy tay bắt đi qua tiền bối đây là muốn giết người cướp của sao thần sắc chất phát triệu bân mạch một câu lời này nghe khô lâu người khẽ giật mình người này không bị mê muội tâm trí hắn cái này nhoáng một cái thần không sao cả triệu bân như mãnh hổ giống như động giặc giặc cốt cách vỡ vụn âm thanh đặc biệt thanh thúy khô lâu người bị vung mạnh lật ra suýt nữa bị đánh tan khung thưa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn triệu công tử hai ba bước đuổi theo cấp cho gia hỏa này bổ một đao không biết tự lượng sức mình khô lâu người hừ lạnh thông suốt định thân thấy hắn cốt khu run lên bần bật có một phiến âm lãnh sát khí mãnh liệt a à, lần này đổi triệu bân kêu rên rồi bị cuồn cuộn sát khí đụng lộn ra ngoài chưa kịp hắn rơi xuống khô lâu người liền như u linh tới người lại một tay chộp tới đi ngươi bà ngoại đấy triệu bân vũ động rồi chiến mâu nhất kích vung mạnh nát khô lâu người tay quỷ dị là khô lâu người tạc liệt bàn tay lại khoảng cách phục hồi như cũ ngươi đáng chết khô lâu người tức giận hẳn là há miệng phun ra liệt diễm đánh không lại triệu công tử có dự kiến trước quay đầu bộ dạng xun xoe mở chạy. Chạy! Khô lâu người hàm răng, cắn rác vang lên, như quỷ mị ở phía sau đuổi sát không buông. Hắn không chỉ có thể phun ra liệt diễm, còn có thể quét sạch lôi đình, đánh chính là núi rừng hỗn loạn không chịu nổi. Sở dĩ, triệu công tử mở chạy là rất đúng, hai người bọn họ, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. chương 1948, chỗ tránh nạn. Lão ca, có chuyện hảo hảo nói. Lời giống vậy, triệu công tử lại sách một lần. Là hắn đánh giá thấp khô lâu người, sau so trước kia ba đầu cự mãng vẫn là tà dị, một đường đánh hắn không ngốc đầu lên được, dù có trường sinh quyết chống đỡ, cũng không chịu nổi công phạt, đập vào đập vào, cũng không liền sợ rồi sao. Uống của ngươi huyết, gặp ngươi cốt. Khô lâu người không nghe hắn mù phấp phới, một đường đuổi theo một đường đánh. Đều gặp áp chế, nhưng mà có vẻ như có đặc quyền, ít nhất năng động bí pháp, nhìn một mảnh kia mảnh hỏa diễm, cộng thêm cái kia từng đạo lôi điện, đều bá đạo vô cùng, vô luận đã trúng loại nào, đều đầy đủ triệu bân khó chịu, nếu là ngắm chuẩn, nhất kích liền có thể đem hắn đưa đi. Oanh, phanh, vốn nên u tịch hoang vu di tích, bởi vì cái này một đuổi một chạy, biến oanh âm thanh đầy trời. Trong bóng tối, có ô gào thét âm thanh triệt, tà linh lại không an phận rồi, đã có không ít chạy ra làm loạn, thân là vật còn sống, triệu bân có vẻ như đã thành một cái mục tiêu sống. Phàm là tà linh nhìn thấy hắn, đều có trước tiên đánh giết tới đây. Cút, khô lâu người tiếng quát như lôi đình chấn diệt thành từng mảnh tà linh đây là hắn con mồi cũng không muốn tà linh nhúng chàm ăn mảnh nhi không tốt sao đừng nói hắn uy hiếp đích sát dễ dùng toàn cơ bắp tà linh cũng sinh ý sợ hãi đánh thật xa nhìn thấy khô lâu người liền núp xa xa bên này triệu bân là một cái phỏng tay khoai lang không có tà linh dám đi phía trước gom góp một phương khác phú ma chính là một cái bánh trái thơm ngon rồi vây giết nàng tà linh che giả măng mọc nói tóm lại, vẫn là một cái thê thảm. Triệu bân bị đuổi giết, thương cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nàng bị vây công, cũng thương chính là thành tổ ong. Cấm, khô lâu người một tiếng quát tháo, triệu hoán một đạo ánh sáng âm u, từ trên trời giáng xuống. Triệu bân tránh không kịp, bị đánh một hồi lảo đảo, toàn bộ người cũng như tiến vào vũng bùn trong. Mở, hắn con người nhúm máu, chơi bạc mạng dãy ruộng, rục thoát khỏi trói buộc. Làm sao, hữu tâm vô lực, ánh sáng âm u đã đem hắn tỏa gắt gao. Thế nào không chạy? Khô lâu người theo sau liền đến, cười âm trầm đáng sợ. Cũng là cái này trong nháy mắt, càn khôn áp chế lại yếu đi một tia. Tới tốt lắm, vẫn còn cực tấn giấy rụa triệu bân, con người bỗng nhiên nở rộ ánh sáng. Trước kia áp chế yếu đi, trường sinh quyết giải phong, lần này buông ra trói buộc đấy, là hắn khí huyết, tuy nhiên chỉ có giải rác một luồng, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Phá, hắn điều động khí huyết, cưỡng ép phá tan giam cầm. Chờ đợi khô lâu người giết tới phương này, hắn đã phi độn ra ngoài. Bổn sự ngược không nhỏ. Khô lâu người nhe răng cười, lại một lần phun ra Lôi Đình. Chảm! Triệu Bân song chỉ khép lại, đem một luồng khí huyết hóa thành một đạo kiếm khí, nghênh không bổ diệt Lôi Đình. Có lẽ kiếm uy quá mạnh mẽ, thậm chí khô lâu người đều bị chém một bước lui về phía sau, khô lâu trên khuôn mặt vẫn là hiển lộ một tia phiền muộn thằng nhãi con này nội tình không tầm thường a à. siêu triệu công tử lại chạy mặc dù giải rồi một luồng khí huyết hắn cũng chiến không được khô lâu người đích xác kiến thức hắn đạo hạnh, khô lâu người cũng không lại che giấu hỏa diếm cùng lôi đình phía sau hắn lại thi một loại biến hóa kỳ lạ bí pháp chính là từng đạo âm sát kiếm khí đầy trời bổ chém chảm triệu bân thân thể khoảng cách tung hoành ai bỏ chạy ở bên trong triệu bân có một tiếng nhẹ kêu duyên cớ bởi vì phía trước, có hoa mỹ cột sáng thông thả. Định nhãn như vậy nhất nhìn, mới biết là một phiến khu rừng nhỏ, vũ khí lượn lờ, mờ mịt mông lung, hắn cái này một đường đi tới, chứng kiến đều hắc ám, băng lãnh cùng tĩnh mịch, chỉ có rừng trúc này, sinh cơ giạt rào, cực kỳ giống trong đêm một khỏa minh châu, cùng hắc ám không hợp nhau. Nơi nào chạy, khô lâu người lại đuổi theo, cũng nhìn thấy khu rừng nhỏ. Nguyên nhân chính là nhìn thấy, hắn mới đuổi theo mạnh hơn, hỏa diếm lôi đình, kiếm khí. Như mọc thành phiến quét sạch, gắng đạt tới nhất kích bắt lại triệu bân. Có thể hắn, vẫn là là xem nhẹ rồi triệu bân kháng đánh khả năng, đã trúng rất nhiều công phạt, vẫn như cũ linh động, trông coi chạy không phải bình thường nhanh, như một luồng lưu quang, chui vào rồi khu rừng nhỏ. Đáng chết! Khô lâu người thông suốt định thân, không dám lại đuổi giết, chỉ thân sắc kiêng kỵ nhìn qua rừng trúc, nửa phần không dám đặt chân, tựa như sớm biết trong đó có cực kinh khủng tồn tại hắn sợ tại đây triệu công tử hạng gì cơ chí như thế nào không phát hiện có sợ đồ vật là tốt rồi hắn có thể tranh thủ thở một ngụm nhi ra tới khô lâu người ở ngoài rừng quanh quẩn tiếng quát chấn thiên có loại đi vào triệu bân mặc dù thương thảm trọng không chút nào không ngại hắn mắng to một người nhất khô lâu một trong một ngoài bão tố nổi lên giọng nhi triệu bân không dám ra đi khô lâu người cũng không dám đi vào liền như vậy mắng nhau thời gian lâu dài, khô lâu người từ cảm giác mất mặt, lại như một cái u linh biến mất trong bóng đêm. trên thực tế, hắn chưa có chạy, liền ở trong bóng tối nấp lấy. vạn nhất cái đồ kia đi ra đâu, triệu công tử cũng sẽ không mốc lấy ra ngoài. hắn mặc dù gặp di tích áp chế, nhưng tầm mắt vẫn còn tại. từ từ đợi a, à. triệu bân cười lạnh một tiếng, bụng lấy lão eo lui vào rừng trúc. khô lâu người như vậy sợ hãi, nơi đây hơn phân nửa giấu diếm đại huyền cơ xem qua, đúng là như thế. Trong rừng trúc thiên địa linh lực, dị thường dồi dào. Thêm với tĩnh mịch yên tĩnh, tuyệt đối là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Trừ những thứ này, chính là cấm chế, nhiều không kể xiết, nói là khắp nơi là hố, cũng hào không quá đáng, cũng khó trách khô lâu người sợ hãi, cái này như một bước đi không yên, sẽ chết rất khó coi. Có ai không? Triệu bân khập khiếng, một đường đi một đường kêu gọi. Tới rồi, cũng không có cái gì động tính, càng thêm không người đáp lại được sâu vô cùng chỗ hắn mới chậm rãi định thân cách đó không xa là một cái róc rách dòng suối bờ sông thì là tam lưỡng giữa phòng trúc nên là nhiều năm chưa có người đặt chân mơ hồ đầy tuế nguyệt bụi bặm người nào ra triệu bân trái nhìn nhìn phải muốn tìm chút dấu vết ra tới nhìn thật lâu cũng chưa thấy nguyên cỡ mấy phen kêu gọi cũng vẫn như cũng không người đáp lại vô ý quấy dày Triệu Bân nói qua, tìm chỗ ngồi tại đó, tĩnh tâm chữa thương. Cái này, trong bóng tối chỗ tránh nạn, ít nhất khô lâu người không dám đi vào. Đến mức tà linh, càng không cần lo lắng rồi, cả gan nhập rừng trúc, định bị cấm chế đánh giết. Không tin người không đi ra. Ngoài rừng, khô lâu người ngược lại chuyên nghiệp, vẫn là đặt cái kia cất giấu. Tà linh sẽ không thông minh này rồi, ngoại trừ làm loạn chính là ngủ say. Cái này chờ một cái, chính là ba năm ngày. Trong 3 năm ngày, di tích có thể không bình tĩnh. Tất nhiên tà linh, tỉnh ngủ liền đặt cái kia làm ẩm ý. Có thể bất luận bọn chúng thế nào náo, cũng không dám nhập rừng trúc. Hô! Thủ bên dưới, triệu bân một cái chọc khí than dài, chậm rãi mở con mắt. Mở con mắt trong nháy mắt, hắn nhìn phía bầu trời, ánh mắt nhì rất kỳ quái. Giữa ban ngày, ở đâu ra ánh trăng, hắn lúc đi vào, cũng chưa thấy có nguyệt lượng. Nhiều nhìn mấy lần, mới biết nơi đây tự thành càn khôn, ánh trăng không chân thực, chính là một loại dị tượng. Lão đại, bên trong giống như có người, thần lôi nhảy bỗng nhúc nhích. Có sao triệu bân rụi rụi mắt, lại một lần nhìn lên ánh trăng. Định nhãn lại nhìn, bên trong giống như thực sự có người, là một cái tựa như ảo mộng nữ tử. Cũng như ánh trăng, nữ tử cũng không phải là chân thực đấy, vẻn vẹn vi nhất đạo nhàn nhạt hư ảnh. Lạc hà, triệu bân một tiếng thì thầm, vô thức đứng lên, ánh mắt rất sâu thúy. Không, không phải Lạc Hà, nên là Sơ Dao cổ thần, nàng lại tới cái mảnh này dừng chút. Tinh Nguyệt nói qua, Sơ Dao từng biến mất sư thừa năm, bây giờ đến xem, hơn phân nửa là ở chỗ này ẩn thế. Chương 1949, tám nguyệt bầu bạn dương. Sơ Dao, Lạc Hà. Thủ bên dưới, Triệu Bân nhìn qua Minh Nguyệt thì thảo tự nói. Sáng tỏ nguyệt quang, kèm theo mộng ảo ý cảnh, lung muộn rừng trúc, cũng mơ hồ hắn tâm thần, nên là chia cách quá lâu quá mức tưởng niệm, xem ai cũng giống như bản thân nàng dâu. Chanh, mạch đấy, có đàn âm hưởng triệt, cũng hoặc là sơ giao còn sót lại đạo âm, tựa như tiên khúc, vang đầy khu rừng nhỏ, mà cái kia treo cao hư vô viên nguyệt, cũng bởi đó càng nhiều mê ly sắc thái. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thu con mắt, lại xếp bằng ở thụ bên dưới, tính tâm minh tưởng. Lẽ ra, sơ giao cổ thần đến rồi hoang vu di tích, cũng là đồng dạng gặp áp chế đấy. Nhưng, cái mảnh này dừng trúc cấm chế, với đạo âm cùng dị tưởng, lại là ở đâu ra, phàm nhân có thể tạo không ra như vậy càn khôn. Lão đại, cái kia cầu rơi xuống rồi, Long Uyên gào to rồi một tiếng. Triệu bân vô thức thu thần, cũng vô thức ngửa đầu. Làm sao cái kia cầu, là chỉ cái kia luân viên nguyệt, cũng không biết chúng cái gì gió, trực tiếp trên trời khung nện xuống dưới, trông coi vẫn là cuốn mang theo to lớn hào hùng chi lực, dù là hắn nội tình, đều bị áp không nhúc nhích được, chiếu như vậy xuống, viên nguyệt định nện trên người hắn, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, lấy khí huyết thành kiếm, đã phá vỡ uy áp. Hắn như tiên quang, trước tiên chạy rồi ra ngoài. May mà hắn chạy nhanh, như chậm một bước nữa, định bị ánh trăng đập chúng. Dù vậy, viên nguyệt lúc rơi xuống đất tạo ra được uy lực còn lại, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn ra ngoài, nhục thân một hồi lốp bốp, quỷ mới biết được nát bao nhiêu xương cốt, toàn bộ người đều suýt nữa nổ tung đại gia ngươi đấy triệu bân một tiếng thầm mắng đầu ông ông một phiến chưa kịp hắn hai mắt thành thanh minh cột sáng tung bay khu rừng nhỏ liền đọa nhập rồi hắc ám lão đại đừng lắc lư chạy a à. hỗn thiên hỏa nhảy bỗng nhúc nhích không cần nó nói triệu bân cũng đã bộ dạng xun xoe mở chạy rồi bởi vì viên nguyệt rơi xuống rừng trúc không chỉ đọa nhập rồi hắc ám những cái kia trong bóng tối cấm chế cũng tập thể hồi phục rồi như đao như kiếm như sấm như điện tùy ý bổ chém. Thực hồ A, à, triệu bân miệng lớn ho ra máu, trông coi trốn trông coi trốn, đầy trời tán loạn. Hắn thân pháp là không tầm thường, thực sự không chịu nổi cấm chế phô thiên cái địa, vẫn là có như vậy nhất lưỡng đạo chúng mục tiêu, bổ hắn huyết cốt vang tung tóe hắn cho rằng an thân chỗ tránh nạn, Nhiễm nhiên đã thành một phiến sinh mệnh cấm khu. Hí, ngoài rừng, khô lâu người ngược hít một hơi lãnh khí, có thể thấy rừng trúc hủy diệt chi cảnh. Nơi đây rất tà dị, hoặc là bất động, hoặc là chính là đại động tính, sao muốn hắn lần đầu tiên tới lúc, thiếu chút nữa gãy ở bên trong, hắn bây giờ như vậy thê thảm, chính là bái rừng trúc ban tặng. Đợi uổng công rồi, cuối cùng nhìn thoáng qua, khô lâu người xoay người rời đi. Ngày xưa, liền hắn đều suýt nữa bỏ mạng, càng không nói đến một cái tiểu lâu la, không cần nhìn, liền biết vĩnh hằng thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế quang cảnh, vậy còn chờ bậy bạ nơi nào. Rừng trúc ầm vang, chẳng biết lúc nào tản đi trước đây không lâu một phiến tịnh thổ bây giờ lại nhìn đã là một phiến phía tích cây trúc ngổn ngang lộn xộn hoa cỏ cây cối cũng tận đều héo rũ đâu còn còn sống cơ giạt rào nửa phần bộ dáng cả nhà ngươi bà ngoại đấy trong bóng tối có hơi yếu chửi mẹ thanh âm kịch liệt ho khan liên tiếp không dứt tất nhiên triệu công tử thật cái đánh không chết tiểu cường lại còn sống hắn bây giờ còn có thể thở sâu nhi ác thần chiến mâu là không thể bỏ qua công lao đấy Đừng nhìn nó chỉ là một tôn băng lãnh đế thần binh, thời khắc mấu chốt, vẫn là rất cho lực đấy, nếu không phải nó giúp Triệu Bân kháng tổn thương, Vĩnh Hằng nhất mạch tối nay liền sẽ bị diệt việt. Sạc sạc, zắc, cốt cách va chạm tri âm, phá vỡ hắc ám yên tĩnh. Lại là trường sinh quyết tự bản thân vận chuyển, giúp Triệu Bân cải tạo nhục thân. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, có thể chốc lát, liền ôm chiến mâu bỏ lên. Hắn một bước nhất lào đảo, lại chạy về phía ở chỗ sâu trong, bởi vì cái kia mới có, có một vòng quang hoa lóe lên. Chờ đợi đến gần nhìn lên, mới biết là một vòng hư ảo mặt trời nhỏ. Không sai, là Thái Dương, lẳng lặng treo ở cái kia, hơi yếu quang huy, lóe lên lóe lên đấy. Cái này là được rồi, ít nhất tại triệu bân xem ra, như thế dị tưởng không cái gì mau bệnh, sơ giao thế nhưng Thái Dương thần hậu duệ tự có quang minh truyền thừa. Nói đến Thái Dương thần, hắn cùng với chi cũng rất có nguồn gốc năm đó hắn tập hợp đủ thất khỏa thiên linh châu mở ra chính là quang minh bí tàng thái dương thần quà tặng đó là bá đạo đến cực điểm quang minh thần uẩn ngày khác như thấy sơ giao cổ thần hai người bọn họ nên là có trò chuyện như vậy nghĩ đến hắn khập khiếng gom góp đi lên táng rồi một vòng ánh trăng nhiều hơn một vòng thái dương nơi đây chi càn khôn quả thực thú vị so sánh với ánh trăng hung hãn cái này luân thái dương liền có phần lộ ra ấm áp rồi tại hắn xem ra, đích thị là bởi vì trong cơ thể hắn quang minh thần uẩn. Đến, triệu bân duỗi tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên mặt trời nhỏ. Cái đồ vật này, tự có quang minh, chiếu hắn khí lực ấm áp đấy. Đúng là cái này hơi yếu dương quang, giao phó rồi hắn một loại thần kỳ lực lượng, hoặc là nói, là mở ra trong cơ thể hắn quang minh thần uẩn, không được hoàn mỹ chính là, chỉ có giải rác một luồng. Đây là treo A, thần lôi thổn thức một tiếng, Chuyện đó không giả, bởi vì càn khôn áp chế cũng không yếu đi, mặt trời nhỏ có thể tỉnh lại chủ nhân một luồng quang minh thần uẩn. Đồ tốt! Triệu bân ngồi xếp bằng nhi ngồi tại đó, bưng lấy mặt trời nhỏ, cao thấp trái phải quét suy tính. Hắn chỉ bị soi một chút, liền giải rồi một luồng quang minh thần uẩn, như hắn thời gian dài tắm rửa dương quang, chẳng phải là còn có có chuyện tốt, hắn không hy vọng xa vời quá nhiều, giải hắn một luồng tiên lực là được, phối hợp khí huyết cùng quang minh thần uẩn, định có thể trùy tử cái kia khô lâu người. O, O, N, G. Hắn nói thầm lúc, mặt trời nhỏ từ từ bay lên rồi, cho đến hắn đầu vai tả phía trên, tài vững vàng dừng lại, ấm áp ánh mặt trời, một lần lại một lần phổ chiếu triệu bân. Nói có chuyện tốt, vẫn thật là đến rồi. Triệu công tử hy vọng xa vời sự tình, vẫn thật là như nguyện. Tiên lực cởi ra một đạo, ánh vàng rực rỡ đấy, rất đúng chói mắt. Ta hiểu rồi, thần lôi ngao rồi nhất cuống họng. Tình huống gì, Long Uyên cùng Hỗn Thiên Hỏa vẫn là không rõ ràng cho lắm. Cái này mặt trời nhỏ, liên lụy hoang vô càn khôn, thần lôi ung dung đạo. Như vậy như bức sao Long Uyên cùng Hỗn Thiên Hỏa nói qua, đều nhìn phía chủ nhân. Triệu Bân không đáp lời, nhưng trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, liền thần lôi cũng có thể nhìn ra, hắn sẽ nhìn không ra. Cùng nó nói mặt trời nhỏ như bức, chẳng bằng nói sơ giao đáng sợ, đỉnh lấy càn khôn áp chế, lại vẫn có thể tạp cái bác ra tới nếu không phải như thế cũng sẽ không có trước kia cái kia mảnh khu rừng nhỏ sơ giao cổ thần là mượn hoang vu càn khôn tái tạo tiểu càn khôn đến mức viên nguyệt vì cái gì rơi xuống đích thị là càn khôn thay đổi làm ra cái này mới có cái này luân mặt trời nhỏ không hổ là lạc hà bổn tôn đa tài đa nghệ a triệu bân thổn thức cũng là ánh mắt dạng dỡ có cái này luân mặt trời nhỏ hắn định có thể đi ra hoang vu di tích sau cùng cũng có năng lực tự bảo vệ mình như lại gặp được cái kia ba đầu cử mãng, ngã chết nó không có thương lượng. So sánh với ba đầu cử mãng, hắn càng nghĩ tìm khô lâu người tâm sự, ai bảo cái đồ kia có linh trí đâu nắm qua đến tra hỏi một phen, tuyệt đối có thể nảy ra ra không thiếu bí mật, ví dụ như nơi nào nơi nào có bảo bối. Nói xong liền làm, hắn lại mang theo chiến mâu đứng dậy, men theo khí tức, tìm hướng hắc ám. Nhìn cái kia vầng mặt trời nhỏ, tắc như bóng với hình, thường bầu bạn cái kia bên cạnh thân, chiếu khắp quang huy. Audio điện tử võ tấn bền chương 1950, khô lâu có hồn hoang vu hắc ám, cái cổ siêu vẹo thụ nhất chi độc tú Trải qua nhiều phiên đại chiến, hắn vẫn như cũ sừng sướng không ngã Không ngã tốt, ngồi thụ bên dưới có thể hóng mát, tựa như vũ ma Lúc này tựa như một tòa băng điêu, lặng lặng ngồi ở đó Có lẽ thương quá nặng, đã không cái gì khí lực, thật lâu đều không nói một lời Người nói một kiếp nhất tạo hóa, nàng đạp rồi nhiều như vậy hố, lại lạc rồi một thân thương. Hoài nghi nhân sinh, là nàng lúc này tâm cảnh, tự nhập tu đạo, chưa bao giờ như vậy không may qua. Phiền muộn ngoài, nàng tâm thần cũng hoảng hốt không chịu nổi, chung quy tại trong lúc lơ đáng, liếc mắt nhìn cái cổ siêu vẹo thụ, thầm nghĩ, có muốn hay không tìm một sợi thường nhi, đem tự thân treo lên đi, tốt nhớ lại nhớ lại, theo gió lay động cảm giác. Triệu bân, thần nơi nào, chính là chỗ này giống như kỳ quái, trước kia hận nghiến răng ngứa, bây giờ liên tiếp phiên lẩm bẩm lời nói, không hiểu thấu tất cả đều là cái kia nhân, liền nàng tự thân cũng không biết, nếu có thể gặp lại vĩnh hằng truyền thừa, trước tiên là bạt đau đâu vẫn là cười cười đâu. Siêu, âm phong nhi tàn sát bừa bãi, cuốn mang theo hàn ý, thổi nàng không khỏi cuộn mình rồi nhất hạ thân. Nàng không sợ hắc ám, sợ chính là cái này vĩnh viễn băng lãnh cùng cô tịch, bị chết đi càng dày vò. A, à, đế, ai nói khô lâu không đánh hắt xì, Khô lâu người cái này nhảy mũi, liền đánh chính là khí phách chắc lậu. Con việt đã đun sôi đã bay, hắn là đặc biệt phát hỏa, hơn nửa đêm không ngủ được, lại ngồi xổm ở đầu cầu, một thân một mình đang mắng nương, khi thì còn sẽ nâng lên bàn tay, ném bản thân một bà tay, sóng, lại cho người sóng, xem, bảo bối cục không còn a. À. Cái gì không có gặp may a? À? Ân, mạch một đạo sáng bóng lóe sáng, chọc hắn quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một vòng mặt trời nhỏ như u linh bình thường, hướng cái này trôi nổi mà đến. Nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái, tài thấy mặt trời nhỏ dưới còn có một cái người, toàn thân ô thất bát hắc. Hắn nhìn lúc, người nọ vẫn là đối với hắn cười cười, hai hàng hàm răng tạc trắng như tuyết. Vĩnh hằng thể, khô lâu người thông suốt đứng lên, thần sắc không nói ra được kinh dị. Khu rừng nhỏ như vậy nhiều cấm chế, tiểu tử kia lại có thể còn sống ra tới. Tiền bối, nghĩ tới ta không có. Triều công tử cười rất vui vẻ. Làm sao có thể, ngươi là như thế nào chạy ra tìm đường sống đấy? Khô Lâu người đầy trong đầu nghi vấn. Cái này có trọng yếu không? Đích xác không trọng yếu. Khô Lâu người kinh dị cùng khó có thể tin, đều hóa thành nhe răng cười. Con vịt đã đun sôi, lại bay trở về rồi, có thể nói không phải đụng đại vận. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi. Chanh. Không chờ Khô Lâu người đem bức trang xong, liền nghe một đạo trói tai kiếm ngân vang triệu công tử mở làm một đạo tiên lực kiếm quang cách không bổ tới không biết tự lượng sức mình khô lâu người một tiếng cười lạnh con mắt có lôi đình bắn ra bổ diệt kiếm quang đồng nhất trong nháy mắt thấy hắn vung tay vung lên cuồn cuộn sát khí tịch thiên cuốn địa phương phá triệu bân vũ động rồi chiến mâu cũng điều động quang minh thần uẩn nhất kích hủy sát khí lên một giây vẫn là nhe răng cười khô lâu người cái này trong nháy mắt, lông mày trao lão cao, lúc này mới bao lâu, này hàng thế nào cùng biến người tựa như, càn khôn áp chế đấy, đối phương ở đâu ra lực lượng. Bổ thiên trảm, triệu bân vừa xài bước ra, lăng không dựng lên, vung mạnh động chiến mâu nện xuống dưới. Một côn này, hắn ra trì khí huyết, sáp nhập vào tiên lực, bá đạo vô cùng. Giặc giặc, khô lâu người có bị chém, bị nhất mâu nện lảo đảo, xương đùi đều băng liệt rồi một nửa. Có thể, hắn cũng kháng đánh, nổ bay ra ngoài xương cốt mảnh vụn mảnh, cũng đều đã bay trở về. Hào tiểu tử, thật để cho lão phu ngoài ý muốn. Khô lâu người cười dữ tợt, như hắc lỗ thủng trong mắt, nhưng có một chương vặn vẹo quỷ kiểm biến ảo, ẩn núp biến hóa kỳ lạ chi lực. Huyễn thuật đối với ta không dùng được. Triệu bân con người cũng lóa sáng, có bạch sắc ngọn lửa chập trơn. Là mộng ảo tiên hỏa, bởi vì mặt trời nhỏ phổ chiếu, cũng giải rồi trói buộc. A, à, huyễn thuật đối với huyễn thuật, triệu bân chuyện gì không có, khô lâu người lại bị rối loạn tâm thần. Tùy theo sao, chính là một trận chuyên trúc hắn ác mộng, triệu công tử nửa chút không lưu tình, trực tiếp đem cái kia đầu lâu tháo rồi, đến mức cái kia phần còn lại cốt khu, tất bị một cước đạp rồi cái nát bấy, để tránh xương cốt lại lần nữa tố, hắn vẫn là tăng rồi vài phần lực đạo, cưỡng ép đạp diệt đã thành cho bụi. Đáng chết, khô lâu người nhất tiếng gầm nhẹ, còn sót lại đầu lâu, vèo một tiếng chui vào rồi hắc ám. Triệu Bân tất nhiên mặc kệ, mang theo chiến mâu đuổi sát không buông, kiếm khí là một đạo tiếp một đạo. Oanh, phanh, cô quạnh hắc ám, lại bởi vì một đuổi một chạy, biến oanh âm thanh không dứt. Khác biệt chính là, lần này bị đuổi giết đấy, là không may thôi khô lâu người. Hắn lại chủ quan, lại tái phát tìm đường chết tật xấu, với mẹ nó nói cái gì, liền trực tiếp phóng đại. Lúc này, tuy là hắn muốn lái thần thông, không có cái kia lao lực rồi. Còn sót lại một cái đầu lâu, bỏ chạy đều tốn sức, còn nghĩ lấy công phạt. Giống, thời hạn tới rồi, ngủ say lòng đất tà linh đám, lại ra tới nằm sắp sống rồi. Cũng như mấy lần trước, số lượng nhiều làm cho người ta ra đầu run lên, một cái bỉ một cái nhảy đáp hăng hái. Cút, triệu bân vừa quát âm vang, lôi thần nộ cùng nguyên thần thành cộng hưởng. Cái này nhất cuống họng tặc dễ dùng, gào thét tà linh mặt lộ vẻ sợ hãi sắc. Biết rõ sợ sẽ tốt, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, tiếp tục ngủ ngon. Chanh, triệu bân xong chỉ khép lại, lại vung ra một đạo kiếm khí. Khô lâu người tránh không kịp, một cái đầu lâu bị đánh đã thành nửa khỏa. Đến lúc này, triệu bân tài thấy cái kia đỉnh đầu, cất giấu một luồng màu đen hồn. Đúng là cái kia sợi hồn, điều khiển rồi khô lâu khung, mới có cái này khô lâu người. Xem thấu điểm này, hắn không lại lưu thủ, một đạo tiên lực kiếm quang đâm rách trường không. Thật sao, Khô lâu người còn sót lại nửa khỏa đầu lâu cũng bị hắn chém đã thành một phiến cho bụi. Tới đây a ngươi, triệu bân cách không dò xét tay bắt được rồi khô lâu người hồn. Tại đây khô lâu người vẫn là trốn tâm không thay đổi, dục thoát khỏi trói buộc. Cấm, triệu bân cười lạnh lấy nguyên thần chi lực đem tỏa gắt cao. Có loại giết ta, khô lâu người ngược lại có khí phách tiếng gào thét nhiều bạo ngược. Vẫn là không thành thật, triệu bân không để ý lấy hắn. Một cái tát suýt nữa cho cái kia đưa đi. Tiểu Hữu, có chuyện hảo hảo nói. Khô Lâu người sợ rồi, ha ha cười không ngừng. Hoàng Vu có thể có bảo bối, ví dụ như Vĩnh Hằng Cốt. Triệu Bân cười xem Khô Lâu người. Có, có. Mang ta đi, như tìm được bảo vật, có thể hay không thả lão phu. Người bây giờ như vậy hình thái, có tư cách cùng ta nói điều kiện. Xem như ta không nói. Khô Lâu người biến ỉu xìu không sót mấy không còn cao cao tại thượng tư thái. Bại rối tinh dối mù, hắn não dưa ngược lại dễ dùng rồi, xem càng nhiều nữa, là cái kia vầng mặt trời nhỏ, vĩnh hằng thể biến hung hãn như vậy, cùng cái này đồ chơi nhỏ, thoát không khỏi liên quan. Có thể a à, hắn tỉnh ngộ quá muộn, nhất lấy vô ý, đầy bàn đều thua. Thần chi tàn niệm, triệu bân cũng ở đây xem, xem khô lâu người hồn. Khó trách có siêu cao linh trí, thì ra thần minh còn sót lại tàn niệm, nhiễm không có nhuốm máu hắn không biết, tuyệt đối là cái bới ra phần mộ hảo thủ, trước kia cái kia khô lâu khung, hơn phân nửa chính là từ ngôi mộ nhi trong đào lên. Người chi nguyên đầu, là tôn thần nào? Triệu bân hỏi. Lôi thần, khô lâu nhân cách ngoại nghe lời, có hỏi có đáp. Lôi thần, triệu bân nghe lông mi trao lên, lại không khỏi nhìn nhiều khô lâu người liếc mắt một cái. Lôi thần nơi nào, hắn quá quen thuộc, hắn thái sơ thiên lôi quyết, chính là lôi thần ra không truyền bí mật, chưa thành muốn, khô lâu này người hẳn là lôi thần tàn niệm, quá vượt quá đoán trước rồi. chương 1951, ta đẹp không? Không nói sớm ngươi là lôi thần tàn niệm. Ngươi không có hỏi nơi nào, đến liền đánh. Đừng làm rộn, là ngươi nhà đánh trước ta. Trong bóng tối nhiều trong lời nói, trước đó không lâu vẫn là đánh chính là túi bụi triệu công tử cùng khô lâu người, lúc này đã là ca lưỡng tốt, đi một đường trò chuyện một đường, là làm sao? Không đánh nhau thì không quen biết năm đó hoang vu một trận chiến, vì sao mà đánh? Vượt qua một ngọn núi đổi lúc, Triệu Bân cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta chỉ là một luồng tàn nghiệp không truyền thừa bao nhiêu trí nhớ. Khô lâu người chậm rãi nói. Lão Phu chỉ nhớ rõ, trận chiến ấy có nguyệt thần, có đế tiên, có tự tại thiên. Ân, còn có một cái gọi thái thượng quát con bê, lôi thần chính là bị hắn đánh tan đấy. Tú Nhi, đế tiên, tự tại thiên, thái thượng. Triệu Bân lông nghi trao lên, tâm cảnh đã là nổi lên gợn sóng. Vạn cổ trước trận kia thần ma đại hỗn chiến, cuối cùng đến rồi bao nhiêu tuyệt đại loại người hung ác. Người cái này mặt trời nhỏ, ở đâu ra? Khô lâu người tò mò hỏi. Được từ khu rừng nhỏ, Triệu Bân vẫn là đang trầm tư, thuận miệng trả lời một câu. Ta thế nào không có như vậy may mắn? Khô lâu người nói thầm, xem cái này mặt trời nhỏ tạc thuận mắt, bởi vì quang huy phổ chiếu, vĩnh hằng thể lực lượng, chính một tia giải phong, giống như thử huyền kỳ chi lực, cái này vầng thái dương tất liên lụy hoang vô càn khôn. Trong rừng trúc cái vị kia, người có thể thấy được qua. Triệu bân cuối cùng thu suy nghĩ. Gặp qua, tất nhiên gặp qua, vốn là ỉu xìu không sót mấy khô lâu người, như ăn thuốc súng, thuận tiện vẫn là đánh một cái gà con huyết, ngao ngao thẳng gọi, cô nương kia nhi, cũng không phải là tốt đồ vật, lão phu thu 8.000 năm, mới dưỡng ra cốt nhục, nàng liền tốt, một cái tát đánh cho ta trở về nguyên hình rồi, ngày sau, như gặp được nàng, người được cho ta hả giận. Tối nay ánh trăng không tệ, rất thích hợp ngủ, triệu bân nhất chỉ xem nhẹ, cho khô lâu người đưa vào rồi mộng đẹp, còn dám mắng vợ ta, người phản rồi. Đáng thương khô lâu người, tới rồi cũng không biết nơi nào cùng nơi nào. Hắn mặc dù ngủ, không chút nào không ngại triệu bân tầm bảo. Mặt trời nhỏ như cái theo đuôi, triệu bân đi nơi nào hắn cùng cái kia. Thời gian lâu dài, hắn cái kia hơi yếu thái dương, càng là nóng bỏng triệu bân là người được lợi càng nhiều lực lượng giải phong mặc dù ít đến thương cảm nhưng thích tiểu thành nhiều sao không lâu hắn vào một phiến thương hải án khô lâu người lời nói hải trong có vĩnh hằng nhất mạch linh kiện cảm nhận một phen cái đồ kia không giả hắn bản nguyên đã ở sao động tới sớm không bằng đuổi được đúng dịp triệu bân cầm theo chiến mâu vượt biển mà đi một đường đều tại trái nhìn nhìn phải thương hải chi thủy như mực nước hắc không thấy đáy trông coi còn có một đạo nói quỷ ảnh, ghé qua trong đó. Hải trong nhiều hòn đảo, lớn nhỏ không đều, hình thái các dạng. Mà vĩnh hằng nhất mạch linh kiện, ngay tại nhất hòn đảo nhỏ trong. Người đánh ta làm chi? Khô lâu người tỉnh ngủ, hồn thể thẳng run. Tâm tình khó chịu, triều công tử hồi đáp rất tùy ý, nghe lôi thần tàn niệm quả muốn chửi mẹ, tâm tình không tốt liền đánh ta bây giờ người trẻ tuổi, đều kiêu ngạo như vậy sao? Căm tức về căm tức, nhưng mà vẫn là nhắc nhở một tiếng, nơi đây có thể sợ chi vật tà túy là tàn niệm người nào tàn niệm triệu bân đề lên một phần cảnh giác tự tại thiên khô lâu người nói qua làn khói nhi ẩn núp vào triệu bân trong tay áo xong việc nhi hắn mới bổ rồi nửa câu sau cô nương kia nhi không phải bình thường hung ngươi coi chừng chút triệu bân không đáp lời thần sắc vẫn là rất kỳ quái tiên tông thủy tổ tự tại thiên lại cũng có tàn niệm còn sót lại là thật như thế hắn ngược thật muốn gặp mặt so sánh với đánh nhau hắn càng nghĩ tới tâm sự khô lâu người như vậy hung ác đều bị hắn hàng phục bản thân tiền bối còn có thể đánh hắn không thành đến rồi khô lâu người gào to rồi một tiếng dứt lời liền thấy thương hải sóng lớn cuồn cuộn âm sát chi khí tàn sát bừa bãi tùy theo liền thấy một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp tự đáy biển đi ra đúng là tự tại thiên tàn niệm một bộ hắc y tóc tai bù xù nói lên mái tóc của nàng như bị máu tươi nhiễm qua, đỏ tươi vô cùng. Đáng sợ nhất là của nàng con mắt, cũng không con mắt, liền nghĩ hai cái hắc lỗ thủng, tỉ mỉ ngưng xem, hoàng tựa như còn có thể nhìn thấy cái kia trong mắt, có hủy diệt cảnh tượng đang thôi diễn, rất đúng dọa người. Triệu bân thấy chi, tâm thần hoảng hốt rồi một chút. Thường nghe tiên tông thủy tổ, tối nay là lần đầu thấy chân nhân. Tuy là tàn niệm, có thể trên người của nàng, rồi lại chiếu dọi lấy tự tại thiên bóng dáng. Vĩnh hằng huyết thống tự tại thiên tàn niệm liếm liếm đầu lưỡi. Vãn bối triệu bân, gặp qua thủy tổ, triệu bân chắp tay thi lễ. Cái gì, thủy tổ khô lâu người một tiếng kinh dị, trước đó hiển nhiên không biết. Thì ra ta tiên tông hậu bối, tự tại thiên tàn niệm u cười, như kiểu quỷ mị hư vô biến mất, cũng như kiểu quỷ mị hư vô hiện thân triệu bân phụ cận, không kịp triệu bân có chỗ phản ứng, liền thấy nàng dỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve triệu bân khuôn mặt, như hắc động giống như con mắt, vẫn là lóe sáng rồi yêu dị sáng bóng đúng là cái này yêu dị ánh sáng để cho triệu bân tâm thần hoảng hốt không chịu nổi may mà hắn tâm trí đầy đủ kiên định nếu không thì nhất định bị lạc trong đó ta đẹp không tự tại thiên tà niệm cười tự có một loại cường đại ma tính đẹp triệu bân ngơ ngác nhất tự mặc niệm rồi tính tâm chú không mặc quần áo đẹp hơn khô lâu người há miệng đến rồi một câu như vậy tự tại thiên tà niệm không chút nào nộ nhưng nàng cái kia vuốt phe triệu bân khuôn mặt tay rồi lại hướng triệu bân cái cổ bóp đi qua, hơn nữa, trưởng chỉ tầm đó, còn có biến hóa kỳ lạ bí văn tại lưu truyền. Siêu, triệu công tử tự sẽ không đứng đấy bị bắt, một bước phi thân lui về phía sau. Ta có như vậy dọa người từ tại thiên tàn niệm nhẹ phẩy rồi ống tay áo. Chợt, liền thấy một phiến sóng biển cuồn cuộn, lại đem triệu bân cho cuốn trở về. Tiền bối, có thể hay không ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Triệu bân huy động rồi chiến mâu, phá sóng biển dễ nói. Tự tại thiên tà niệm như gió mà tới, nhất chỉ đâm đi qua. Triệu bân hít sâu một hơi, đạp trên sóng biển, đăng thiên mà lên. Đừng che giấu rồi, sực nàng, khô lâu người mở miệng chính là hổ lang chi từ. Phong, triệu bân nhất tự khẽ quát, tế ra một luồng khí huyết cùng tiên lực, thành xích sắt bay múa. Vừa gặp tự tại thiên tà niệm giết tới, ngay tại chỗ bị khóa, có thể, nàng bị khô lâu người siêu quần bạt tụy, vẻn vẹn phút chốc, liền phá trói buộc, lướt nhẹ qua tay quăng một phiến kiếm khí, đầy trời phách chảm. o ô, n, g. Triệu bân cầm chiến mâu, quấy nhiễu rồi phong vân, tan vỡ kiếm khí. Tự tại thiên tàn niệm tắc một tay bấm niệm pháp quyết, diễn xuất rồi một vòng viên nguyệt. Viên nguyệt quỷ dị, vùng vãi chính là huyết sắc nguyệt quang, yêu dị phi thường. a à, triệu bân một bước chưa có chạy ổn, bị phong vào ánh trăng trong. Giữa tháng huyết quang tàn sát bừa bãi, Cực tấn hóa diệt lấy hắn chi tiên lực. Ngươi nhà được hay không được a? À? Khô lâu nhân hồn thể rung động mạnh, đông lạnh lạnh run. Nhất định được, Triệu Bân ánh mắt như đuốc, lấy quang minh thần uẩn diễn hóa nhất đạo ánh đao, bổ ra rồi ánh trăng như một đầu dao long vọt người mà ra, một cái đại la thiên thủ, che thiên lấp địa. A, à, lần này, Đổi tử tại thiên ngâm nga rồi, nhịn không được trưởng uy, bị phách một bước lảo đảo. Nàng nổi giận, mỹ tâm khắc ra một đạo thần văn âm sát chi khí như sóng biển, quét sạch càn khôn. Đến, triệu công tử nửa chút không sợ, trước mặt công phạt. Đã là tàn niệm, vậy cũng không cần cho thủy tổ lưu mặt mũi. Muốn muốn hảo hảo trò chuyện, được trước tiên đem đối phương đánh phục rồi mới được. chương 1952, đánh tơi bời thủy tổ. Oanh, phanh, đen kịt thương hải, âm vang chi âm rung động lắc lư thương miểu. Triệu bân đối với tự tại thiên tàn niệm, chiến khí thế ngất trời tự đứng ngoài xem, nhiều sóng lớn cuồn cuộn, khô diệt chi quang tung hoành. Trận chiến này đánh chính là dị thường vô cùng thê thảm, dù là triệu bân chiến lực, đều thương toàn thân là huyết, là hắn đánh giá thấp thủy tổ tàn nghiệp, xa không phải khô lâu người có thể so sánh đấy, chiến rồi trên trăm hiệp, chớ nói bắt lại đối phương, hắn liền đứng cũng không vững, chớ nói nói chuyện phiếm rồi. "Giống, có lẽ đấu chiến ba động quá lớn, nấp trong đáy biển tà linh, bị kinh ra một đống lớn." Bọn chúng cũng biết sợ hãi như mọc thành phiến ra bên ngoài trốn, toàn bộ thương hải đều tiếng kêu rên chấn thiên. Trốn, triệu bân cũng ở đây trốn, ra thương hải lúc, là bò ra tới đấy, hắn là tin tưởng tràn đầy, tới rồi lại chiến không được vì tổ tàn niệm, đã trúng một hồi đánh, bị đánh có chút nặng đầu. Chạy, là hắn lúc này còn sót lại ý niệm trong đầu, không chạy chờ bị diệt sao. Lại là một trận đuổi giết, đem hoang vu di tích náo hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ vang mới trôn vùi, hắc ám lại hóa thành tĩnh mịch. Cũng không phải là không đánh rồi, mà là đuổi theo đuổi theo, không thấy triệu bân tung tích. Tự tại thiên tà niệm tức giận, lại cuốn theo âm sát, lui về này mảnh thương hải. Đi rồi không có, nên là cần phải đi. Thật lâu, mới thấy triệu bân ngoi đầu lên, nằm ở đó một hồi lâu không có đứng lên. Một trận đại chiến cộng thêm một trận đuổi giết, truy hắn chỉ còn một nửa thân thể. May mà hắn chạy nhanh, cũng phải thiệt thòi hắn kháng đánh, nếu không thì định bị đánh diệt Ta cho rằng hèn mọn trưởng thành mới là chính đạo Khô lâu người một câu thâm trầm Lời này Triệu Bân rất đồng ý Hắn không phải chiến không được thủy tổ tàn nghiệp Là gặp áp chế quá ác Xa xa sử dụng không ra đỉnh phong chiến lực Muốn tìm cái tràng tử trở về Vẫn là cần càng nhiều lực lượng Nói đến lực lượng Lúc này mặt trời nhỏ không phải bình thường chuyên nghiệp Cái kia dương quang ấm áp Lần lượt lung chiều Triệu Bân Giúp giải thích phong tiên lực càng nhiều càng tốt, triệu bân khoanh chân, như pho tượng, tiếp nhận dương quang tẩy lễ. Có cái này chuyện tốt, nơi nào có thiếu khô lâu người, tàn hồn vòng quanh triệu bân đổi tới đổi lui. Mở, như như vậy khẽ quát, trong bóng tối không chỉ một lần vang vọng. Là triệu bân tại trùng kích, mượn thái dương trùng kích hoang vô càn khôn. Biện pháp này dễ dùng, mỗi trùng kích một hồi, lực lượng liền giải phong một phần. Thời gian lâu dài, hắn khí huyết cùng tiên lực, đã là hào hùng như hải dương không sai biệt lắm a à. Khô lâu người cần nhằn xì si sao, tâm tâm niệm niệm chính là giết bằng được tìm chàng tử. Triệu bân không vội, vẫn còn tích góp từng tí một lực lượng, gắng đạt tới một trận chiến bắt lại thủy tổ tàn niệm. Oanh! Hoàng vô u lãnh yên lặng, ngoại giới nhưng như cũ náo nhiệt. Chỉ bất quá, lần này náo nhiệt, truyền từ ở tiên giới. Là quy tắc thay đổi rồi, đại càn khôn đối với tiên giới tu vi cao nhất áp chế, lại từ bán thần cảnh, một đường tăng lên tới thần minh cảnh, cử động lần này cũng coi như tháo bỏ xuống rồi thế nhân một tầng xiềng xích. Xiềng xích tháo bỏ xuống, độ kiếp chiều dâng, liền một phát không thể vãn hồi rồi. Lấy thượng đế thị giác nhìn, độ kiếp lôi cùng điện, đầy tinh không đều là. Mà phong thần chi dị tưởng, cũng một bộ tiếp một bộ diễn hóa, liên tiếp. Đồng dạng tình trạng, nhân gian cũng ở đây trình diễn, cũng là đối với tu vi cao nhất áp chế, từ chuẩn tiên cảnh tăng lên tới động hư cảnh, độ kiếp giả chỗ nào cũng có, lôi minh vang vọng thiên địa ý tứ này a à. chí tôn thành tường vô đạo chúc không cùng minh thần ước lượng tay mà đứng đều tại xem thương nhiều thượng thương một hơi đổi đi rồi tất cả chế tài giả thì ra sẽ đối càn khôn đại tẩy bài không sao không có ở đây không mưu cái kia chính không làm chúa tể bọn họ cũng rơi vào thanh nhàn hô triệu bân tỉnh lại thì một cái đục ngầu chi khí thổ thỏa thích đầm đìa nhiều ngày tiếp nhận dương quang tẩy lễ hắn đã tích góp từng tí một rồi lực lượng đủ mức làm khô lâu người luồn lên nhảy xuống cũng là kích động dị thường lại một lần hắn đi theo triệu bân vào cái kia mảnh thương hải tự tại thiên tà niệm sợ là đang ngủ say thật lâu cũng không trông thấy nàng ngoi đầu lên ngược lại tam lưỡng chỉ tà linh hơn nửa đêm không ngủ được tại mặt biển tản bộ người nào lăn ra đây khô lâu người một tiếng sói chu xong liền tháo chạy trở về triệu bân ống tay áo hẹn khung là một cái kỹ thuật hoạt hắn cái này chiến năm cặn bã, xem cuộc vui là tốt rồi. Giao giao, thấy sóng lớn quét sạch, bị thức tỉnh tự tại thiên tàn niệm, lại vượt biển mà ra. Thấy chi, triệu bân lông mi trao lên, bởi vì nhiều ngày không thấy, thủy tổ tàn niệm hình thái, hơi có cải biến, mái tóc như cũ là huyết sắc, nhưng hắc động giống như con mắt, cũng đã biến bình thường, bình thường điểm tốt. Ít nhất nhìn xem thuận mắt, tốt xấu là một cái đại mỹ nhân nhi. Lại đi tìm cái chết tự tại thiên tàn niệm sâu kín cười một tiếng có thể hay không hảo hảo trò chuyện. Triệu bân vỗ đầu vai bụi bằng. Dễ nói, tự tại thiên nói qua, trên tay cũng không có nhàn rỗi, chỉ tay trắng nõn nào vung lên, chính là vạn trượng sóng lớn, cuốn mang theo nàng chi âm sát, phô thiên cái địa mà đến, che mất triệu bân. Dễ nói tốt thương lượng người không nghe, bước ta bão nổi. Triệu bân vung tay vung lên, vạn đạo kiếm khí bay vụt, bổ diệt sóng biển. Tự tại thiên tà niệm con mắt có kinh dị, lúc này mới mấy ngày, này hàng mở treo tiền bối, muốn cái gì lạc? Triệu công tử vừa xài bước thiên mà đến, lời thừa một câu không có, nâng lên chiến mâu liền vung mạnh. Hắn là không biết thương hương tiếc ngọc, hạ thủ cũng là không nhẹ không nặng, một gậy cho thủy tổ tàn niệm, vung mạnh bay đến lên chín từng mây, đánh chính là người đẹp nữ một mặt phiền muộn, thế nào cái mạnh như vậy? Trò chuyện không trò chuyện, chưa kịp tử tại thiên tàn niệm định thân, triệu bân lại sách mâu giết tới. Tự tìm cái chết, tự tại thiên tàn niệm tức giận, lại là đạo kia thần văn, chữ khác vào đồ vật mi tâm. Có thể, triệu bân xưa đâu bằng nay, lực lượng cực kỳ hào hùng, dù khắc thần văn cũng không tốt làm cho. Đã không dùng được, lại không muốn trò chuyện lý tưởng, vậy thì phải bị đánh rồi. Triệu công tử một hồi thao tác mạnh như hổ, một đường đánh chính là nàng đứng không vững. Làm đến gọn gàng, khô lâu người nhảy ra ngoài, đặt cái kia ngao ngao thẳng gọi. Làm đến gọn gàng, hắn sói chu hình như có hồi âm, truyền tự phiêu miểu hư vô thượng thương đám đều rất nhàm chán khó được thấy thú vị hình ảnh tất nhiên hảo hảo thưởng thức tiểu thiên thiên người tiên tông gia nhân tài a à. thượng thương đám nhìn có chút hả hê lời nói thế nhân là nghe không được đấy đương nhiên bọn họ tập thể bị mắng kiều đoạn thế nhân cũng nhìn không thấy chạy nơi nào chạy hôn ám thương hải tràn đầy triệu bân hô to gọi nhỏ âm thanh hắn không muốn đánh nhau đấy là cái này tàn niệm quá không nể tình kết quả là Hắn cho thủy tổ tàn niệm, hảo hảo lên bài học. Làm sao đi học, chính là bị đánh, bị đánh đích không phân đông tây nam bắc. May mà nơi đây không có tiên tông chi nhân, không phải vậy chắc chắn đối với hắn dựng thẳng cái đánh ngón cái. Đánh tơi bời thủy tổ, hắn làm là chính nhi bát kinh, có thể nói không phải hậu sinh khả úy sao? Phốc, lại một mảnh huyết quang hiện ra, tự tại thiên tàn niệm rơi xuống rồi thiên khung. Nàng thất bại, tự Triệu Bân tái nhập thương hải, liền bại triệt triệt để để phong triệu bân một trường che trời tế ra phong cấm chi pháp một thanh cho thủy tổ ấn tại đó đã trúng một hồi đánh tự tại thiên tà niệm cuối cùng thành thật rồi không còn lớn lối khí diễm hoặc là nói nàng là bị đánh mơ hồ đến lúc này khắc thần thức vẫn là một phiến ông 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 tiền bối đắc tội triệu bân tìm một sợi dây thừng ngay tại chỗ cho người trói gô rồi trói tốt trói mới có thể hào hảo trò chuyện hắn chính là đến nói chuyện phiếm đấy chương 1953, lại thấy kẻ thù cũ. Ta cũng không muốn đánh, là ngươi phải bức vãn bối bão nổi. Hai ta tốt xấu là nhất mạch, đánh đánh giết giết nhiều hơn không tốt. Thủy tổ tàn niệm, ngươi nên có nàng lão nhân ra không ít trí nhớ. Đen kịt thương hải, triệu bân đi một đường thì thầm một đường. Tự tại thiên tàn niệm tự cũng ở đây, cái kia không, ở phía sau đi theo đâu. a à, không đúng, chuẩn xác phải, là bị triệu bân dắt lấy một sợi thừng nắm tự đi xa xem, không biết, còn tưởng rằng người nào đó đặt cái kia chăn dê đâu. Có loại thả ta, tái chiến 800 hiệp, tự tại tà niệm nghiến răng nghiến lợi. Tái chiến tám nghìn hiệp, người cũng đánh không lại hắn. Khô lâu người đã ra, như một luồng ánh sáng, vòng quanh tự tại thiên tà niệm đổi tới đổi lui, kèm theo một loại nhìn có chút hả hê đắc sắt kính nhi. Cốt, tự tại tà niệm một tiếng quát tháo. Thiếu làm ta sợ, lão phu cùng triệu bân lăn lộn đấy. Khô lâu người xem thường, nhảy đáp càng hăng hái. Triệu công tử dứt khoát không nói, nữ nhân sao, vẫn là có như vậy mấy ngày tâm tình khó chịu, như thủy tổ tàn niệm, đã trúng một hồi đánh, trên mặt mũi không nhịn được, nghĩ không thoáng cũng rất bình thường. Không vội, hắn một chút cũng không có gấp gáp. Chung có một ngày, thủy tổ sẽ nhớ thông đấy. Không lâu, hắn bước lên rồi nhất hòn đảo nhỏ tự, vĩnh hằng nhất mạch linh kiện, ngay tại hòn đảo trong. Cùng với một tiếng ẩm vang, hắn nhấc lên một ngọn núi, từ trong dẫn dắt ra một luồng ánh sáng. Lần này, không phải vĩnh hằng cốt, mà là một luồng vĩnh hằng bản nguyên, kim quang lóng lánh cái chủng loại kia. Vĩnh hằng phách thể. Triệu bân quét ước chừng một phen, nhận ra là nơi nào nhất mạch. Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới thần sắc kỳ quái, trước kia tìm được cái kia một nửa vĩnh hằng cốt, chính là vĩnh hằng thiên thể, bây giờ cũng là phách thể bản nguyên, hiển nhiên không phải một người đấy, chẳng lẽ lại, năm đó hoang vu đại hốn chiến, hắn vĩnh hằng nhất mạch, có hai cái tiền bối tham chiến. Trận chiến ấy, cũng có vĩnh hằng phách thể triệu bân nhìn về phía khô lâu người. Không có nhìn thấy phách thể, nhìn thấy thiên thể rồi. Khô lâu người nhảy bỗng nhúc nhích. Triệu bân không hỏi lại, hỏi cũng hỏi không, khô lâu người trí nhớ, không phải hoàn chỉnh đấy. Còn có tự tại thiên tàn niệm, cũng chưa chắc nhớ kỹ, chung quy cái kia đoạn với nguyệt quá mức liền xa. So sánh với hai người bọn họ, chẳng bằng đi về hỏi nguyệt thần đế tiên, tất có thể đưa ra hắn muốn đáp án. Trước dung hợp rồi, triệu bân khoanh chân mà ngồi, đem phách thể bản nguyên sáp nhập vào thể nội. Bản nguyên tuy ít, nhưng cũng là một trận cơ duyên, có thể phục cổ huyết thống. Đại tỷ, ngươi liền từ rồi a à. Tốt xấu chúng ta kể vai chiến đấu qua. Chân thực không nín được, liền mắng thái thượng. Triệu bân yên lặng, khô lâu người rất không an phận, theo như một luồng ánh sáng, vòng quanh tự tại tàn niệm, cao thấp trái phải quay trở về, nhiễm nhiên một cái tiền bối, tại cấp bản thân hậu bối giảng đạo lý. Cốt, tự tại tà niệm mắng to, vẫn là như vậy trói tai. Từ từ em gái ngươi, lão nương bổn tôn thế nhưng tiên tông thủy tổ. Chỉ là, nói lên thái thượng người kia, nàng tựa như nhớ lại những thứ gì, ánh mắt càng nhiều hàn quang, có lẽ sát ý quá mạnh mẽ, thậm chí khô lâu người hồn thể rung động mạnh, lại không dám đi phía trước gom góp. Môn, chìm đắm vào ở bên trong, triệu bân có như thế một tiếng thì thầm. Dung hợp rồi phách thể bản nguyên hắn lại trông thấy thần môn cùng trước kia khác biệt chính là lần này thần môn nhiễm một vòng huyết quang trưa nay chính là một đạo mơ hồ bóng người thấy thế nào đều là quen mặt đấy vĩnh hằng thủy tổ triệu bân trong lòng một câu khẳng định không có nhìn lầm có thể hắn không hiểu trong môn vì sao lại có thủy tổ bóng lưng có phong thần hiện ra a à. khô lâu người nói thầm bắt đầu vòng quanh triệu bân quay trở về tự tại tàn niệm cũng ở đây xem chỉ là nàng xem chính là mặt trời nhỏ xem ánh mắt thâm thúy cái này đồ chơi nhỏ rất là bất phàm lại liên lụy hoang vô cản khôn khó trách triệu bân lực lượng sẽ giải phong là nàng chủ quan a nếu sớm biết triệu bân có cái này thần cấp treo nàng sớm chạy oanh chính xem ngoài bỗng nhiên nghe thấy ở chỗ sâu trong một đạo ầm vang triệu bân bị thức tỉnh vô thức hướng cái kia mới có nhìn lại lọt vào trong tầm mắt liền thấy một đạo hỗn độn chi quang sông tiêu mà lên hỗn độn trong nhiều dị tượng diễn xuất rồi một phiến tốt đẹp sơn hà Ai nha khô lâu người một tiếng gào to trong lời nói rất nhiều kinh dị tự tại tàn niệm tắc hai mắt híp lại trong mắt nhiều hàn ý thật mạnh uy áp triệu bân đứng lên ánh mắt sáng tối bất định hoang vu ở bên trong vẫn còn có cường đại tàn niệm giúp ta một chuyện tâm sự cũng không phải là không được tự tại thiên tà niệm ngữ khí cuối cùng hòa hoãn một chút nói giúp ta giết hắn hắn là chỉ người nào triệu bân thi dò hỏi liền cái đầu kia thái thượng khô lâu người xen vào một câu nghe thấy chi triệu bân lông mi trao lên lại hướng ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua hỗn độn chi quang vẫn còn băng lạnh âm sát chi khí tịch thiên cuốn địa phương không phải oan gia không tụ đầu a à, triệu bân cười lạnh nói có làm hay không khô lâu người lại gào to kích động vô cùng làm triệu bân rút ra chiến mâu thẳng đến ở chỗ sâu trong mà đi đợi đến cái kia phiến thiên địa chứng kiến là một phiến núi rừng âm lãnh cô quạnh mà thái thượng tàn niệm liền ở trong đó sát khí đã lung chiều cái mảnh này sơn mạch đem ta dây thừng giải rồi ta và ngươi hợp lực diệt chi tự tại tàn niệm thản nhiên nói đánh nhau bực này chuyện nhỏ vãn bối một người tới là được triệu bân một bên dòm ngó núi rừng một bên tùy ý trả lời một câu không định giải cái kia dây thừng như chạy nơi nào tìm ngươi đi ngươi chiến không được hắn vãn bối rất có thể đánh chính là triệu bân nói qua mang theo chiến mâu liền tiến vào đi vào mới nhìn rõ đó là một đạo huyết sắc bóng người thấp thoáng hỗn độn ở bên trong thấy không rõ chân dung chỉ biết cái kia khí thức trầm trọng từng sợi âm sát đều có biến hóa kỳ lạ lực lượng ẩn núp ân đúng là thái thượng tàn niệm chính ngồi xếp bằng trên đá lớn tĩnh tâm đả tọa. Cái kia bên thân, nhiều tán toái hài cốt, không biết là nhà ai sinh linh. Trưa nay, chính là quỷ dị vô cùng nói âm, như ma chú kéo dài không tiêu tan. Oanh! Triệu bân vừa quát âm vang, tự trong bóng tối sát ra, không cái gì lời thừa, vung mạnh mâu liền nện. Thái thượng tàn niệm thông suốt mở con mắt, mắt thấy lăng thiên chiến mâu, hắn như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Thấy chi? Triệu bân bề bổn sợ thu tay lại, mũi chân chìa xuống đất, như kinh hồng bình thường, phi thân sau chạy. Hắn vừa đi, thái thượng niệm liền hiện ra thực hình, một đạo kiếm khí chém đứt rồi đại địa. Đạo hạnh sâu nơi nào, triệu bân vững vàng định ra thân hình. Vĩnh hằng thể, thái thượng tàn niệm liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi. Vĩnh hằng bản nguyên, triệu bân ánh mắt rất sâu thúy, có thể tự thái thượng tàn niệm thể nội, người được vĩnh hằng bản nguyên khí tức, cũng chính là nói, thái thượng từng dung hợp qua vĩnh hằng nhất mạch bản nguyên. Tối nay, đã định trước mùa thu hoạch lớn, thái thượng tàn niệm u cười. Thấy hắn vung tay vung lên, mãnh liệt hỗn độn sát khí, cuốn tới. Triệu công tử nửa điểm không sợ, tế gia hồng mông hải, đứng vững rồi hỗn độn khí. Cấm, thái thượng tàn niệm diễn xuất rồi một tôn bảo tháp, trên trời đập tới, đem triệu bân tre đậy nhập trong đó. Bảo tháp cấp tà dị, trong tháp liệt diễm thiêu đốt, sấm sét vang dội cực tẫn phong cấm hóa diệt chi lực. Mở triệu bân nhất màu đâm ra nhất cái đại lỗ thủng như dao long vọt người mà ra trước mặt liền thấy thái thượng tàn niệm từng giết đến chỉ điểm một chút hướng hắn nghi tâm quang minh thân triệu bân lãnh quát khí lực bỗng nhiên như kiêu dương quang mang bắn ra bốn phía quang minh thần uẩn thái thượng tàn niệm vội vàng không kịp chuẩn bị bị hoảng hai mắt đen kịt đã đoán đúng triệu bân tránh khỏi nhất chỉ nhất mâu đem thái thượng vung mạnh lộn ra ngoài chương 1954 thượng thương đánh cờ. Oanh! Thái thượng tàn niệm một bước định thân, khí lực quá nặng trọng, đạp sơn thạch đều sụp đổ. Thật sự là hắn đạo hạnh sâu, bị quang minh lung lay mắt, trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Chờ đợi triệu bân giết tới, hắn đã hỗn độn hộ thể, còn có khô diệt kiếm khí nghênh không phách chảm. Bang! Triệu bân lấy màu đón đỡ, vẫn bị bổ lộn ra ngoài. Tự tại tàn niệm nói không giả, này hàng đích xác rất cường hãn. Thu! thái thượng tàn niệm đại thủ như vậy vung lên đem triệu bân quấn vào ống tay áo cái kia trong tay áo có cản khôn tự thành thế giới thì cốt thành sơn máu chảy thành sông triệu công tử đỏa thân trong đó như nhập nê trạch bị trói buộc cất bước khó khăn còn có gì dựa vào thấy triệu bân bị khốn trụ thái thượng lộ ra khinh miệt cười 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 hắn liền không cười triệu công tử bổn sự lớn đâu một đạo hư vọng kiếm quang bổ ra rồi một đạo vết nứt trong tay áo cản khôn giết ra tới, lần thứ hai vung mạnh lật thái thượng. Cho ta trấn áp. Bay ngược ở bên trong, thái thượng tàn niệm vung ra rồi một luồng ánh sáng âm u, diễn hóa thành một tòa bảo đỉnh. Bảo đỉnh nguy nga to lớn, như núi cao trầm trọng, rủ xuống tràn đầy từng sợi khí, đều to lớn hào hùng. Đi ngươi. Triều công tử khí huyết bốc lên, một gậy cho người đánh cái nứt vỡ. Thái thượng tàn niệm phun máu, còn chưa đứng vững, liền lại bị chấn nhảy ra đi đánh, truy chết hắn, khô lâu người nhất thông sói chu. Không cần hắn lời thừa, Triệu Bân cũng sẽ cho Thái Thượng An bài rõ ràng. Nhất mâu phía sau, hắn lại động thần thông, diễn xuất rồi tam thần chung cùng táng thế quan. Thái Thượng tàn niệm cũng là bi thôi đấy, mới đứng vững, liền bị đụng lộn ra ngoài. Giặc giặc, cốt cách vỡ vụn âm thanh, rõ ràng có thể nghe, cũng dễ nghe êm tai. Thái Thượng đẫm máu, suýt nữa được chôn cất thế quan cùng tam thần chung đụng tán giá tốt rất tốt thái thượng giận quá thành cười mở ra rồi một phía hư ảo thần kính lăng không phổ chiếu kính quang như kiếm mang lung mộ thiên địa không khác biệt công phạt kiếm uy kiếm ý vô cùng phá triệu bân nhất tự âm vang ném ra chiến mâu nhất kích xuyên thủng rồi thần kính ngắn ngủi phút chốc thái thượng tà niệm giết tới phụ cận thể có thần quang bay tán loạn đó là từng sợi pháp tắc hóa thành từng cái xích sắt hướng triệu bân quấn quanh tỏa ta Triệu Bân một tiếng cười lạnh, trong mắt có bạch sắc ngọn lửa nở rộ. Thật sao? Quá lên một tên bất lưu thân nhi, chúng hắn nguyễn thuật tốt như vậy cơ hội, Triệu Bân làm sao bỏ qua? Bí pháp tầng tầng lớp lớp, bị hắn cận thân đã định trước Thái Thượng ác mộng, tự Đông hướng Tây bị một đường đánh chính là đứng không vững, nhuốm máu xương cốt đầy trời văng tung tóe, liền mãnh liệt cuồn cuộn hỗn độn sát khí đều tán loạn rồi không thiếu. A, à, Thái Thượng tàn niệm gào rú, mang theo thao thiên nộ. Vang đầy hôn ám thiên. Có thể, gào thét vang rồi không cái gì sâu dùng, nên chịu đánh một trận cũng không có thiếu. Oanh, phanh, núi rừng gặp nạn rồi, núi cao từng tòa sụp đổ. Cái kia, là một bộ máu tanh cũng cực kỳ đẹp mắt hình ảnh. Ít nhất, tại có chút thượng thương xem ra, đặc biệt thoải mái. Xem thường ngươi rồi, tự tại thiên tàn niệm là quần chúng, thấy thái thượng tàn niệm bị bạo truy, trong lòng rất nhiều kinh ngạc gặp áp chế đều như vậy hung mãnh, nếu có thể chiến lược toàn bộ triển khai, tiểu tử kia nên có nhiều khủng bố. triệu bân thiên hạ vô địch thủ đánh chính là thái thượng biến thành cầu so sánh với tự tại tàn niệm khô lâu người nhưng là không còn như vậy hàm xúc rồi hắn là chịu trách nhiệm sinh động bầu không khí đấy gào thét chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp phốc huyết quang hiện ra thái thượng tàn niệm một nửa thân thể đều nổ thành rồi bùn máu tại đây hắn vẫn như cũ sinh khí rồi rào, không biết từ chỗ nào gọi đến rồi ức vạn lôi đình. Ngươi sẽ không thiếu sao. Triệu bân cường thế bá đạo, nghịch lôi đình công phạt, đánh chính là long trời lở đất. Thái thượng tàn niệm lại bị chém, phần còn lại một nửa thân thể, cũng gần như nổ nát vụn. Hắn cho là hắn rất mới được, có thể đánh qua mới biết, có vẻ như không phải người nào đó đối thủ. Kết thúc, triệu bân đạp thiên mà tới, nhất mâu đâm đi qua. Đây chính là tuyệt sát, đủ có thể đem thái thượng đưa về nơi chín suối. Nhưng, chính là chỗ này kinh hồng phút chốc, thái thượng thể nội có một đạo vầng sáng hiện ra. Bởi vì hắn, toàn bộ thiên địa đều hoảng tựa như đọa nhập định dạng, hết thảy đều dường như dừng lại. Phốc, đã trúng vầng sáng sông tới, triệu bân toàn bộ người đều hoành lộn ra ngoài. Xong, chính là chấn thiên ẩm vang, một ngọn núi bị hắn đụng sụp. Lại nhìn thái thượng tàn niệm, khí chất dĩ nhiên đại biến, tựa như thượng thương lâm thế, Khí lực quang huy, mơ hồ đầy tận thế sắc thái, toàn bộ hoang vu di tích, đều bởi vì hắn mà một hồi lay động. Thái thượng, người cái này có nhục nhã nhận rồi. Vọng tự nhúng tay thế gian, bước lão phu chửi mẹ. Tối tăm ở bên trong, có mắng tiếng vang lên, thế nhân nghe không được. Oanh, thái thượng tàn niệm hùng nổi lên, chỉ một luồng hỗn độn khí, liền san bằng rồi núi rừng. Cái này, không chỉ hoang vu di tích, liền vô biên hắc ám, đều kịch liệt lay động. Phốc. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, Triệu Bân thân thể nổ thành rồi huyết vụ, đầu ông ông một phiến. Hắn là không rõ ràng cho lắm, vẻn vẹn một đạo tàn niệm, Thái Thượng ở đâu ra như vậy sức mạnh to lớn a. À. Sâu kiến, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thái Thượng tàn niệm đạm nói, một câu như oanh lôi, rung động lắc lư tứ hải bát hoang. Vốn là mơ hồ Triệu công tử, nguyên thần chân thân cũng suýt nữa bị chấn nát rồi. Không đợi hắn đứng vững, liền thấy một cái năm ngón tay đại thủ che trời cái rơi xuống. O O N G. Nguy cơ trước mắt, lại một cỗ hủy diệt chi lực quét sạch càn khôn. Lần này chính là tử tại tàn niệm, khí lực lại cũng nhiều tận thế quang huy. A, à, vừa muốn đại triển thần uy thái thượng tàn niệm, bị cái kia uy thế đụng một bước lui về phía sau. Ngang nhau hủy diệt, đồng dạng tận thế sắc thái, một đông một tây tại hư vô nở rộ. Được, Tiểu Thiên Thiên nổi đoá vẫn là vô tận phiêu nhiều, lại có lời nói. Đánh đi, bọn ta nhìn xem hai ngươi đánh. Đánh. Nói đánh là đánh. Mở treo thái thượng tàn niệm cùng tự tại tàn niệm, tại hư vô khai chiến. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, bọn họ chiến trường bao trùm hoang vô thượng. Cái kia là tàn niệm cùng tàn niệm ác chiến, cũng là thượng thương cùng thượng thương giữa tranh hùng. Vì thế, thiên đạo vẫn là đặc biệt vì bọn họ mở cửa sau, không dao động theo thế gian cái chủng loại kia. Tình huống nào? Phê tích ở bên trong, triệu bân lay động hoảng bò lên, thần sắc ngơ ngẩn nhìn xem hư vô. Thái thượng tàn niệm cùng tự tại tàn niệm chiến trường, hắn tuy nhiên thấy được, lại mong muốn không thể liền. Thật mạnh uy áp, khô lâu người vẫn còn, cũng là hồn thể run rẩy không thôi. Cái kia hai vị quá kinh khủng, khủng bố đến hắn chính muốn nằm dạp xuống. Giống, bang bang, hai người kinh dị lúc, hư vô vang lên long gào rú cùng phượng tê minh, thái thượng tàn niệm biến hình thái thành một đầu nguy nga cự long xoay quanh cửu thiên tự tại tàn niệm cũng biến hình thái thành một cái hư ảo phượng hoàng dục hỏa dương cánh nhất long nhất phượng đều cuốn mang theo hủy diệt dị tược tại thương miểu sông tới đụng phong vân biến sắc cũng đụng càn khôn sụp đổ vô số lôi minh thiểm điện trong bóng đêm sen lẫn bay múa cái này không chỉ là khô lâu người liền triệu bân đều sắc mặt trắng bệch rồi trận đại chiến kia phải không thuộc về thế gian đấy, là siêu thoát càn khôn bên ngoài đấy. Thân là người đang xem cuộc chiến, hắn như cực kỳ nhỏ bé, liền nhìn lên tư cách cũng không có. Vạn đạo nhân quả pháp tắc, lão phu đổ tiểu thiên thiên. Ai nói nữ tử không bằng nam, ta cũng đổ tiểu thiên thiên. Bản thiên đổ thái thượng, lão già kia, đánh nữ nhân có một bộ. Đừng làm rộn, nguyệt thần cũng là nữ, năm đó thiếu chút nữa làm chết cái đồ kia. Không suy nghĩ tu đạo thế nhân, vừa nắm một bó to, rảnh rỗi nhất cả trứng thượng thương, cũng là tụ tập nhi đến, hôm nay là một cái đại tràng diện, cũng rất thích hợp xem cuộc vui, vạn cổ khó gặp.